chương 331, hư hư thực thực thiên tôn, bích hải tuyệt uyên. Tiểu tinh hồ anh động, đại chu hoàng thất một tên trí cường giả lại bị trường thanh cát đánh dê kiết mà đại chu hoàng thất thiên kiêu, tử vương thế tử, suýt nữa bị dê viết, chật vật thoát đi. Thông tin truyền ra, đại chu các đại thế lực, đều cơ hờ kiếp sợ không thôi. Đây là tại khiêu khích đại chu hoàng thất A, trường thanh các quả thật thật to gan, chẳng lẽ tự tin như vậy, có thể chống cự lại đại chu hoàng thất trả thù. Nguyên bản chuẩn bị đến trường thanh các thăm hỏi, thậm chí đến cầu xem bệnh võ giả, lập tức dọa đến không còn dám đi đến, đều tại quan sát tình thế đến tiếp sau phát triển. Mà những này phong ba, bất luận là tối linh tú, vẫn là hứa viêm, mạnh sung, đều hoàn toàn không có để ở trong lòng, một cái ngưng luyện thiên địa linh cơ chí cường giả mà thôi, xê đứt hết cũng liền xê hết rồi. Cũng không phải là lần thứ nhất dê kiết tới cường giả. Tử vận có chút lo lắng nói, đại chu hoàng thất rất mạnh, có thể hay không có phiền phức. Đương nhiên, nàng mặc dù có chút lo lắng, cũng không có cảm thấy sẽ tồn tại nguy hiểm, mà là cảm thấy khả năng sẽ xuất hiện một chút phiền toái mà thôi. Việc rất nhỏ, là chính hắn công kích, còn không thể phản kích hay sao? Tố Linh Tú lơ đỉnh nói. Không sai, nếu là đại chu hoàng thất không phục, ta đi chắn hắn hoàng cung cửa lớn, đánh tới hắn phục mới thôi. Hứa viêm gật đầu đồng ý nói. Tử vận liếu lưỡi, cái này mới nhớ tới, hứa viêm có thể là mấy năm trước liền chắn thiên vũ điện sơn môn kiêu chiến mãnh nhân, bây giờ thực lực hiển nhiên càng mạnh bất khả tư nghị. Trường Thanh các vô cùng náo nhiệt, Hứa Viêm giải thích chính mình tại Đại Xuyên Châu kinh lịch, cùng với chém dê tiết Thiên Vũ Điện trưởng đao trưởng lão. Đem từ Thiên Vũ Điện lãnh tuyệt đao cùng với một kiện khác thần khí lấy ra ngoài, đưa cho Mạnh Sung nói, sư đệ, ngươi nhìn đao này có hay không thích hợp. Mạnh Sung ước lượng một cái, nói, đao này nhìn xem mặc dù không tệ, ta vẫn là dùng sư đệ luyện chế đao càng tiện tay, bất quá cũng có thể cần dùng đến, ta suy nghĩ làm cái đao trận đi ra. Thấy được đại sư huynh kiếm trận về sau, Mạnh Sung cũng động tâm tư, suy nghĩ đao trận bên trong trường thanh các vô cùng náo nhiệt. Mà thiên vũ điện trên núi, thiên vũ điện chủ chờ một đám trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, hứa viêm đến từ nội vực. Mạnh sung cũng là đến từ nội vực. Như thế nói đến, hứa viêm cùng mạnh sung phía sau, chẳng lẽ là huyết ma? Huyết ma họa, chính là linh tông gai trong lòng, tam lạc tam khởi, phản phất dê kiết không xê, hết đồng dạng, nếu thật là huyết ma đông sơn tái khởi, cái kia tất nhiên càng nguy hiểm. Hiểu được ẩn tàng tự thân, hiểu được bày mưu rồi hành động, bồi dưỡng được như vậy yêu nghiệt đệ tử, siêu nhiên linh tông cũng nên tụ họp một chút thông báo lôi vân sơn trang ngự linh phủ thái miễu tông đại chu hạng gia cùng bàn đại sự thiên vũ điện chủ ánh mắt lạnh lẽo nói phải trưởng đao trưởng lão đã có đoạn thời gian không có tin tức trong lòng hắn có chút bất an chẳng lẽ xảy ra ngoài ý muốn là hứa viêm dê thiết hắn vẫn là hứa viêm người sau lưng nếu là trưởng đao trưởng lão thật vẫn lạc thiên vũ điện chủ có khuynh hướng cái sau cái này mới mấy năm mà thôi hứa viêm tuyệt đối không thế có dê thiết trưởng đao trưởng lão thực lực linh vực một chỗ, trong mây bên trên. Thiên vũ điện chủ trong tay sách theo một người mà đến, lôi vân sơn trang trang chủ, ngự linh phủ phủ chủ, thái miễu tông tông chủ, đại chu hoàng thất đến chính là tử vương. Ngươi thông báo chúng ta tới đây, vì chuyện gì? Lôi vân trang chủ trầm giọng hỏi. Thiên kiêu tranh phong sự tình, liền theo quy định tiến hành, ta thái miễu tông sẽ không ủng hộ vi phạm quy củ. Thái miễu tông chủ trầm giọng nói. Thiên kiêu tranh phong sự tình, tại thái miễu tông mà nói, tất nhiên là Tân Mộng Nhu làm quyết định, dù ai cũng không cách nào sửa đổi. Cũng không phải là việc này. Thiên Vũ Điện chủ trầm giọng nói, ta hoài nghi huyết ma trở về. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người là thần sắc biến đổi. Lời ấy thật chứ? Tử vương thần sắc giật mình mà hỏi. Huyết ma tuyệt đối không thế trở về, sư thúc ta năm đó đã xem đánh dê thiết. Thái miễu tông chủ lạnh giọng nói. Lạnh lùng nhìn hướng thiên vũ điện chủ, ngươi có chứng cứ gì? Người này, là tại lần trước linh vực chi môn mở ra lúc, từ nội vực mà đến, hiện nay đã biết thông tin là, hứa viêm đến từ nội vực, mạnh sung đến từ nội vực, trường thanh các cũng là đến từ nội vực, bọn họ là đồng môn bên trong người. Thiên vũ điện chủ nhất lên tử vân hoàng trầm giọng nói. Ngự linh phủ chủ cùng tử vương nhìn hướng tử vân hoàng, trầm giọng hỏi, lời ấy thật chứ? Tử vân hoàng thần sắc ảm đạm, tim gan đều phát trung, chuyện cho tới bây giờ, còn làm sao có thể che giấu? hứa viêm xác thực đến từ nội vực mạnh xung cũng là đến từ nội vực bọn họ tại nội vực là thiên kiêu vô địch thiên kiêu bọn họ là sư phụ chính là cao nhân thần bí cao nhân thiên vũ điện chủ trầm giọng nói nội vực hạ đẳng chi địa người ta đều hẳn là rõ ràng ngoại trừ năm đó trốn vào nội vực huyết ma từ đâu tới cao nhân hứa viêm người sau lưng tất nhiên là năm đó huyết ma không thể nghi ngờ ngự linh phủ chủ cùng tử vương gật đầu vẻ mặt nghiêm túc vô cùng ngoại trừ huyết ma nội vực chưa từng có cao nhân tuyệt đối không thế huyết ma đã sớm xê hết sư thúc ta đích thân mai táng hứa viên cùng mạnh xung đến từ nội vực việc này sư thúc ta cũng biết từng dò xét qua tuyệt không phải huyết ma thái miểu tông chủ lắc đầu nói lôi vân trang chủ vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói ta lôi vân sơn trang cùng trường thanh các có chút qua lại từng cầu xem bệnh đang y tiên tử từng gặp vị kia ta tán đồng thái miểu tông chủ lời nói hắn tuyệt không phải huyết ma mà là thiên tôn nói xong lời cuối cùng lôi vân trang chủ âm thanh âm u nói thiên tôn lý do có mục đích gì, không phải người ta có thể theo dõi, việc này ta lôi vân Sơn Trang sẽ không tham dự. Ngự linh phủ chủ mấy người thần sắc biến đổi, kinh ngạc nói, lời ấy thật chứ. 90% chắc chắn. Lôi vân Trang chủ trịnh trọng nói. Vậy mà không phải huyết ma. Thiên vũ điện chủ một mặt vẻ không thể tin được. Thần kiều mở ra sắp đến, nếu thật là thiên tôn, các ngươi vẫn là cẩn thận một chút, thiên tôn chi nộ, các ngươi có thế không chịu nổi. Thái miễu tông chủ quay người rời đi. Huyết ma đê đã C hết không thể nghi ngờ thiên tôn sự tình thận trọng là hơn tử vương trầm ngâm một chút nói chợt cũng quay người rời đi nếu thật là thiên tôn có khả năng không nhìn một số quy củ mà lưu lại nội vực linh vực cái này thiên tôn thực lực thậm chí thân phận đều không đơn giản việc này dừng ở đây đi ngự linh phủ chủ cũng quay người rời đi thiên vũ điện chủ sắc mặt âm tình bất định có chút không cam lòng xách theo tử vân hoàng trở về nửa đường tiện tay đem tử vân hoàng ném đi xuống mặt âm trầm trở về thiên vũ điện chỉ là nửa đường đột lại trở về mà đến, tại hoảng sợ ánh mắt bên trong tử vân hoàng, một kích đem tử vân hoàng triệt để diệt sát. Hài cốt không còn. Giết người xong về sau, thiên vũ điện chủ về tới tông môn. Một đám trưởng lão xông tới. Cùng huyết ma không có quan hệ, nhưng... Thiên vũ điện chủ đem thiên tôn suy đoán nói ra, một đám trưởng lão tất cả đều âm thầm cờ hờ, hiếp sợ. Điện chủ, nếu thật là thiên tôn, hắn tại nội vực vì chuyện gì? Còn có, hứa viêm xuất từ nội vực, tại nội vực có tồn tại hay không liên quan người, chúng ta. Một tên trưởng lão âm hiểm mở miệng nói. Ân, đang có ý này. Thiên vũ điện chủ gật đầu, việc này không thể tiết lộ, bí mật mà đi, các ngươi hai cái đi mở ra linh vực chi môn, tiến vào nội vực một chuyến. Điểm hai tên trưởng lão nói. Là, điện chủ. Cái kia hai tên trưởng lão gật đầu. Đường Kim Yến xử lý như thế nào? Trưởng kiếm trưởng lão trầm giọng hỏi. Giết đi. Một tên trưởng lão mở miệng nói giữ lại, có thể còn có chút tác dụng. Thiên vũ điện chủ trầm ngâm một chút nói. Đóng lấy, căn dặn bị phái đi nội vực hai tên trưởng lão, nói, ghi nhớ, không phải đi dê kiếp người, là bắt lấy bi hát kiếp, chỉ cần bắt được bi hát kiếp, cuối cùng cũng có dùng tới thời điểm. Chỉ cần hứa viêm bi hát kiếp tại trong tay chúng ta, hắn càng yêu nghiệt càng tốt, càng mạnh càng tốt. Hai tên trưởng lão lộ ra nụ cười nói, điện chủ nói cực phải. Thiên vũ điện chủ để người mang đường kim yến chủ tớ hai người đến, vừa vào cửa điện, thiên vũ điện chủ vung tay lên đường kim yến nha hoàng nháy mắt bị oanh sát hài cốt không còn đường kim yến lập tức sắc mặt ảm đạm đầy mắt vẻ sợ hãi phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất yên tâm không dê kiết ngươi thiên vũ điện chủ lạnh nhạt nói ra việc này không được hướng bất luận kẻ nào tiết lộ một điểm nếu không ngươi cùng thủy tinh cung biến thành tro bụi là là đường kim yến điên cùng gật đầu nói được rồi thủy tinh cung phụ thuộc thiên vũ điện ngươi trở về đi chờ phân phó là đủ Thiên Vũ Điện Chủ khu tay nói. Là, cảm ơn Thượng Tông Đại Nhân. Đường Kim Yến mừng rỡ không thôi. Thủy Tinh Cung có Thiên Vũ Điện làm chỗ dựa, ai dám lắc tội Thủy Tinh Cung. Đến mức trường thanh các tố linh tú sự tình, nàng không dám hỏi thăm, từ Thiên Vũ Điện Chủ thái độ đến xem, hiển nhiên là dính tới Linh Tông bí ẩn sự tình. Đại Chu Hoàng Đô, tử vương đem chuyến này sự tình, bẩm báo cho Đại Chu Hoàng về sau, mới vừa trở lại vương phủ, liền biết được hạng minh mậu suýt nữa bị dê riết, mà hộ vệ càng là trực tiếp xê hết rồi hạng minh mậu chật vật chạy về phụ vương bọn họ đây là khiêu khích ta đại chu hoàng thất a đây là khiêu khích ta tử vương nhất mạch vận dụng ta đại chu cường giả diệt bọn hắn hạng minh mậu hai mắt đỏ tươi phẫn hận nói là ai tử vương trầm giọng hỏi trường thanh cát hạng minh mậu cắn răng nghiến lợi nói tốt 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 trường thanh cát đúng không thật sự cho rằng ta ngươi nói trường thanh cát tử vương đang muốn nổi giận đột nhiên khẽ giật mình trầm giọng hỏi là phụ vương hạng minh mậu gật đầu tử vương trầm mặt trường thanh cắt phía sau hư hư thực thực có thiên tôn tồn tại a à. đây cũng không phải là hắn có khả năng quyết định sự tình trường thanh cắt sự tình chỉ có bệ hạ mới có thể quyết định không phải là ta tử vương nhất mạch có thể tự tiện mà làm người không thể hành động mù quáng nếu không dễ dàng vì tử vương nhất mạch treo chọc mầm tai vạ dù sao dính đến hư hư thực thực thiên tôn tồn tại việc này đã không phải là hắn có thể quyết định bởi vậy Tử vương thần sắc nghiêm túc nhìn chầm chầm hạng minh mậu nói. Phụ vương, chẳng lẽ? Hạng minh mậu trong lòng giật mình, trường thanh các nước sâu như thế. Chẳng lẽ mình gặp rắc rối hay sao? Không cần nhiều lời, việc này ta sẽ bẩm báo bệ hạ, ứng đối ra sao việc này, còn phải đợi bệ hạ định đoạt, thậm chí. Tử vương nhìn chầm chầm nhi tử của mình, trầm giọng nói, thậm chí, có hay không cần nói xin lỗi, cũng chưa biết chừng. Hạng minh mậu sắc mặt đại biến. Tử vương căng dặn hắn không thể rời đi tử vương phủ về sau, liền tiến về hoàng cung đem việc này bẩm báo cho đại chu hoàng biết đại chu hoàng thất trả thù cũng không có đến tự hồ đại chu hoàng thất hồn nhiên không biết có một cái chí cường giả vẫn lạc tại trường thanh các chi thủ liền tử vương phủ cũng không có bất luận cái gì động tĩnh cái này khiến không ít đại chu thế lực cùng võ giả ngửi được không tầm thường khí tức trường thanh các bối cảnh không đơn giản liền đại chu hoàng thất cũng sẽ không bởi vì một lần xung đột nhỏ mà mở rộng trả thù ta đã nói rồi đang y chi thuật thần diệu như thế sao lại không có người động tâm sao lại không có linh tông đỏ mắt cái này trường thanh cát không được không sai còn lại siêu nhiên linh tông không nói đến thiên vũ điện vô sĩ tác phong sao lại không động tâm đã sớm động thủ mới là mà chính trường thanh cát tiêu giao tự tại tất nhiên có nó mạnh mẽ sức mạnh trường thanh cát có thể là một kiện thần khí a cực lớn siêu nhiên linh tông cái nào có như thế bất khả tư nghị thần khí đại chu võ giả nghị luận ầm ĩ nguyên bản ngay tại ngắm nhìn một chút thế lực cùng võ giả lúc này khởi hành tiến về trường thanh các cầu xem bệnh, hoặc cầu mua đang dược. Trường thanh các tự nhiên vừa nóng náo loạn lên. Mấy ngày ôn chuyện về sau, Lý Huyền lại thừa cơ, chỉ điểm một cái hứa viêm, đem phá hư cảnh võ đạo chi pháp, tiến hành kỹ lưỡng hơn hoàn thiện. Thuận tiện nói tới đạo tắc, việc quan hệ tiếp theo giai đoạn tu luyện. Vì thế còn tự thân động thủ, luyện chế ra linh giấy đi ra, đem mấy đầu đạo tắc khắc dấu tại trên linh giấy, giao cho hứa viêm lĩnh hội, trước thời hạn một bước vì hứa viêm đánh xuống tìm hiểu đạo thì cơ sở đạo tắc dù sao thâm ảo huyền diệu, cho dù là khắc dấu mấy đầu đồ văn, cũng không hề tầm thường, bình thường đồ vật căn bản là không có cách chịu đựng lấy. Cho nên Lý Huyền mới đích thân động thủ, luyện chế linh giấy đến gánh chịu khắc dấu đạo tắc đồ văn. Ta khoảng cách thần nguyên cảnh viên mãn chỉ kém nửa bước, cũng nên vì dành dụng nội tình, đột phá thần thông cảnh làm chuẩn bị, Tạ huynh đi Vân Thiên Bích Hải thành, ta chuẩn bị đi một chuyến, đem công pháp truyền cho hắn. Hứa Viêm nói ra chính mình bước kế tiếp mục tiêu. Nghe đồng Bích Hải có thần vật, nếu là có thể được đến, tích góp nội tình liền đơn giản nhiều, ta sẽ tại thiên kiêu tranh phong trước khi quyết chiến trở về. Lý Huyền biết, hứa viêm trở về sẽ không đợi lâu, sông sáo linh vực mấy năm, tinh tiến võ đạo cấp tốc, võ đạo cảm ngộ cũng nhiều hơn, hứa viêm nơi nào sẽ ngồi bất động đầy đất khổ tu. Linh vực 18 châu, mặc dù còn có mấy cái châu chưa từng đặt chân, bất quá hứa viêm quyết định đi bích hải, một là tìm kiếm tạ lăng phong, truyền cho hắn thần ý cảnh về sau võ đạo chi pháp. Hai, cũng là vì tìm kiếm bích hải thần vật, vì uẩn dưỡng tự thân nội tình, đột phá thần thông cảnh làm chuẩn bị. Hải Linh Nhi đến từ Bích Hải, ngươi có thể tìm nàng giải một phen Bích Hải. Lý Huyền nhẹ gật đầu nói. Hải Linh Nhi lúc này phát huy được tác dụng. Nàng là Hải Linh tộc, mà còn lấy Thải Linh Nhi thực lực, tại bên trong Hải Linh tộc địa vị không thấp. Sư phụ, ta đã biết. Hứa viêm không kịp chờ đợi muốn tiến về Bích Hải, lúc này liền đi tìm Thải Linh Nhi hiểu rõ Bích Hải tương quan sự tình. Bích Hải bao la, hòn đảo vô số, hiện nay là vân thiên Bích Hải thành cùng ta Hải Linh tộc cộng trị, Bích Hải linh vật rất nhiều, cũng nghe đồn có thần vật tồn tại nổi danh nhất thần vật, không gì bằng Bích Hải thần châu, trời cao thành chủ buộc tóc khí, nghe đồn chính là Bích Hải thần châu, cái này thần châu có một ít chỗ kỳ diệu, tự hồ có thể ổn dưỡng cùng lớn mạnh thần hồn, tăng lên võ đạo cảm ngộ lực lượng. Đương nhiên, ta không có từng thu được, cho nên cụ thể có hay không như vậy, cũng không xác định. Hải Linh Nhi biết gì nói nấy, kỹ càng giới thiệu Bích Hải tình huống. Bích Hải tuyệt nguyên là hung địa, nghe đồng thần vật đề sản xuất từ nơi đó, ta từng xa xa nhìn qua, quá hung hiểm, không dám mạo hiểm tới gần. Địa phương khác có hay không thần vật ta không dám xác định, nhưng tuyệt uyên có hơn chính thành khả năng, là tồn tại thần vật. Bất quá, ta khuyên ngươi không nên tới gần, nơi đó là chân chính tuyệt địa, ta hải linh tộc ngự thủy mà đi, bích hải chủng tộc, cũng không dám tùy tiện mạo hiểm tiến vào bên trong. Hứa viêm gật đầu, hắn nhớ kỹ bích hải tuyệt uyên, nơi đó rất có thể tồn tại thần vật. Đến mức thải linh nhi nói hung hiểm, hứa viêm tự nhiên sẽ không tùy tiện tiến vào, bất quá hắn cùng linh vực võ giả khác biệt, thủ đoạn càng nhiều, càng huyền diệu hơn chân thân không vào, thần nguyên hóa thân tiến vào tìm tòi chính là. Dù cho gặp phải nguy hiểm, cũng bất quá là tổn hao cái kia một bộ phận thần nguyên mà thôi, việc rất nhỏ. Chương 332, Đại Nhật tinh thần bất diệt thể, linh vực chi môn biến mất. Bích Hải, ngoại trừ tuyệt quyên bên ngoài, còn có còn lại một chút hung hiểm chi địa, nhưng đều kém xa tuyệt quyên, tồn tại thần vật khả năng cũng giảm mạnh. Ngoại trừ Bích Hải tuyệt quyên bên ngoài, còn có một nơi, cũng tồn tại thần vật, chỉ là vô cùng khó mà tìm, trong truyền thuyết có Bích Hải Thần Châu tồn tại. Hải Linh Nhi người lo nghĩ nói ra, Bích Hải Hắc Đàm là Bích Hải một chỗ đặc thù chi địa, nếu nói hung hiểm, kỳ thật cũng tồn tại, bởi vì thâm nhập trong đó, tồn tại nhất định tỷ lệ sẽ mất phương hướng. Nhất là đối tại nhân tộc mà nói, nguy hiểm càng lớn hơn, thậm chí sẽ bị nhốt ở bên trong. Dựa theo thải linh nhi thuyết pháp, Bích Hải Hắc Đàm cũng không phải là thật là một chỗ đầm sâu, sở dĩ tên là Hắc Đàm, là vì Bích Hải có một chỗ hải vực đen như mực, giống như Hắc Đàm đồng dạng. Tiến vào bên trong, chẳng những ánh mắt nhận đến ngăn trở, không cách nào nhìn đến xa, liền thần hồn lực lượng, tìm kiếm phạm vi cũng rút ngắn rất nhiều. Chính là bởi vì hắc đàm đặc thù, cho nên cho dù có thần vật, cũng không dễ dàng tìm tới, toàn bằng vận khí cùng cơ duyên, ghi duy nhớ kỹ không thể thâm nhập, nếu không sợ có mất phương hướng nguy hiểm. Ngươi tự cho là đúng hướng trên biển hiện lên đến, kỳ thực là chìm xuống phía dưới đi, hoặc là trôi hướng bên kia. Mà còn, nghe đồn hắc đàm bên trong có một ít đặc thù đồ vật, sẽ tập kích tiến vào người, mặc dù đại bộ phận thực lực không mạnh, nhưng hắc đàm chỗ sâu, chưa hẳn liền không có tồn tại cường đại. Thải Linh Nhi nghiêm mặt nói. Hứa viêm gật đầu, nhớ kỹ mấy cái này địa phương, đi bích hải về sau, đều muốn từng cái thăm dò. Ta từng nghe hải linh tộc một vị lão tiền bối nói qua, hắc đàm hư hư thực thực một chỗ cổ chiến trường còn sót lại, cho nên mới sẽ như vậy đặc thù. Thải Linh Nhi cuối cùng lại bổ sung một câu. Đóng lấy, nàng lấy ra một cái ống ánh ốc biển nhỏ, cùng với một cái tiểu bối vỏ, vỏ sò bên trên khắc dấu hoa văn, ở giữa là Thải Linh hai chữ đây là tính vật của ta, nếu có cần, có thể cầm tính vật của ta tìm hải linh tộc tương trợ, cái này ốc biển nhỏ, nếu như ngươi lạc mất phương hướng, hoặc là muốn tìm hiểu chỗ, có thể thổi lên cái này ốc biển. Nếu như phụ cận có hải linh, liền sẽ theo tiếng mà đến, cho ngươi chỉ rõ phương hướng. Hứa viêm tiếp nhận ốc biển cùng vỏ sò, chắp tay nói, đa tạ. Không cần khách khí. Hải Linh Nhi nở nụ cười nói. Những vật này đáng là gì, cùng tiền bối ban cho cơ duyên so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hứa Viêm lại lần nữa bước lên hành tẩu linh vực con đường, lần này hắn tiến về Bích Hải, tìm kiếm Tạ Lăng Phong, cũng vì tìm kiếm Bích Hải thần vật. Mạnh Sung sờ lấy đầu, đợi ta du lịch xong còn lại mấy cái châu, cũng đi Bích Hải đi dạo. Tố Linh Tú cũng động tâm tư, nàng quyết định, Trường Thanh Các tiếp xuống hành trình, một đường hướng Bích Hải mà đi. Trường Thanh Các phi thuyền đằng không mà lên, tiến về Đại Chu Kinh Thành. Đại Chu Hoàng Thất không có bất cứ động tĩnh gì, hiển nhiên là biết đối lý, không có ý định trả thù. Lý Huyền ngồi tại cái đình bên trong, giờ phút này chỉ có mạnh sung tại. Đại nhật bất diệt kim thân về sau phương pháp tu luyện, cũng nên truyền cho mạnh sung. Thân thể võ đạo đến tiếp sau tu luyện, cũng biên đi ra. Sư phụ. Mạnh sung cung kính nói. Đại nhật bất diệt kim thân, ngươi đã hiểu rõ, đối với thân thể võ đạo về sau tu luyện, ngươi nhưng có cái gì cảm ngộ? Lý huyền nhẹ gật đầu hỏi. Sư phụ, ta ngu dốt, đối với đại nhật bất diệt kim thân về sau tu luyện, không có cái gì cảm ngộ. Mạnh sung gãi gãi trụi lũi đầu nói hôm nay sư phụ liền truyền cho ngươi đại nhật bất diệt kim thân bên trên phương pháp tu luyện lý huyền nhẹ gật đầu đối với cái này cũng không ngoài ý muốn nếu là mạnh xung đối về sau thân thể võ đạo tu luyện có cảm ngộ chẳng lẽ không phải đã không cần hắn biên công pháp tạ à, sư phụ mạnh xung lập tức mừng rỡ không thôi đại nhật bất diệt kim thân đã vô cùng cường đại hiển thị rõ thân thể võ đạo bưu hãn lấy hắn thực lực hôm nay cho dù đứng bất động ngưng luyện thiên địa linh cơ võ giả đều không thể tổn thương đến hắn mảy may dù cho vận dụng thần khí Ngưng luyện Thiên Địa Linh Cơ Võ Giả, chỉ sợ cũng chỉ có thể cho hắn tạo thành tê, hương nhẹ, mạnh xung thậm chí hoài nghi, nhục thân của mình cường hãn, đã sắp có thể so với linh tông thần khí. Lý Huyền thần sắc trang nghiêm, chậm rãi nói ra, đại nhật bất diệt kim thân bên trên, là đại nhật tinh thần bất diệt thể, một chiếu một ngôi sao, ngôi sao vần quanh mặt trời, tự có quy luật, đại nhật tinh thần bất diệt thể để nhất trọng, ngôi sao chi tướng, thân như mặt trời, ngôi sao vần quanh. Đại nhật bất diệt kim thân đến tiếp sau võ đạo công pháp, là đại nhật tinh thần bất diệt thể Lý Huyền trải qua lặp đi lặp lại suy nghĩ về sau, mới cuối cùng xác định ra. Đây là vì đến tiếp sau thân thể phương hướng tu luyện đánh xuống cơ sở, một cái kim thân khiếu huyệt, chính là một ngôi sao. Mỗi một ngôi sao, đều ẩn chứa một loại huyền diệu. Hoặc là một loại thần thông. Như đại nhật bất diệt kim thân một dạng, đại nhật tinh thần bất diệt thể cũng là tổng cộng tam trọng, để nhất trọng đối ứng thần tướng cảnh, thân như mặt trời, ngôi sao vần quanh, mà vần quanh ngôi sao, chính là khiếu huyệt ngôi sao, câu thông thiên địa pháp tắc mà thành vì để cho thân thể võ đạo, hoàn toàn như trước đây cường đại, lại là thực hiện thân thể võ đạo cái nào đó cảnh giới trạng thái, Lý Huyền có thể là tiêu phí không ít tâm tư. Cho dù như vậy, đại nhật tinh thần bất diệt thể, cũng chỉ biên đi ra hai trọng, để tam trọng còn chưa có hoàn thiện đi ra, vẫn cần tiến một bước hoàn thiện. Mạnh sung trong lòng kích động, vẻn vẹn nghe sư phụ miêu tả, đều sợ hãi thán phục đại nhật tinh thần bất diệt thể cường đại cùng bá đạo, vừa nghĩ, kim thân như mặt trời, ngôi sao vần quanh, thần uy lẫm liệt. Mỗi một ngôi sao, chính là một loại huyền diệu, chính là một loại thần thông. sư phụ truyền cho ngươi để nhất trọng, ngươi lại ghi lại. Lý Huyền bắt đầu truyền mạnh xung đại nhật tinh thần bất diệt thể để nhất trọng. cái này một tầng công pháp, đồng dạng sắp xếp thiên địa pháp tắc đồ văn, dễ dàng cho tìm hiểu ra làm sao điều khiển thiên địa pháp tắc, làm sao lấy thiên địa pháp tắc tu luyện ngôi sao khiếu huyệt. một bên truyền thụ mạnh xung công pháp, Lý Huyền nhìn hướng đại đạo kim thư cho ra tin tức. đại nhật tinh thần bất diệt thể để nhất trọng, công pháp hoàn thiện độ chu ngt hưởng cảnh giới dính liền độ, cao. Lĩnh hội độ khó, cao. Tu luyện độ khó, cao. Công pháp hoàn thiện độ, tận khả năng duy trì tại tru, NGT, thường. Cảnh giới dính liền độ, ngược lại là tăng lên không ít. Lý Huyền giải thích một lần đại nhật tinh thần bất diệt thể về sau, lại giải thích một lần, để mạnh sung triệt để khắc ghi xuống. Mạnh sung tại tìm hiểu kỹ càng, đem công pháp triệt để khắc ghi, không bỏ sót một tơ một hào, một câu một chữ. Đợi đến mạnh sung đem để nhất trọng công pháp tiêu hóa song song, Lý Huyền bắt đầu truyền cho hắn đệ nhị trọng công pháp. Đại Nhật tinh thần bất diệt thể, đệ nhị trọng. Công pháp hoàn thiện độ, chu NGT, thường. Cảnh giới dính liền độ, chu NGT, thường. Lĩnh hội độ khó, cao. Tu luyện độ khó, cao. Đại Nhật tinh thần bất diệt thể đệ nhị trọng cùng đệ nhất trọng cảnh giới dính liền độ, Lý Huyền tiêu phí không ít thời gian, cũng mới tăng lên tới chu NGT, thường trình độ. Bất quá cũng đầy đủ chỉ cần mạnh xung tìm hiểu ra tới đại nhật tinh thần bất diệt thể đệ nhất trọng tự nhiên cũng có thể tìm hiểu ra đệ nhị trọng đến tru ngt thường đẳng cấp cảnh giới dính liền độ đơn giản muốn nhiều tốn một chút thời gian lĩnh hội mà thôi đồng dạng đại nhật tinh thần bất diệt thể lý huyền giải thích hai lần đồng thời chọn trọng điểm lại kỹ càng giảng giải một phen để mạnh xung có khả năng triệt để khắc ghi tiêu hóa liền truyền cho ngươi đại nhật tinh thần bất diệt thể nhị trọng a để tam trọng đợi ngươi tìm hiểu ra đệ nhất trọng đến mới truyền cho ngươi đi để tránh ngươi không cách nào khắc ghi truyền xong nhị trọng công pháp về sau, Lý Huyền phất phất tay nói. Là, sư phụ. Mạnh sung cung kính hành lễ, liền cáo lui rời đi, tìm một chỗ lắng động một cái, tìm hiểu kỹ càng một lần, triệt để khắc ghi bên dưới công pháp, tránh cho có chỗ bỏ sót. Trường thanh các phi thuyền, đã dán lâm đại chu hoàng đô bên ngoài một chỗ trên đất trống, một tòa nhỏ trang viên đột nhiên mà đứng, trường thanh các lầu cắt hết sức chú ý. Trường thanh các tới. Đại chu kinh thành, vô số võ giả chờ đợi đại chu hoàng thất động tỉnh. Trường Thanh Các đi thẳng tới bên ngoài kinh thành, trước đó không lâu tại Tiểu Tinh Hồ, đánh dê viết Đại Chu Hoàng thất một tên chí cường giả, giờ phút này lại giáng lâm Đại Chu Hoàng đô bên ngoài, thấy thế nào đều tự hồ có khiêu khích ý vị. Mặc dù, mọi người đều biết, Trường Thanh Các bốn phương dạo chơi, có lẽ cái này đến vốn là kế hoạch tốt kế tiếp chỗ cần đến, nhưng mà mới vừa ở Tiểu Tinh Hồ phát sinh xung đột, lúc này đột nhiên liền tới Hoàng đô, khó tránh khỏi để người suy đoán, có hay không cố ý đến khiêu khích. Cái này cũng liền dẫn đến Trường Thanh Các mặc dù giáng lâm, nhưng mà lại không có võ giả trước đến cầu xem bệnh, lộ ra có chút quản cua ẻ, đều tại quan sát đại chu hoàng thất thái độ đây. Cái này đại chu hoàng đô bên trong người là chuyện gì xảy ra? Đều không có thụ thương võ giả. Hoặc là, đều đối đang dược không có hứng thú. Thạch nhị buồn bực nói. Đều đang đợi đại chu hoàng thất tỏ thái độ A. Mạnh thư thư vừa cười vừa nói. Tử vận, đại chu hoàng đô có gì vui sao? Tố Linh Tú tò mò hỏi. Hẳn là có A. Tử vận có chút không xác định bộ dáng, còn nói thêm, ta cùng hoàng thất những tên kia không quen, cũng lười đi làm bọn hắn vui lòng. phần lớn thời gian đều tại tu luyện. bất quá, nghĩa phụ đối ta ngược lại là rất tốt. ta cái kia vương huynh đi trời cao thành, ta cũng không biết nghĩa phụ vì sao tiễn hắn đi trời cao thành. dạng này nha. tố linh tú trầm ngâm một chút, nói ra, ngày mai chúng ta đi hoàng đô dạo chơi a. dù sao cũng là linh vực duy nhất không nhận linh tông thống ngự vương triều. ta cũng muốn nhìn xem đại chu hoàng đô có nhiều phồn hoa. tiểu thư, tiến vào đại chu hoàng đô, có thể hay không có phiền phức chu anh lo lắng nói có thế có cái gì phiền phức ta cũng không sợ phiền phức a à, đại chu hạng gia muốn tự tìm xe cái xe hết vậy liền đi chết tốt có sư phụ ở chỗ này đây tố linh tú lơ đỉnh nói chu anh suy nghĩ một chút cũng có đạo lý trường thanh các không sợ nhất chính là phiền phức đây chính là đại chu hoàng đô a linh vực đệ nhất vương thành a đến đều đến rồi không đi dạo chơi sao được lý huyền nhìn hướng đại chu hoàng đô cũng động đi dạo một đi dạo suy nghĩ đại chu tử vương mang theo nghịch tử trước đến hướng đang y tiên tử xin lỗi. tố linh tú mấy người thương nghị đi đại chu hoàng đô sự tình. đột nhiên một thanh âm truyền đến. tử vương. tố linh tú kinh ngạc, cái này đại chu hoàng thất nhận sợ. tử vương đến xin lỗi. cái kia hạng minh mậu chính là tử vương nhi tử. tử vận nói. thì ra là thế. tố linh tú nhẹ gật đầu, trận pháp mở ra ra một cánh cửa, nói vào đi. một thân áo tiến trường bào tử vương, đi theo phía sau một cái cúi đầu thanh niên đi đến chính là hạng minh mậu. Gặp qua tử vương. Tử vận hành lễ nói. Nàng bây giờ cũng là đại chu hoàng thất thành viên, nhìn thấy tử vương, đương nhiên phải hành lễ, không dám như tố linh tú mấy người lơ đỉnh. Tử vương nhẹ gật đầu. Gặp qua tố cô nương. Tử vương ôm quyền một mặt xin lỗi nói, vài ngày trước, khuyển tử kiêu hành, VTAC hạm tố cô nương, bởi vì chuyện quan trọng cuốn thân, không có kịp thời hướng tố cô nương xin lỗi, mong rằng đừng nên trách. Hôm nay nghe tố cô nương giá lâm hoàng đô, cho nên mang theo khuyển tử đến cho tố cô nương bồi tội nói xong trừng hạng minh mậu một cái vài ngày trước ta lỗ mãn mạo phạm trường thanh cát mạo phạm tố cô nương hướng tố cô nương xin lỗi bồi tội mong rằng tố cô nương đại nhân rộng lượng hạng minh mậu trong lòng một trăm cái không cam lòng nhưng mà đây là đại chu hoàng quyết định hắn lại làm sao không dám cũng chỉ có thể tuân chỉ mà đi nếu không tử vương thế tử vị trí sợ rằng đều muốn không bảo vệ mà nhìn thấy tử vẫn đứng bên người tố linh tú trong lòng vừa ghen tị lại là không cam lòng nhưng tất cả đều giấu ở trong đáy lòng không dám hiển lộ ra mảy may đi ra hạng minh mậu một bên nói xin lỗi bồi tội một bên hai tay nâng một cái hộp dơ l lên đê tỉnh đầu việc rất nhỏ nhận lỗi cũng không cần tố linh tú lắc đầu nói một điểm nhận lỗi mong rằng tố cô nương không muốn ghét bỏ tử vương nhưng là mở miệng cười nói như vậy cảm ơn tố linh tú nhẹ gật đầu chu anh tiến lên đem hộp cầm tới ta đại chu bệ hạ muốn thiếp yến chiêu đãi nồng hậu tố cô nương, không biết tố cô nương có thể có thời gian ứng hẹn. Tử vương lại mở miệng nói ra. Tố linh tú trực tiếp lắc đầu nói, không rảnh, ta không thích tham gia yến hội. Mặc dù đại chu hoàng tư thái rất thấp, bất quá tố linh tú vẫn như cũ lắc đầu cự tuyệt. Đã như vậy, cái kia cáo từ. Tử vương nhẹ gật đầu, chắp tay cáo từ, mang theo hạng minh mậu rời đi. Tử vương như thế dễ nói chuyện. Ta có thể là nghe nói, hắn rất bá đạo. Tử vận nghi ngờ nói chỉ là đối kẻ yếu bá đạo mà thôi, gặp phải cường giả tự nhiên là bá đạo không nổi. Mạnh sung đi tới nói. Tử vương rất mạnh. Bất quá, Mạnh sung không hề làm sao để ý, lấy hắn thực lực hôm nay, sẽ không thua tử vương mảy may, thật chiến đấu, bại một phương tất nhiên là tử vương. Hôm sau, tử vận mang theo Mạnh sung, tố linh tú, Nguyệt Nhi cùng Thải Linh Nhi đi hoàng đô, thạch nhị cùng Mạnh thư thư, Chu anh bởi vì từ cảm giác thực lực yếu, vạn nhất xuất hiện biến cố, sẽ trở thành vướng víu, bởi vậy lưu tại phi thuyền bên trên. Lý Huyền giờ phút này đã dạo bước tại Đại Chu trong Hoàng Cung, trong lòng cảm thán không thôi, không hổ là có thể so với siêu nhiên linh tông nội tình, thực lực này không sai, Đại Chu Hoàng thực lực, cũng là rất mạnh. Đại Chu Hoàng thực lực dĩ nhiên yếu tại Tân Mộng Nhu cùng Vũ Thiên Nam, mà từ Vũ Thiên Nam trong miệng biết, thực lực so thiên vũ điện chủ, lôi vân trang chủ, ngự linh phủ chủ cũng mạnh hơn một chút. Đương nhiên, thực lực trên mặt nổi Đại Chu Hoàng, cùng thiên vũ điện chủ mấy người không sai biệt lắm, thật không hổ là đế hoàng, đều là lão âm bỉ, thích giấu một tay đại chu hoàng cũng không phải là lấy công pháp che lấp thực lực bản thân mà là mang theo người một kiện thần khí che đậy tự thân chân thực thực lực ngọc châu trịnh quốc thiên vũ điện hai tên trưởng lão lặng yên mà đến trực tiếp tìm tới trịnh hoàng mang theo trịnh hoàng đi tới mở ra linh vực chi môn đại điện mở ra linh vực chi môn việc này không được truyền đi phàm là tiết lộ một tia dê viết không tha thiên vũ điện trưởng lão nhìn hướng trịnh hoàng cùng trấn thủ đại điện hai tên võ giả trầm giọng nói là thượng tông đại nhân Trịnh Hoàng ba người cái trán đều nhanh đổ mồ hôi. Cái này đến, là siêu nhiên linh tông trưởng lão A. Đại nhân chờ một lát. Cái kia hai tên trấn thủ võ giả, không dám thất lễ, cuốn quyết mở ra linh vực chi môn. Mở ra một cái khe là được. Một tên trưởng lão nói. Động tĩnh không thể quá lớn, vì để tránh cho bị người phát giác, hai người đều dò xét bốn phía một lần, xác định không có còn lại võ giả tồn tại, sẽ không phát hiện linh vực chi môn mở ra. Đại nhân, được rồi. Một tên người canh giữ nói. Ân. Thiên Vũ Điện trưởng lão xuyên qua đại điện, đầy cõi lòng kích động tiến về linh vực chi môn vị trí, kết quả mới ra đại điện, ngẩng đầu nhìn lại, lập tức ngây dại. Linh vực chi môn đâu? Nguyên bản linh vực chi môn vị trí, trống rỗng, cái gì cũng không có. Linh vực chi môn biến mất. Quá lạnh, gõ chữ đốt ngón tay đều là cứng ngắc, ngón tay đều đập bàn phím đập đau đớn, tốc độ gõ chữ giảm nhiều, có chút gánh không được o o. Chương 333, Thiên Vũ Điện chủ quyết định, Độn Hải Châu thiên vũ điện hai tên trưởng lão, nhìn xem nguyên bản linh vực chi môn vị trí, trống rỗng, nơi nào còn có linh vực chi môn. Một trái tim đều đang run rẩy, tê cả da đầu. Trịnh Hoàng cũng sợ ngây người, hắn chỉ cảm thấy toàn thân hàng ý, trước mắt biến thành màu đen, cả người đều nhanh quể oải trên mặt đất. Linh vực chi môn biến mất, trịnh quốc nhiệm vụ cũng liền không tồn tại, cái kia còn làm sao bảo trì đặc biệt địa vị. Làm sao tiếp tục có siêu nhiên linh tông che chở. Vừa nghĩ tới như vậy, trịnh hoàng gần như muốn hỏng mất. Đại nhân, ta đi xem một chút, hai tên khốn kiếp kia, có hay không hoàn thành mở ra. Trịnh Hoàng một bên nói, một bên điên cuồng chạy vào đại điện. Mở ra linh vực chi môn, toàn bộ mở ra. Hắn trầm giọng nói. Hai tên trấn thủ võ giả, gặp Trịnh Hoàng thần sắc không đúng, cuốn quyết đem linh vực chi môn triệt để mở ra. Trịnh Hoàng xác định linh vực chi môn triệt để mở ra về sau, cái này mới vội vàng xuyên qua đại điện, nhưng mà, nguyên bản linh vực chi môn vị trí, vẫn như cũ trống rỗng. Trước mắt hắn lập tức biến thành màu đen, hai chân như nhũn ra, linh vực chi môn toàn bộ triển khai mở. Một tên thiên vũ điện trưởng lão trầm giọng hỏi, liền chính hắn đều không có phát giác âm thanh tại khẽ rung. Đại nhân tất cả đều mở ra, triệt để mở ra, không hề có một chút vấn đề a. À. Trịnh Hoàng quỳ rạp trên đất nói, cái này thiên vũ điện hai tên trưởng lão một mặt vẻ không thể tin được, tâm đều đang run rẩy. Linh vực chi môn biến mất, tồn tại vô số tuế nguyệt liên thông nội vực linh vực chi môn vậy mà biến mất đây chính là chấn động linh vực đại sự A. Làm sao bây giờ? Việc này, không thể tiết lộ ra ngoài, trở về bẩm báo điện chủ lại tính toán sau. Chỉ có thể như vậy. Hai tên trưởng lão truyền âm trao đổi một phen. Linh vực chi môn việc này, ngươi biết ta hai người biết, hiểu chưa? Một tên trưởng lão trầm giọng nói. Trịnh Hoàng sắc mặt ảm đạm, gật đầu nói, đại nhân, tiểu nhân minh bạch. Ân. Hai tên trưởng lão nhẹ gật đầu. Nếu không phải Trịnh Hoàng tương đối đặc thù, dê tiết hắn sẽ khiến mặt khác siêu nhiên linh tông quan tâm hai người tất nhiên sẽ dây tiết trịnh hoàng diệt khẩu trở lại đại điện về sau linh vực chi môn đóng kể từ hôm nay không có thiên vũ điện chi lệnh bất kỳ người nào không được mở ra linh vực chi môn thiên vũ điện trưởng lão trầm giọng nói là đại nhân hai tên trấn thủ võ giả huấn quyết đóng lại linh vực chi môn mặc dù cảm thấy hai vị đại nhân tới mở linh vực chi môn lúc này chấm dứt bên trên có chút không rõ liền lấy nhưng cũng không dám hỏi nhiều Liên quan đến bực này cường giả bí ẩn, biết rõ càng ít càng an toàn. Thiên Vũ Điện hai tên trưởng lão, mang theo Trịnh Hoàng rời đi Đại Điện, lại dặn dò một phen về sau, lúc này mới rời đi. Mà sau một ngày, Trịnh Hoàng lấy thị sát làm lý do, đến Đại Điện tuần sát, nói thẳng người canh giữ bỏ rơi nhiệm vụ, đê tánh xê hết tại chỗ, thay đổi người canh giữ. Đây đều là việc nhỏ, Trịnh Hoàng không cao hứng, dê kiết hai cái người canh giữ mà thôi, ai cũng không để ý. Không có ai biết, Linh Vực Chi môn biến mất sự tình. Trịnh Hoàng càng là không dám lộ ra mảy may, liền còn lại siêu nhiên Linh Tông, hắn cũng không dám báo cáo đi lên, nếu không hắn hẳn phải xê, hết không nghi ngờ. Mà Thiên Vũ Điện hai tên trưởng lão, tới lúc gấp rút vội vàng đuổi về Thiên Vũ Điện. Tìm tới hứa viêm uy hiếp. Đã khống chế lại. Thiên Vũ Điện chủ một mặt kinh ngạc, hành động này hiệu suất cũng quá nhanh. Điện chủ, việc lớn không tốt. Hai tên trưởng lão nhưng là một mặt nặng nề chi sắc. Xảy ra chuyện gì? Thiên Vũ Điện Chủ thần sắc nghiêm túc, là hành động tiết lộ bị Hứa Viêm biết. Không phải, Điện Chủ, sau cái này càng lớn sự tình a? À? Nói, chuyện gì? Linh Vực Chi Môn không thấy. Ngươi nói cái gì? Thiên Vũ Điện Chủ bỗng nhiên đứng lên. Linh Vực Chi Môn biến mất. Một tên trưởng lão thắt nặng nề nói bổ sung. Biến mất? Linh Vực Chi Môn, sao lại biến mất? Thiên Vũ Điện Chủ một mặt vẻ không thể tin được. Điện Chủ, Thiên Chân Vạn Sát. Hai tên trưởng lão thần sắc nặng nề đem trải qua không rõ chi tiết một năm một mười nói ra. Hiện nay, chỉ có ba người biết việc này, trấn thủ võ giả, cũng đã bị xử lý, điện chủ làm sao bây giờ? Muốn hay không thông báo còn lại mấy nhà? Một tên trưởng lão hỏi. Thiên vũ điện chủ đi qua đi lại, hắn vẫn như cũ đầy mặt bất khả tư nghị, linh vực chi môn vậy mà biến mất. Làm sao biến mất? Tại sao lại biến mất? Từ lần trước mở ra về sau, phải chăng còn có người mở ra linh vực chi môn? Thiên vũ điện chủ dừng bước lại trầm giọng hỏi không có. Thiên Vũ Điện chủ lại bắt đầu dạo bước, linh vực chi môn biến mất, đây là chấn động linh vực đại sự, đối với còn lại linh tông thế gia mà nói, có lẽ chẳng qua là cảm thấy không có cửa ra vào tiếng về nội vực hạ đẳng chi địa. Nhưng mà, đối với bọn họ những này siêu nhiên linh tông mà nói, nhưng là biết linh vực chi môn tầm quan trọng. Bây giờ, Thiên Vũ Điện chủ cần cân nhắc chính là linh vực chi môn biến mất, là che giấu xuống, chỉ coi vô sự phát sinh, vẫn là thông báo cho còn lại mấy đại siêu nhiên linh tông. Nếu là thông báo cho còn lại mấy nhà cái này liền bại lộ, bọn họ chuẩn bị tiến về nội vực sự tình. việc này một khi bại lộ, có thể lớn có thể nhỏ, dù sao liên lụy tới hứa viêm phía sau hư hư thực thực thiên tôn tồn tại. linh vực chi môn biến mất sự tình, không thể tiết lộ ra ngoài, chỉ coi không biết. đồng thời nhìn chằm chằm còn lại mấy nhà, có hay không có người chuẩn bị mở ra linh vực chi môn tiến về nội vực. thiên vũ điện chủ cuối cùng làm ra quyết định là điện chủ. hai tên trưởng lão gật đầu. một người trong đó thần sắc trầm trọng hỏi điện chủ linh vực chi môn biến mất, có tồn tại hay không một vài vấn đề, nếu là bởi vậy không báo cho còn lại mấy nhà, vạn nhất xảy ra sự tình. Thiên Vũ Điện chủ trầm giọng nói, thần kiều mở ra sắp đến, thiên kiêu tranh phong sắp tiến vào quyết chiến, chỗ kia địa phương cũng đến nên tiến vào thời điểm, hứa viêm phía sau, hư hư thực thực thiên tôn tồn tại, đối phương tại nội vực thậm chí linh vực, vì chuyện gì? Có hay không vì đề phòng linh vực chi môn biến mất, xuất hiện một chút biến cố? Những này đều không phải người ta có thể biết rõ. Nếu là việc này tiết lộ, Đối phương biết ta Thiên Vũ Điện trước thời hạn phát hiện lại tiết lộ, một khi đối với chúng ta xuất thủ, ứng phó như thế nào xuống. Bất luận làm sao, đều chỉ làm không biết, ta Thiên Vũ Điện không có liên lụy ở bên trong, tất cả chờ thần Kiều mở ra. Hai tên trưởng lão nghe vậy trong lòng rung lên, điện chủ nói có đạo lý. Là, điện chủ, chúng ta minh bạch. Thiên Vũ Điện chủ gật đầu, trầm giọng nói, việc này dừng ở đây, bắt Hứa Viêm uy hiếp sự tình, đừng nhắc lại, toàn lực chuẩn bị Thiên Kiêu quyết chiến sự tình. Linh vực chi môn biến mất làm cho thiên vũ điện chủ trong lòng nặng nề chỉ có thể giả vờ cái gì cũng không biết đại chu hoàng đô tố linh tú mấy người tại tử vận dẫn đầu xuống khắp nơi du ngoạn trong đó tự nhiên không thiếu muốn lên đến xung xoe đại chu thiên kiêu tất cả đều đều không ngoại lệ bị đuổi đi mà mạnh xung cũng rất nhanh bị người nhận ra đao tôn mạnh xung theo mạnh xung thân phận bị người nhận ra lúc này liền có đại chu thiên kiêu hưng phấn muốn tới kiêu chiến mạnh xung trực tiếp một quyền liền đem một tên tại hoàng đô rất có uy danh thiên kiêu đánh bay chỉ là bình thường luận bàn, tự nhiên là không có hạ tử thủ. Lý Huyền trong hoàng cung đại chu tự nhiên tự tại, hắn hành tẩu trong hoàng cung, đại chu cường giả không người phát hiện, trong hoàng cung nhiều một vị người xa lạ. Hứa Viêm từng tại Tề Hoàng trong hậu cung ma luyện tâm cảnh, cái này đại chu hậu cung, xa không phải biên hoang chi địa vương triều hậu cung có thể so, cái này đại chu hoàng vẫn là rất có ánh mắt. Võ giả nhảy múa chính là đẹp mắt, cái này dáng người, cái này mềm mại thân eo, cái này độ khó cao tư thế đại chu hoàng tu luyện công pháp chính là hỏa chi nhất đạo công pháp xem ra hắn hỏa khí vẫn luôn rất vượng a à. lý huyền ngồi tại một chỗ trên đỉnh núi giả nhìn xem đại chu hoàng hậu cung tần phi kiêu vũ không nhịn được chật chật cảm thán đại chu hoàng thể bên trong có một cổ hừng hực cùng bê cạo l cực lượng tu luyện chính là hỏa chi nhất đạo công pháp quy lực không yếu có lẽ chính là bởi vì như vậy làm cho hắn hỏa khí tương đối tràn đầy lý huyền tại đại chu hoàng cung đi dạo lại tới đại chu điển tàn cát hắn bước khoan thai bộ pháp đi vào Mặc dù điển tàng các bên trong có chí cường giả trấn thủ, Lý Huyền nhưng là hồn nhiên không để ý, một bước ở giữa, thiên địa kỳ môn lặng yên hiện lên, tại trấn thủ võ giả trong mắt, tất cả như thường, chưa từng có người tới gần, cũng chưa từng có người mở ra điển tàng các cửa tiến vào. Lý Huyền dạo bước tại bên trong điển tàng các, thẳng lên điển tàng các tầng cao nhất, nơi đó trân tàng mới là hạch tâm, mới có thể nhìn thấy hắn hơi cảm thấy hứng thú đồ vật. Ở tầng chót vót một cái ghế ngồi xuống dưới, đưa tay một chiêu, một bản điển tịch bay tới. Lý Huyền cứ như vậy tự nhiên tự tại quan sát đại chu điển tàng, bao gồm công pháp, bí ẩn các loại. Cố Linh Tú mấy người, tại phồn hoa đại chu hoàng đô dạo chơi, Lý Huyền tại đại chu hoàng thất điển tàng các bên trong, tự nhiên tự tại lật xem đại chu hoàng thất trân tàng. Mà hứa viêm, đã đi tới thần châu, hắn muốn tìm Phương Hạo. Đại sư Huynh Phương Hạo tiếp vào đưa tin về sau, liền vội vàng chạy tới, bên cạnh đi theo Nguyệt Trường Minh. Tứ sư đệ, ngươi cái này thiếu minh chủ làm không tệ a. À? Hứa viêm vừa cười vừa nói hắc hắc, tạm được. Phương Hạo cười hắc hắc, bây giờ mặc dù hắn chỉ là thiếu minh chủ, nhưng mà bây giờ vạn thế minh chân chính người cầm lái, kỳ thật đã là hắn. Theo đưa tin phù xuất hiện, tạo dựng mới đưa tin hệ thống. Theo truyền tống trận bố trí, liên thông từng tòa thành lớn, tiện lợi lui tới. Thần Châu ngay tại biến hóa nghiêng trời lệch đất, các nơi tán tu chen chút mà đến, liền một chút linh tông, thế gia, đều nghĩ đến tại Thần Châu thành lập phân bộ. Thành cùng thành ở giữa, nháy mắt lui tới, truyền tống trận thần kỳ, trung động linh vực, cũng đánh thẳng vào linh tông thống ngự lực đông tây nam bắc lui tới tiện lợi mau lẹ dòng người lớn thần châu cũng bắt đầu thay đổi đến càng phồn hoa bất quá tất cả mọi người biết siêu nhiên linh tông sẽ không ngồi nhìn vạn thế minh duy trì liên tục lớn mạnh đơn giản đang chờ đợi thời cơ tại thiên kiêu tranh phong quyết chiến bên trong đánh tan vạn thế minh thậm chí đang nổi lên hành động gì cho dù như vậy lui tới thần châu các châu võ giả y nguyên nối liền không dứt dù chỉ là vì thể nghiệm một cái truyền tống trận thần kỳ mơ hồ trong đó thần châu rất có trở thành linh vực trung tâm xu thế. Sư huynh đệ hai người ôn chuyện thật lâu, hứa viêm nói đến lần này tiến về Bích Hải. Sư đệ, nhưng có phi thuyền. Hứa viêm hỏi. Hắn cái này đến, chính là vì phi thuyền mà đến, Bích Hải bao la, có phi thuyền liền càng dễ dàng cho làm việc, hành trình cũng có thể càng nhẹ nhõm. Đại sư huynh lần này đi Bích Hải, tìm kiếm bảo vật, tất nhiên muốn đi vào trong biển, ta cho đại sư huynh luyện chế một chiếc, có thể trốn vào trong biển phi thuyền. Phương Hạo trầm ngâm một chút nói như vậy vừa vặn, Bích Hải có vài chỗ địa phương, cần thật tốt tìm một chút, có phi thuyền phụ trợ, liền tiện lợi nhiều. Hứa viêm nghe vậy gật đầu nói. Đại sư Huynh chờ mấy ngày, ta đem phi thuyền luyện chế ra tới. Tốt. Hứa viêm gật đầu. Phương Hảo bắt đầu vì hứa viêm luyện chế phi thuyền, trong đó một cái trọng yếu nhất công năng, chính là trốn vào trong biển, tại dưới nước đi xuyên, cái này cần thật tốt cấu tứ một cái. Vài ngày sau, Phương Hảo trong tay nâng một chiếc màu lam nhạt phi thuyền nói, đại sư Huynh, phi thuyền luyện chế tốt. Cái này phi thuyền có thể độn biển mà đi, có tránh nước, phân thủy chi năng, còn có thể định phương hướng. Phương Hạo giới thiệu cái này một chiếc phi thuyền, trong đó một cái lớn nhất công năng thì là có thể định phương hướng, cùng với định vị trở về địa điểm xuất phát, để phòng mất phương hướng. Đây là định Hàng Châu, đặt ở nơi nào đó về sau, nếu là lạc mất phương hướng, không cách nào tìm tới phương hướng, có thể khởi động phi thuyền định Hàng Trận Pháp, liền sẽ trở về địa điểm xuất phát trở lại định Hàng Châu vị trí. Phương Hạo lấy ra mấy cái lớn chừng quả đấm màu lam nhạt hạt châu nói: Hứa Viêm nghe vậy đại hỉ, nếu là như vậy, tại Bích Hải Hắc Đàm bên trong cũng không cần lo lắng mất phương hướng. Bất quá, trận pháp cũng có khả năng bị quấy rầy, khoảng cách càng xa, không cách nào định hàng khả năng lại càng lớn, ngàn dặm bên trong, định hàng lực lượng tối cường, cho nên đại sư huynh vẫn là muốn cẩn thận một chút. Phương Hạo nhắc nhở. Minh Bạch. Hứa Viêm gật đầu, trận pháp dù sao cũng sẽ nhận quy quấy N, hiểu ảnh hưởng, Hắc Đàm quy quấy N, hiểu lực lượng làm sao cũng còn chưa biết, tự nhiên cần chú ý cẩn thận một chút cái này phi thuyền tất nhiên có thế độn biển vậy liền kêu độn hải châu đi hứa viêm bàn tay nâng màu xanh thẳm phi thuyền nói sư đệ thiên kiêu tranh phong phía trước ta sẽ trở lại hứa viêm vừa cười vừa nói chúng ta đại sư huynh trấn áp linh vực thiên kiêu ngày đó phương hạo cười ha hả nói ha ha linh vực cái này cái gì thiên kiêu bản bốn vị trí đầu chúng ta ôm đồn hứa viêm cười một tiếng đằng không mà lên một chiếc dài hơn một trượng phi thuyền hiện lên hóa thành một đạo lam quan bay trốn đi bích hải a Phương Hạo có chút hướng tới thở dài một hơi. Từ khi tiến vào vạn thế minh, tiếp nhận thiếu minh chủ một vị, hắn liền chú định, không có cách nào giống sư huynh, sư tỷ đồng dạng tiêu giao tự tại. Khen tỷ sư huynh ngươi tiêu giao tự tại, không bị ràng buộc. Nguyệt Trường Minh vừa cười vừa nói. Có chút, bất quá rất nhanh, ta cũng có thể làm đến. Phương Hạo nhẹ gật đầu. Vạn Thế Minh chỉ là hắn võ đạo trên đường một cái kinh lịch, mà sẽ không vây xê hết tại bên trong Vạn Thế Minh, linh vực cách cục thay đổi, hắn liền muốn thả xuống vạn thế minh công việc, đi chính mình kỳ môn võ đạo con đường. Như sư huynh, sư tỷ đồng dạng tiêu giao tự tại. Hành tẩu bốn phương, biết võ thiên hạ, bại tận thiên kiêu. Ta cảm giác, thần châu sẽ trở thành phong bạo chi địa A. Nguyệt Trường Minh cảm thán một tiếng nói. Truyền tống trận càng là thần kỳ, mang đến phong bạo, cũng sẽ càng lớn. Bây giờ bình tĩnh, bất quá là đang nổi lên bên trong mà thôi, một khi bộc phát, tất nhiên vượt quá tưởng tượng mãnh liệt. Lớn hơn nữa phong bạo, cũng bất quá là vạn thế minh thất bại mà thôi, còn có thể đem ta thổi ngã hay sao? Phương Hạo cười nhẹ một tiếng nói. Nguyệt Trường Minh gật đầu, bất luận phong bạo cường đại cỡ nào, đơn giản vạn thế minh thất bại mà thôi, ai có thể làm gì được Phương Hạo đâu. Dù sao, có một vị tuyệt thế cao nhân là. Hứa viên ngồi tại phi thuyền lầu nhỏ bên trong, cho phi thuyền tăng thêm đầy đủ linh tinh về sau, liền bắt đầu tu luyện, cảm ngộ tự thân võ đạo. Phi thuyền hóa thành một đạo lam nhạc tia sáng, hướng về bích hải vị trí bay đi, tốc độ so bình thường luyện thần thiên nhân đỉnh phong nhanh hơn một chút. Một ngày nào đó, phi thuyền tiến vào mây mù mông lung bầu trời bên trong. Hứa viêm mở mắt nhìn. Đến vụ Châu A. Vũ Châu, linh vực 18 châu một trong, bởi vì mây mù phong phú mà gọi tên, cũng là cùng Bích Hải liên kết châu. Hứa viêm chuẩn bị từ vụ Châu vào Bích Hải, tiến về Vân Thiên Bích Hải Thành. Tìm tới tại Lăng Phong, truyền cho hắn công pháp về sau, liền đi dò xét Bích Hải Hắc Đàm cùng Bích Hải Tuyệt Uyên. Chương 334, Băng Châu Chi Biến, một thiên lưu bi thảm gặp phải. Màu lam nhạc phi thuyền, tại mây mù mông lung bầu trời bay vụt, không có chút nào lưu lại, chuẩn bị trực tiếp vượt ngang vụ châu, tiến vào bích hải bên trong. Lần này đi bích hải, lại về 18 châu, cho dù không nhập thần thông, cũng tất nhiên thần nguyên cảnh viên mãn. Hứa viêm trong lòng suy nghĩ, nếu là chuyến này thuận lợi, thu hoạch được bích hải thần vật, đột phá thần thông phía trước nội tình danh dụng cũng đầy đủ. Thiên kiêu tranh phong quyết chiến mở ra phía trước, thần nguyên viên mãn là tất nhiên, hy vọng có thể dành dụng đầy đủ nội tình, thiên kiêu tranh phong về sau, lúc này liền có thể đột phá thần thông cảnh. Hứa viêm suy nghĩ một cái, mình nếu là vào thần thông cảnh, đừng nói linh vực thiên kiêu, toàn bộ linh vực ngoại trừ sư phụ bên ngoài, không người là chính mình đối thủ. Một người quét ngang siêu nhiên linh tông đều không có mảy may vấn đề. Nếu là dành dụng đầy đủ nội tình, khoảng cách thiên kiêu tranh phong cũng không kém bao nhiêu thời gian, vậy liền thiên kiêu tranh phong về sau lại đột phá A, cũng không kém mấy ngày nay. Hứa viêm nói thầm trong lòng một cái. Đương nhiên, có thể hay không như nguyện tại thiên kiêu tranh phong quyết chiến đến phía trước, dành dụng đầy đủ nội tình trên là ấn số. Cho dù thuận lợi thu hoạch được bích hải thần vật, nội tình dành dụng, cũng là cần thời gian lắng động. Băng châu, linh vực 18 châu bên trong, dân cư là thưa thớt nhất một cái châu. Băng tuyết bao trùng, nhiều năm không thay đổi, phóng tầm mắt nhìn tới đều là một mảnh trắng xóa, thậm chí liền xanh tươi cỏ cây đều không nhìn thấy. Thỉnh thoảng có thể thấy được thực vật, phần lớn là màu trắng, tản ra nhàn nhạt hàng ý linh vực băng hàng loại linh dược thừa thải chi địa, chính là tại băng châu, nếu là thỉnh thoảng tại bên trong băng châu, gặp phải không phải là màu trắng thực vật, cái kia tất nhiên là tuyệt phẩm linh dược. Băng châu có một linh tông, mặc dù không vào siêu nhiên linh tông liệt kê, nhưng cũng là đỉnh cấp linh tông bên trong đứng đầu tồn tại, nghe nói tồn tại ngưng luyện thiên địa linh cơ chí cường giả. Tỉnh Tuyết cung chính là băng châu thống ngự linh tông, ở vào băng châu chỗ sâu, tỉnh tuyết sơn mạch bên trong. Tỉnh Tuyết cung chính là linh vực ít có nữ tử linh tông, trên dưới tất cả đều là nữ tử, không một nam võ giả. Mà còn nghe nói, tỉnh tuyết cung nữ tử tất cả đều dung nhan tuyệt lệ, băng cơ ngọc cốt, chính là băng tuyết bên trong xinh đẹp đóa hoa. Băng châu lạnh, dù cho là tiểu thiên nhân võ giả, cũng không muốn tại cái này sinh hoạt ở lâu, chính vì vậy, lớn như vậy băng châu, khó gặp thành trì, khó gặp chỗ tụ học. Tỉnh tuyết cung đệ tử, nghe đồn phần lớn là từ còn lại châu chọn lựa mà đến, tu luyện chính là băng hàng công pháp, cho nên không sợ giá lạnh, thậm chí tại giá lạnh hoàn cảnh bên trong, càng có lợi cho tu luyện tỉnh tuyết cung nữ tử xinh đẹp chi danh tại linh vực có chút danh tiếng nghe đồn từng có linh tông thiên kiêu tiến về cầu hôn gia nhân ngẫu nhiên có thu hoạch được ưu ái người ông mỹ nhân về đã từng tại linh vực ngẫu nhiên có nghe đồn tỉnh tuyết gia nhân xinh đẹp vô song băng nhuận mê người cực nóng thiên thời nhất là tiêu hồn cũng có nghe đồn tu luyện hỏa loại công pháp võ giả cưới được tỉnh tuyết cung gia nhân có thể cảm nhận được băng hỏa giao hòa băng hỏa vtc hàm mỹ diệu trải nghiệm mà theo những này ngôn luận truyền ra tỉnh tuyết cung vì thế vô cùng không vui từ đó về sau, rốt cuộc khó có Linh Tông Thiên Kiêu có thể cầu hôn đến tỉnh Tuyết Cung gia nhân. Năm đó huyết ma họa càng quét, Băng Châu cũng không có thế may mắn thoát khỏi, xuất hiện nhất thời rung chuyển, có huyết thần giáo đồ ngấp nghé tỉnh Tuyết Cung gia nhân, bạo phát một hệ liệt đại chiến. Theo huyết thần giáo bị hủy diệt, huyết ma trốn vào nội vực, Băng Châu cũng từ khi đó mở ra, quan tâm người càng đến càng ít, liên quan tới tỉnh Tuyết Cung tốt sự tình đã hiếm có tại linh vực lưu truyền. Tỉnh Tuyết Cung giống như bị còn lại Châu lãng quên, phản phất tiến vào ẩn thế trạng thái mà lúc này tỉnh tuyết cung bên trong đã từng kiến trúc sớm đã biến mất hơn phân nữa chỉ có một tòa băng tuyết cung điện thành lập mà tại băng tuyết cung điện bốn phía toàn bộ tỉnh tuyết cung bên trong đều là xá tử thiên hồng hết sức mỹ lệ tuyệt phẩm linh dược trồng đầy tỉnh tuyết cung băng tuyết cung điện chỗ sâu có một cái màu đen như vòng xoáy hang động cái này hang động nhìn như tại trên mặt đất xuất hiện lại cho người một loại cũng không phải là địa quật mà là giữa thiên địa xuất hiện một cái lỗ thủng trong động quật có một loại không hiểu khí tức mơ hồ trong đó hang động phản phất tại mở rộng, càng thậm chí bên trong có ôn nhuận ấm áp. Băng tuyết cung điện bên ngoài, một tên y phục mờ nhạt, trong gió rét run lẩy bảy nam tử, ngay tại nuốt một gốc tuyệt phẩm linh dược. Cái này gốc linh dược màu đỏ máu, có đại bổ tinh huyết thần hiệu. Thứ chính gốc lại khôi phục lại, hẳn là có thể chịu đựng được. Nam tử tuấn lãng phi phàm, phong độ nhẹ nhàng, chỉ là ánh mắt chỗ sâu ẩn giấu đi một tia hối hận cùng vẻ sợ hãi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tĩnh Tuyết cung, trải rác nhà cửa bên trong, mơ hồ có thể thấy được phong thái yểu điệu gia nhân, mỗi một cái gia nhân đều đều có đặc sắc. Hoặc dáng người ngạo nhân, hoặc tiểu gia bích ngọc, hoặc dịu dàng, hoặc xấu hổ. Những này gia nhân, hắn đều ngủ qua. Mười mấy năm. Từ khi ngẫu nhiên biết được một cái nghe đồn, cùng với một đạo tin tức đến tỉnh tuyết cung về sau, hắn liền không có yên tĩnh qua, thường thường liền không thắng sức eo, cần đại bổ một lần. Nơi đây gia nhân đông đảo, hành tẩu bụi hoa ở giữa, đếm hết nhân gian khác biệt tư sắc, hắn ban đầu rất hưng phấn mà đến về sau biến thành sợ hãi lại đến bây giờ thậm chí có xe hết lặng cảm giác bởi vì tỉnh tuyết cung bên trong tất cả mỹ nữ tất cả đều là một cái người thần hồn của các nàng đều là một người thậm chí hắn hoài nghi những mỹ nữ này thân thể cũng là cùng là một người đương nhiên vẻn vẹn chỉ là hoài nghi khả năng không quá cao nhưng thần hồn cùng thuộc một người nhưng là trăm phần trăm khẳng định những mỹ nữ này có lẽ chính là đã từng tỉnh tuyết cung đệ tử trưởng lão đám người chỉ là thần hồn ý thức đã sớm bị thôn vệ, thân thể bị thần hồn sống nhờ. Càng làm hắn hơn sợ hãi chính là, cái này cùng là một người thần hồn, phi thường đặc thù, cùng linh vực võ giả tu luyện ra được thần hồn, có khác biệt cực lớn. Nơi này mỹ nữ, chẳng những tư sắc khác nhau, liền tính cách tính tình đều không giống nhau, hắn mỗi ngày đều muốn ứng phó khác biệt tính cách tỳ khí mỹ nữ. Đã dùng hết cả đời thủ đoạn, đã dùng hết cả đời lời ngon tiếng ngọt, mới khó khăn lắm ứng phó nổi. Đang lúc hắn buông lỏng một hơi, chuẩn bị tìm một cơ hội chạy trốn thời điểm, kẻ sau màn hiện thân. Ba năm trước. Ba năm trước hắn nhìn thấy, những này thần hồn sở thuộc, cái kia xinh đẹp như lửa, diễm lệ vô song, càng có hút tủy ma lực kẻ sau màn. Từ đó về sau, liền lâm vào vô biên thống khổ bên trong. Giơ tay lên sờ sờ gò má, cho dù nuốt chững tuyệt phẩm linh dược, vẫn như cũ không cách nào triệt để khôi phục lại, gò má có chút lõm đi xuống. Lại tiếp tục như vậy, sẽ bị hút xê, hết. Nam tử tự lẩm bẩm. Loại cảm giác này mặc dù rất tiêu hồn, mà còn C hết cũng sẽ không thống khổ, ngược lại là tại trong vui sướng xê hết đi, có thể nói được là tuyệt vời nhất kiểu C hết. Có thể là hắn không muốn C hết. Trong đầu hiện ra cái kia dịu dàng như ngọc nữ tử, ôn nhu, khéo hiểu lòng người, là hắn gặp nữ tử bên trong, nhất làm hắn khó quên một người. Ta rời đi thời điểm, ngươi tự hồ mang thai, ta cũng muốn bồi ngươi mãi đến hài tử sinh ra, cũng muốn dẫn ngươi về nhà. Làm sao có cái này biến cố phát sinh, ta không thể không trước thời hạn trở về. Đi lần này, liền rơi vào ở chỗ này, ngươi có lẽ sẽ cảm thấy ta lừa gạt ngươi a. À. Ta thật không có lừa gạt ngươi, mặc dù ta lưu tình đông đảo, nhưng thích nhất vẫn là ngươi. Nam tử tự mình lẩm bẩm. Đúng lúc này, băng tuyết cung điện bên trong, truyền đến một tiếng mị hoặc vô song, thẳng vào tâm hồn điệu đà, một một, nhân gia muốn, ngươi mau tới nha. Thảo. Nam tử trong lòng thầm mắng một tiếng, cũng không thể xem như là mắng chửi đi, dù sao chẳng mấy chốc sẽ biến thành hành động. Đến, ta thích nhất bảo bối nam tử trên mặt lộ ra cưng chiều chi sắc, hai mắt đều là kích động, xoay người rời đi vào băng tuyết cung điện bên trong. Băng tuyết cung điện bên trong, băng tuyết bên trong, điểm suyết lấy hồng nhạc trên giường, nằm nghiêng một người, thân không mảnh vải, da thịt phản phất cùng băng tuyết một thể. Liền sợi tóc đều là màu tuyết trắng, toàn thân trên dưới ống ánh trắng như tuyết, nhìn thấy nam tử đi vào, nâng lên một đầu cặp đùi đẹp, hiển thị rõ phong quan nỉ y. Xinh đẹp vô song, đủ để nghiêng đổ vô số nam tử. Lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm, nam tử cũng bị nghiêng đổ, nhưng mà đến bây giờ, hắn nội tâm ngược lại có hoảng hốt, nhưng lại không dám hiển lộ ra mảy may tới. Nữ tử này, tự hồ không phải người. Đương nhiên, cũng không phải hải linh, dù sao hắn cũng là có một vị hải linh hồng nhan. Một một, ngươi cuối cùng lại xoái trở về. Thế gian này, liền không có so ta một thiên lưu đẹp trai hơn người, vì ngươi hồn tiêu thân thể khô, cũng ở đây không tiếc. Đừng nói loại lời này, ta làm sao cam lòng ngươi hồn tiêu thân thể khô đâu, thế gian này đáng giá nhất ta lưu luyến, nhưng là chỉ có một một ngươi a à, bảo bối ngươi vẫn là như thế băng nhuận mê người nam tử này chính là biến mất đã lâu một gia phong lưu tử một thiên lưu sau một ngày ô ô một một ngươi đều khô làm sao bây giờ lần này đem ngươi hút quá độc ác một thiên lưu giờ phút này hình thể khô héo một bộ bị móc rỗng dáng dấp gò má lõm đã không còn tuấn lãng soái khí hai mắt vô thần đôi mắt chỗ sâu còn lưu lại một tia hoảng hốt thân thể khẽ run bờ môi run rẩy nói không sao ta rất hưng phấn ta rất vui vẻ hết cũng bằng lòng một một ta sẽ không để ngươi c hết ngươi c hết ta làm sao bây giờ ta làm sao tìm vui vẻ nha nữ tử nói xong từng cây tuyệt phẩm linh dược nhét vào trong miệng một thiên lưu ăn xong vài cọng tuyệt phẩm linh dược một thiên lưu cuối cùng khôi phục một điểm khí tức nhưng mà y nguyên hình thể khô héo bị móc rỗng bộ dạng hỏng tổn thương đến ngươi bản nguyên tuyệt phẩm linh dược ngươi ăn nhiều hiện tại không hiệu quả rõ rệt nữ tử nhăn lại đôi mi thanh tú nói một thiên lưu dãy dụ lấy đứng lên khoác lên thật dày linh áo, thân thể run rẩy, hai chân run rẩy, nhưng hắn ánh mắt kiên định nói, việc rất nhỏ, ta hái chút tuyệt phẩm linh dược, đi tìm cái bằng hữu, phối trí ra đại bổ chi dược, tỉnh dưỡng 10 ngày nửa tháng liền có thể khôi phục. Thật sao? Đương nhiên, chỉ là quá lạnh, bảo bối, ta đi ra sợ bị xê hết cống A. Một thiên lưu hai tay ôm vai nói. Như vậy sao, vấn đề nhỏ nha. Nữ tử đưa tay một chiêu, tại băng tuyết cung điện chỗ sâu cái kia vòng xoáy màu đen bên trong, bay ra ngoài một cục đá, màu đỏ nhạt cục đá, giống như nung đỏ khối sắt, bất quá cũng chỉ có một cổ ấm áp chi ý. Ngươi mang theo cái này, liền sẽ không lạnh. Một thiên lưu tiếp nhận cục đá, nhét vào trong ngực, kích động tiến lên, cùng nữ tử ôm nhau, cuối cùng lưu luyến không bỏ mà nói, bảo bối, chờ ta trở lại, chúng ta tái chiến cái ba ngày ba đêm. Ân, ba ngày ba đêm, làm cho người rất hướng về. Nữ tử gật đầu, mặt đỏ thắm bên trên đều là hướng về chi sắc. Nửa tháng, chậm nhất nửa tháng, ta liền sẽ trở về một một ta chờ ngươi một thiên lưu đi ra cung điện lại hái vài cọng tuyệt phẩm linh dược nhét vào trong miệng một đường hướng tỉnh tuyết cung đi ra ngoài đồng thời không ngừng hái tuyệt phẩm linh dược thu lại rời đi về sau sơn mạch tỉnh tuyết cung vị trí một thiên lưu quay đầu nhìn thoáng qua ánh mắt chỗ sâu hoảng hốt có chút che giấu không được nơi này không thích hợp nguy cơ linh vực nguy cơ muốn ở chỗ này bộc phát sao ánh mắt của hắn kiên định từng bước một rời đi ban đầu rất chậm về sau trực tiếp đằng không mà lên hướng về băng châu bên ngoài mà đi Bản nguyên gần như hao tổn trống không, lần này không cách nào khôi phục, không nghĩ tới ta một thiên lưu, sẽ là cách C, hết này. Cả người đều bị hút khô A. À. Nửa tháng, chỉ có thời gian nửa tháng, một khi vượt qua nửa tháng, nàng liền sẽ đến tìm kiếm ta. Một thiên lưu trong lòng nghĩ. Vì lần này thoát đi, từ ba năm trước bắt đầu, mỗi lần sắp bị hút khô, hắn đều mượn cớ ra ngoài tìm bảo vật khôi phục làm lý do rời đi tỉnh Tuyết Cung. Mỗi một lần nhiều nhất nửa tháng, hắn liền sẽ trở về tỉnh Tuyết Cung một lần lại một lần thủ tính mà quay về, cuối cùng làm cho đối phương buông lỏng giám thị, đổi lấy lần này cơ hội thoát đi. Ngày trước mấy lần cơ hội bị hút khô, hắn đều là dùng bí thuật khôi phục tự thân. Bí thuật dùng nhiều, bản nguyên cũng liền bị hao tổn nghiêm trọng. Lần này, lại khó mà khôi phục. Hẳn phải xê, hết không nghi ngờ. Nàng hẳn là không cách nào rời đi băng châu chi địa, chỉ cần rời đi băng châu, ta liền triệt để đào thoát, nàng thần hồn lực lượng, đại bộ phận ý thức cùng lực chú ý, đều tại cái nào trong động quật. Cho nên, lần này mới không có phát hiện ta bản nguyên gần như triệt để khô héo, không cách nào lại khôi phục. Nếu không, tuyệt đối không cách nào thuận lợi rời đi. Cái kia hang động, đến tột cùng là cái gì, lúc trước tỉnh tuyết cung xảy ra biến cố gì. Một thiên lưu trầm tư, tốc độ càng lúc càng nhanh, điên cuồng hướng về băng châu bên ngoài bỏ chạy. Nhất định phải tại trong nửa tháng rời đi băng châu. Đã từng, hắn tiến vào băng châu lúc, đã ngưng luyện thiên địa linh cơ, đồng thời không chỉ một sợi, khoảng cách ngưng tụ thiên địa pháp tắc khí tức, chỉ kém nửa bước mà thôi thực lực như thế, tại linh vực cũng thuộc về đứng đầu. Kết quả, một chút sức chống đỡ đều không có. Nữ tử kia, cường đại đến đáng sợ, thậm chí một thiên lưu cũng hoài nghi, đối phương căn bản là không có huyết nhục chi khu. Ta sống không được nữa, rời đi băng châu, đi gặp nàng một lần cuối đi. Một thiên lưu trong lòng thở dài. Tỉnh tuyết cung sự tình, quá quỷ dị. Một đường điên cùng trốn chạy, đến cuối cùng, thậm chí không tiếc vận dụng một cái bí thuật, tốc độ bạo tăng phía dưới, cuối cùng tại nửa tháng kỳ hạn đến phía trước, trốn ra băng châu. Một thiên lưu không có bất kỳ cái gì dừng lại, thậm chí hắn cũng không dám về một gia, sợ đem tai họa mang về một gia. Đi tới một tòa thành lớn, tìm tới một chỗ cứ điểm, đem một phần tin giao cho nơi đây người, để giao đến người nào đó trên tay. Làm xong tất cả những thứ này về sau, một thiên lưu chạy thẳng tới Ngọc Châu mà đi. Băng Châu, tỉnh tuyết cung bên trong, một bóng người xinh đẹp đột nhiên xuất hiện ở phía trên cung điện, ánh mắt dần dần lạnh giá. Lừa gạt ta. Ngươi dám gạt ta, ngươi dám gạt ta, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro, ta đợi ngươi tốt như vậy, ngươi dám lừa gạt ta, ngươi trốn không thoát, ta sẽ tìm đến ngươi, ta đáng giận nhất lừa gạt ta. ầm ầm. Một đoạn thời khắc, băng tuyết cung điện tan rã, tĩnh tuyết cung bên trong những nữ tử kia, giờ phút này toàn bộ cực tốc rời đi, hướng về bốn phương tám hướng mà đi, đang tìm kiếm một thiên lưu. Kết quả, tự nhiên là không thu hoạch được gì. đáng ghê hết. ngươi đáng ghê hết a? ngươi dám gạt ta? ngươi đùa bẩn ta, liền vứt bỏ ta mà đi, ta muốn lột da của ngươi. Nữ tử giống như nổi điên điên cuồng la. ầm ầm. Nguyên bản màu đen hang động, giờ phút này toát ra ấm áp chi khí, một vệt đỏ thẩm chi sắc, từ màu đen trong động cuộc trào ra, bốn phía băng tuyết bắt đầu hòa tan. Ấm áp chi khí, không ngừng khuếch tán, hướng về toàn bộ băng châu lan tràn mà đi, màu đen hang động, cũng tại chậm chạp mở rộng bên trong. Chương 335, Mạnh Thư Thư phẫn nộ, lệnh bài màu xanh. Băng châu tỉnh tuyết cung chi biến, màu đen hang động dân trào ra đỏ thẫm tia sáng, vĩnh viễn không băng tuyết bị tan chảy cũng bắt đầu tan rã, những này một thiên lưu đã không biết. Hắn ngay tại tiến về Ngọc Châu. Trước khi xê hết, gặp một lần cô gái dịu dàng kia, hắn muốn xê hết tại bên ngoài linh vực. Tỉnh tuyết cung bên trong cái kia quỷ dị nữ nhân, quá đáng sợ, làm hắn xê hết cũng không dám xê hết tại linh vực, thậm chí có một loại, cho dù xê hết rồi, cũng sẽ bị đối phương bắt tới nghiền xương thành cho. Lừa gạt ta, dám lừa gạt ta, người đáng xê hết, người đáng xê hết điên cuồng, phẫn nộ, hận ý vô biên âm thanh, tại tỉnh tuyết cung sơn mạch vang lên. Ta là như thế yêu ngươi, ta là như thế thích ngươi, ta vì ngươi trả giá nhiều như thế, mặc dù ta hút ngươi một chút tinh nguyên, nhưng ngươi cũng vui vẻ a a. Ngươi lại dám gạt ta, ngươi lại muốn trốn, ta hận ngươi, ta hận ngươi, ngươi đáng xê, hết, ngươi đáng xê, hết a. Ngay tại duy trì liên tục tan rã bên trong, màu đen hang động, chậm rãi mở rộng, đỏ thẩm quan mang dân trào càng ngày càng nhiều. Phản phất không hề làm sao hừng hực, nhưng mà băng tuyết nhưng là đang không ngừng tan rã. Không có ai biết, băng châu chi biến sẽ mang đến cái gì tai họa, liền chính một thiên lưu, đều không ý thức được tính nghiêm trọng, hắn thấy, đơn giản băng châu bị chiếm cứ mà thôi. Bây giờ, băng châu kỳ thật cũng xưng là đã bị chiếm cứ. Chỉ cần không vào băng châu, liền không tồn tại bất luận cái gì nguy cơ, mà linh vực 18 châu, băng châu cũng không quá chịu quan tâm. Một thiên lưu cái kia một phong thư, bởi vì hắn gián dấp, đã không phải lúc trước thời điểm chưa từng được coi trọng, cuối cùng không có như nguyện cấp tốc đưa đến, mà là hao phí sau một khoảng thời gian, mới bị đưa đến người nhận thư trên bàn. Mà người nhận thư, ngay tại trụ bị tiến về trường Thanh Cát, cũng không có chú ý tới phong thư này. Tố Linh Tú mấy người vẫn còn tại Đại Chu Hoàng Đô, càng là tại tử vận dẫn đầu xuống, đi Thanh Vương Phủ làm khách. Hạng Thanh Đại Hỷ không thôi, chưa từng ngờ tới trường Thanh Cát, vậy mà cùng tử vận có như thế một mối liên hệ tại. Tố Linh Tú lấy thiên địa linh cơ luyện chế đang dược, bán cho hạng Thanh mấy cái, thậm chí bao gồm một cái, lấy thiên địa pháp tắc lực lượng luyện chế ra đến đang dược. Đây đối với hạng thanh mà nói, không khác một cọc cơ duyên, có thể làm cho hắn thực lực tại rất ngắn thời gian bên trong tăng lên trên diện rộng. Hắn thanh vương địa vị, cũng sẽ bởi vậy tăng lên trên diện rộng. Hạng thanh trong lòng cảm thán, thu tử vận làm nghĩa nữ, là mình đời này làm chính xác nhất quyết định. Mạnh sung chuẩn bị lên đường sông sáo linh vực. Tử vận lưu luyến không bỏ, muốn mạnh sung lưu lại, bất quá cũng biết, mạnh sung sẽ không nghe nàng, chỉ có thể lưu luyến không bỏ đưa tiễn. Được rồi, nói thêm thăng một cái chính mình thực lực a, à, Thiên Kiêu Tranh Phong ngươi không phải cũng muốn tham chiến sao?" Mạnh Sung đem treo ở trên người hắn Tử Vận kéo xuống nói. "Đi, Thiên Kiêu Tranh Phong quyết chiến phía trước gặp lại." Mạnh Sung phất vất tay, sải bước rời đi. Linh vực như thế lớn, hắn muốn nhiều sông sáo, nhiều đi một chút, hành tẩu bốn phương, cảm ngộ võ đạo. Chờ xem, ta rất nhanh liền có thể ngưng luyện thiên địa linh cơ." Tử Vận hừ hừ nói xong. Trường Thanh các tại Đại Chu Hoàng Đô lưu lại thời gian so bất kỳ lần nào đều muốn lâu dài thực sự là đại chu hoàng đô phồn hoa tố linh tú mấy người đều bận rộn du ngoạn đến cuối cùng thạch nhị mạnh thư thư cùng chu anh ba người cũng đi hoàng đô du ngoạn mấy ngày lý huyền khoan thai từ đại chu hoàng thất điển tàng cát đi ra về tới trường thanh cát điển tàng cát hạch tâm nhất một chút chân tàng hắn đều cho nhìn xong không thể không nói đại chu hoàng thất không hổ là có thể so với siêu nhiên linh tông vương triều chân tàng liên quan đến bí mật quá nhiều bao gồm linh vực từ trước tới nay các loại sự kiện lớn nghe đồng thậm chí đã từng uy danh hiển hách thiên kiêu danh sách các loại chỉ là lý huyền có chút tiếc núi thần kiều chi bí cũng không có tại bên trong điển tàn các tìm tới thần kiều chi bí sợ rằng mới thật sự là hạch tâm chi bí thậm chí đều không ghi chép tại bên trong điển tàn các mà là cao tầng ở giữa một đời một đời tương truyền tránh cho xuất hiện tiết lộ tình hình Tối linh tú mấy người trở về đến trường thanh Cát lập mưu kế tiếp lưu lại tử vận ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ sao nguyệt nhi hỏi ta ngược lại là nghĩ cùng một chỗ Bất quá Nghĩa phụ nói, muốn vì ta tranh thủ một cái cái gì danh ngạch, khả năng dính đến Đại Chu hoàng thất một chút nội tình, ta nghĩ lưu lại nhìn xem là dạng gì." Tử Vận lo nghĩ nói. Mặc dù, nàng cảm giác đi theo Trường Thanh các khẳng định càng tốt hơn, có dùng không hết đan dược, thậm chí còn có thể được cao nhân chỉ điểm, mà còn càng dễ dàng nhìn thấy mạnh xung. Nhưng, Đại Chu hoàng thất nội tình cũng làm nàng cảm thấy hiếu kỳ, không nhịn được muốn nhìn một chút, đến tột cùng là cái gì. Cũng được a, à, ta đối Đại Chu bí mật nội tình, cũng là có chút hiếu kỳ tử vận nếu là muốn tìm chúng ta, ngươi cầm đưa tin phù, liên lạc một chút vạn thế minh, dùng bọn họ đưa tin con đường, rất nhanh liền có thể tìm tới chúng ta. Hoặc là thiên kiêu chi chiến về sau, chúng ta lại tụ họp. Tố Linh Tú nhẹ gật đầu nói. Kết thúc dạo chơi đại chu hoàng đô, trường thanh cắt lại lần nữa tiếp chẩn, đợi đến lần này tiếp chẩn xong xuôi, liền sẽ rời đi, tiến về kế tiếp chỗ cần đến. Kế tiếp chỗ cần đến, liền đi Vân Sơn Châu A, gặp một lần cố nhân. Tố Linh Tú lo nghĩ nói. Đỗ Ngọc Anh cùng Vân Miểu Miểu tại Thái Miểu Tông, vừa vặn đi Vân Sơn Châu gặp một lần, ban đầu ở Thương Lan Đảo lúc, ở chung vẫn là rất vui sướng. Huống hồ, cũng đều là đến từ nội vực. Theo Trường Thanh Các bắt đầu tiếp chẩn, xếp hàng tình huống lại xuất hiện, đại bộ phận đều là đến điều trị VTT, hương Thương Cũ, ẩn tật, cũng có đến cầu mua đan dược. Tử vận cũng tại trên Trường Thanh Các hỗ trợ. Một ngày này, xếp hàng đám người, đột nhiên tách ra. Một tên khí chất ung dung, dáng người ngạo nhân, xinh đẹp vô song nữ tử chân thành mà đến, ở hai bên nàng, đi theo hai cái mỹ lệ thị nữ, riêng phần mình nâng một cái hộp. Là trưởng công chúa. Trong đám người có người thấp giọng nói. Đại chu đương đại trưởng công chúa Hạng Vi. Đã từng vô số đại chu thiên kiêu nữ thần trong mộng, rất nhiều thiên kiêu vì thu hoạch được trưởng công chúa ưu ái, mà liều mạng tận tài hoa, ra sức làm việc, nghĩ hết biện pháp lập công. Nhưng mà, trưởng công chúa đột nhiên, không xuất giá. Thậm chí từng một lần truyền ra, trưởng công chúa nuôi trai lơ. Làm cho vô số thiên kiêu đỏ mắt, Thầm hận Trailer vì sao không phải chính mình. Đương nhiên, liên quan tới trưởng công chúa một chút chuyện tình gió trăng, cũng không có lưu truyền bao lâu, liền bị cấm chỉ thảo luận, thậm chí là không từng có Trailer cũng không biết. Trailer là người phương nào, cũng không biết. Ngược lại là nào đó nhất mạch vương phủ, từng truyền ra trưởng công chúa đã có trúng ý người, sớm đã phương tâm ngầm cho phép loại hình nghe đồn. Nhưng cũng không giải quyết được gì. Hạng vi là để đưa tiễn, tại hoàng đô đại biểu hạng gia cùng đang y tiên tử tối linh tú, kết xuống một phần tình nghĩa thạch nhị dẫn hạng vi tiến vào trường thanh cát tố linh tú tử vận cùng nguyệt nhi đã tại chờ tố linh tú đối hạng vi giác quan cũng không tệ lắm dạo chơi hoàng đô lúc từng cùng một chỗ kết bạn mà đi hạng vi cho nàng cảm giác giống như là một người đại tỷ tỷ trường thanh cát lối vào tiếp chẩn chỗ mạnh thư thư thay thế thạch nhị tiếp tục tiếp chẩn hôm nay là ngày cuối cùng ngày mai trường thanh cát liền muốn rời khỏi mạnh thư thư mở miệng nói ra mau mau đây là ngày cuối cùng ta về rất tê hương cũ còn không có trị đây phía trước nhanh lên. a, à, vị huynh đệ kia, ta nhìn ngươi hình thể khô héo, cho dù đi trường thanh cát, nói chung cũng không có cứu, cũng không cần chiếm cứ danh ngạch đi. Đúng thế, ngươi đi không được lãng phí tiếp chẩn thời gian. Trị ngươi một người thời gian, đều đủ để trị tốt mấy người. Xếp hàng trong đám người, có người nhìn xem đội ngũ bên trong một người thì thầm nói. Trong đám người một tên hình thể khô héo, đã vào bệnh tình nguy kịch hình dạng nam tử, ngay tại yên lặng đứng xếp hàng ngủ. Một thiên lưu đối quanh mình ồn ào, thờ ơ, nhìn về phía trước, còn có mười mấy người, liền muốn đến phiên chính mình, hắn không phải đến cầu xem bệnh, mà là tới gặp hạng vi. Lúc đầu hắn chuẩn bị tiến về nội vực, kết quả linh vực chi môn không tránh ra mở, trừ phi có siêu nhiên linh tông chi lệnh, vì thế hắn chỉ có thể đến tìm hạng vi. Đối với một thiên lưu mà nói, vốn không muốn lấy cái dạng này, tới gặp tình nhân, làm sao bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì tới. Lúc trước hắn ngưng luyện thiên địa linh cơ pháp môn, chính là từ hạng vi nơi này lấy được. Lá thư này, nàng thấy sao? thì một thiên lưu trong lòng nghi ngờ nếu là hạng vi thấy chính mình tin không nên bình tĩnh như vậy còn có tâm tình đến trường thanh cát hy vọng ngoại trừ nàng bên ngoài không muốn lại có người biết ta một thiên lưu trong lòng yên lặng nghĩ đến hắn không dám đối hạng vi đề cập băng châu sự tình sợ hạng vi nghĩ đến báo thù cho hắn lâm vào băng châu bên trong cái kia quỷ dị nữ nhân quá đáng sợ liền xê tết hết hắn cũng không dám xê hết tại linh vực mà là nghĩ đến xê hết đến nội vực đi cuối cùng nhìn một chút cô gái dịu dàng kia, cũng không đi quấy rầy nàng, để tránh mang đến mầm tai vạ. Cuối cùng, đến phiên một thiên lưu. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, đang muốn để người báo cho một cái hạng vi, một cái bạn cũ tới chơi, kết quả hắn cơ hờ tiếp sợ phát hiện, tiếp chẩn người, vậy mà là, mạnh thư thư. Dụi dụi con mắt, thậm chí sợ chính mình xuất hiện ảo giác, hoặc là chỉ là tướng mạo tương tự mà thôi, kết quả phát hiện vậy mà thật là mạnh thư thư. Mạnh thư thư. Một thiên lưu kích động đồng thời, cũng khó có thể tin linh vực chi môn mở ra sự tình, hắn không hề biết, bởi vậy nhìn thấy Mạnh Thư Thư tại linh vực, hắn mới cờ hờ kiếp sợ như vậy, mà Mạnh Thư Thư tại linh vực, chẳng lẽ không phải cô gái dịu dàng kia cũng tại. Mạnh Thư Thư ngay tại tiếp trận, đột nhiên nghe được có người gọi hắn, mà còn âm thanh tự hồ có như vậy một chút quen thuộc, không nhịn được nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lên. Trước mặt đứng đấy một cái hình thể khô héo người, hai gò má lõm, sợi tóc khô héo, viền mắt lõm, cả người phản phất hút khô, gần như như xác khô đồng dạng. Bực này thương thế, đã thương tới bản nguyên, thậm chí bản nguyên đều đã khô cạn so với lúc trước Nguyệt trường minh thương thế đều muốn nghiêm trọng càng quỷ dị chính là không biết vì sao mạnh thư thư luôn cảm thấy người này tự hồ là túng dục quá độ trực tiếp đem chính mình móc rỗng giống như ngươi là hắn hơi nghi hoặc một chút người kia là ai chính mình không quen biết a à? mà người này vậy mà rất kích động bộ dạng điều này làm hắn không nhịn được buồn bực cẩn thận tường tận xem xét lờ mờ ở giữa nhìn thấy một máu quen thuộc hình dáng là ta a à? thư thư, viễn nhi tại chỗ này. Các ngươi làm sao đến linh vực? Một thiên lưu âm thanh rung rẩy mà hỏi. Mạnh thư thư đột nhiên biến sắc, hai mắt trừng lớn, một mặt vẻ không thể tin được. Hắn không cách nào đem người này, cùng cái kia phong độ nhẹ nhàng tuấn lãng nam tử liên hợp lại. Trên lệch quá xa. Nhưng mà, trên thực tế người trước mắt này, chính là lúc trước một thiên lưu. Chợt, mạnh thư thư liền giận dữ, hắn đem một thiên lưu kéo đến trường thanh các bên ngoài, thuận tay đóng lại tiếp chẩn, mượn nhờ trường thanh các lan tràng mà đến trận pháp, đem hai người bao phủ đi vào. Một thiên lưu, ngươi còn có mặt mũi đến. Một thiên lưu há to miệng, mạnh thư thư không đợi hắn giải thích, liền cả giận nói, ta mạnh thư thư như vậy kính trọng ngươi, tố tỷ tỷ như vậy hâm mộ ngươi, như vậy yêu ngươi, ngươi nói có khẩn cấp đại sự, một đi không trở lại thì cũng thôi đi. Kết quả, nguyên lai like ngươi nói tất cả đều là gạt người, ngươi lừa gạt tố tỷ tỷ tình cảm. Ngươi tại linh vực, vậy mà còn có như thế nhiều tình nhân, khắp nơi lưu tình đúng không, một gia phong lưu tử nổi tiếng tên tuổi. Ngươi bây giờ đây là làm sao vậy? Đem chính mình chơi phế đi. Đáng đời. Mạnh Thư Thư càng nghĩ càng giận, lấp bốt một trận thống mạ. Một thiên lưu trầm mặt, đợi đến Mạnh Thư Thư mắng đủ rồi, hắn mới thống khổ nói, là, ta che giấu ta rất nhiều tình nhân sự tình, nhưng có một chút ta không có gạt người. Viễn Nhi, đúng là ta thích nhất một cái. Ngươi còn có mặt mũi nói câu nói này. Một thiên lưu, ngươi đánh rắm. Mạnh Thư Thư nổi trận lôi đình lại là một trận đổ ập xuống mắng, đem trong lòng kiềm chế phẫn nộ, tất cả đều toàn bộ trút xuống đi ra. Viễn Nhi còn tốt sao? Một thiên lưu đợi đến hắn mắng xong, lúc này mới hỏi. Mạnh thư thư trầm mặt, thật lâu mới nói, tố tỷ tỷ, sớm đã quy, cô đê cười. Một thiên lưu thân thể lắc lư, một phát bắt được mạnh thư thư hai tay, nói, làm sao lại như vậy? Viễn Nhi làm sao sẽ quy cô đê cời?" Mạnh thư thư cắn răng nói, tố tỷ tỷ sinh linh tú về sau, thân thể thâm hụt quá lợi hại, thân thể càng ngày càng kém, về sau bệnh quy cua đê cười. Linh dược đâu? Ta cho linh dược đâu? Một thiên lưu cả giận nói. Dùng xong, nếu không linh tú làm sao sinh ra? Một thiên lưu trầm mặt, lỏng trong hốc mắt, liền nước mắt đều chảy không ra ngoài. Lão gia tử đâu? Xê ít hết. Bị người dê ít. Chuyện gì xảy ra? Một thiên lưu giật mình. Ẩn lâu người làm, linh tú đã báo thù. Mạnh thư thư đem sự tình từ đầu đến cuối, nói đơn giản một cái một thiên lưu đột nhiên hai mắt bắn ra tức giận, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, đường kim yến. Ngươi nói cái gì? Mạnh thư thư khẽ giật mình. Linh tú nàng người đâu? Một thiên lưu đè xuống phẫn nộ trong lòng, trung rẩy thanh âm nói. Không nhọc ngươi quan tâm, linh tú có thương nàng sư phụ, sư huynh, danh chấn linh vực đang y tiên tử, sống rất tốt, bất quá ngươi xuất hiện, để ta rất mâu thuẫn. Mạnh thư thư ánh mắt phức tạp không thôi. Nói cho tối linh tú, đây là nàng thân sinh phụ thân sao? tố linh tú sinh hoạt, sẽ còn như vậy vui vẻ, như vậy không buồn không lo. Trôi qua tốt liền được, trôi qua tốt liền được, ta một cái đáng xê, hết người, sẽ không quấy rầy nàng. Một thiên lưu nhẹ gật đầu. Đóng lấy, hắn tay run run từ trong ngực lấy ra một khối màu xanh nhạt thẻ bài, giao đến mạnh thư thư trên tay, nói, đây là ta một thiên lưu đời này trân quý nhất đồ vật, lúc trước vội vàng rời đi nội vực, chính là bởi vì vật này. Ngươi tìm lý do, giao cho Linh Tú. Ghi nhớ kỹ, vật này ẩn giấu đi một chút không biết bí ẩn, đừng tự tiện thăm dò, đợi đến thời cơ thích hợp, vật này sẽ có nhắc nhở. Còn có, ghi nhớ kỹ ghi nhớ kỹ, không muốn tiến về Băng Châu, tuyệt đối không cần tiến về Băng Châu, đó là một cái tuyệt nguy chi địa. Hiện tại Băng Châu, đã không phải nguyên lai like Băng Châu, ghi nhớ kỹ. Một thiên lưu thần sắc trịnh trọng nói. Mạnh thư thư vốn không muốn tiếp nhận màu xanh thẻ bài, chỉ là nhìn thấy một thiên lưu dáng dấp, cùng với hắn thời khắc này thống khổ, cuối cùng vẫn là nhận lấy. Một thiên lưu giao phó xong, chuẩn bị rời đi, nhưng lại xoay người lại trịnh trọng nói, thư thư, ghi nhớ kỹ không muốn hướng về bất kỳ ai nhất lên ta, liền làm chuyện này không có phát sinh qua, ngươi chưa từng gặp qua ta. Ghi nhớ kỹ, bất luận làm sao, đều không muốn đề cập ta, đừng để bất luận kẻ nào biết, ngươi gặp qua ta, nhận biết ta. Mạnh thư thư hơi nghi hoặc một chút, một thiên lưu nói ngân trọng như thế, đến tục cùng gặp cái gì, làm hắn như vậy hoảng hốt. Chương 336, Thiên Quật Lệnh, Bích Hải Huyết Đao Phỉ Ta vốn định trước khi xê hết, xa xa gặp một lần Nguyễn Nhi, tất nhiên không thấy được ta cũng không có cái gì tâm nguyện một thiên lưu thần sắc thay đổi đến bình tĩnh ta tồn tại vĩnh viễn đừng nói cho linh tú a liền làm ta chưa từng có tồn tại qua một thiên lưu nói xong quay người chuẩn bị rời đi mạnh thư thư ánh mắt phức tạp trong lòng thở dài một tiếng mở miệng nói chờ một chút một thiên lưu quay đầu nghi hoặc nhìn về phía hắn mặc dù không biết ngươi vì sao biến thành dạng này bất quá quen biết một tràng điểm này đang dược ngươi cầm đi đi có thế khôi phục bao nhiêu liền khôi phục bao nhiêu đi mạnh thư thư đem mấy bình đang dược nhét vào trong tay một thiên lưu có lẽ không cách nào làm cho ngươi trở lại đỉnh phong nhưng tuyệt đối có thể khiến ngươi khôi phục bảy tám phần một thiên lưu lắc đầu nói vô dụng chính ta tình hình ta biết a à, những này đang dược chính là linh tú luyện chế liền tính căng cơ tổn hại liền tính linh thể sụp đổ cũng có thể khôi phục lại ngươi mặc dù nghiêm trọng một chút nhưng vẫn là có thể khôi phục nếu là linh tú đích thân xuất thủ cho ngươi cứu chữa Ngươi điểm này tổn thương căn bản không tính là cái gì, bất quá mấy ngày liền có thể triệt để khôi phục đỉnh phong. Mạnh thư thư cười lạnh một tiếng nói. Thật chứ? Một thiên lưu một mặt vẻ không thể tin được. Đương nhiên. Mạnh thư thư cười lạnh nói, ngươi muốn hay không đi tìm linh tú cứu chữa. Nàng chưa từng thấy ngươi, sẽ không biết, ngươi là phụ thân nàng. Không cần. Một thiên lưu lắc đầu, đem đang dược thu vào, nói, ta nếu là thấy nàng, sẽ chỉ hại nàng, xin từ biệt, không ngày gặp lại mạnh thư thư im lặng không nói một thiên lưu trả lời nằm ngoài sự dự liệu của hắn vốn cho rằng khi biết có thể khôi phục đỉnh phong tố linh tú có thể trị hết hắn về sau một thiên lưu sẽ động biểu lộ thân phận cầu tố linh tú cứu chữa chi tâm một thiên lưu đi nha biến mất tại đám người bên trong một đi không trở về mạnh thư thư trong lòng không biết là sao tư vị hắn thừa nhận cuối cùng một khắc này mềm lòng cho nên mới cho một thiên lưu đang dược nhìn một chút lệnh bài trong tay lệnh bài màu xanh có chút tinh tế hoa văn trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù đây là cái gì lắc đầu quyết định tìm một cơ hội mượn cớ giao cho tối linh tú trở lại trường thanh cát tối linh tú như màn cũ tại cùng trưởng công chúa hạng vi ôn chuyện trường thanh cát đại chu hoàng đô chuyến đi đã qua một đoạn thời gian băng châu không thể đi băng châu mạnh thư thư nhớ tới dặn dò một thiên lưu trong lòng nghi ngờ băng châu xảy ra chuyện gì vậy liền không đi thôi mạnh thư thư trong lòng suy nghĩ băng châu người ở thưa thất không có đi cần phải nếu là tố linh tú muốn đi cũng tìm lý do để nàng bỏ đi ý nghĩ này cũng không phải sợ băng châu tồn tại nguy hiểm mà là lo lắng đi băng châu về sau sẽ phát hiện liên quan tới một thiên lưu sự tình tiến tới bại lộ tố linh tú cùng thân phận của hắn ta làm như vậy đến cùng đúng hay không mạnh thư thư trong lòng khá là mâu thuẫn nói cho cùng một thiên lưu dù sao cũng là tố linh tú thân sinh phụ thân nhưng mà hắn không nghĩ tố linh tú bởi vì một thiên lưu người phụ thân này tồn tại mà gánh lấy một chút cái gì bi thương phẫn nộ nếu là một thiên lưu cũng không phải là khắp nơi lưu tình người mạnh thư thư tất nhiên sẽ nói cho tối linh tú chân tướng cứ như vậy đi mạnh thư thư trong lòng thở dài một hơi hắn cầm lệnh bài màu xanh đi tới trường thanh các đỉnh cái đình bên trong tiền bối mạnh thư thư cung kính hành lễ nói hắn biết tất cả những thứ này đều không thể gạt được tiền bối ân lý huyền nhẹ gật đầu mạnh thư thư cùng một thiên lưu sự tình hắn đều nhìn ở trong mắt nghe vào trong tai tiền bối ta làm như vậy đúng hay là sai mạnh thư thư cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi đúng sai đều là tại ngươi tâm tất cả tùy duyên đi lý huyền lắc đầu nói tố linh tú tên đồ đệ này nếu là biết được phụ thân nàng chân tướng sợ rằng trong lòng sẽ không sống dễ chịu tâm tình sa sút chỗ nào còn sẽ có bây giờ không buồn không lo vui vẻ nghiên cứu đan y võ đạo một thiên lưu tất nhiên chủ động lui đi hiển nhiên hắn cũng không muốn tố linh tú bởi vì sự xuất hiện của hắn mà phá vỡ cuộc sống yên tĩnh tiền bối đây là cái gì mạnh thư thư nhẹ gật đầu tiền bối tất nhiên nói như vậy cái kia tất nhiên là không sai hắn đem lệnh bài màu xanh thả tới trên mặt bàn hỏi ta sẽ giao cho linh tú lý huyền nhìn lệnh bài một cái chỉ là lạnh nhạt nói đến mức là cái gì hắn làm sao biết chỉ có thể tránh không đáp phản phất tại nói cho mạnh thư thư thực lực quá thấp biết quá nhiều không tốt tạ tiền bối mạnh thư thư không có lại hỏi lệnh bài từ tiền bối giao cho linh tú sau hắn giao cho linh tú càng có thể có được Linh Tú coi trọng. Nếu không, nếu là hắn giao cho Linh Tú, không chừng ngày nào liền bị Tố Linh Tú quên. Chung quy là một thiên lưu trân quý nhất đồ vật, Mạnh Thư Thư trong lòng vẫn là hy vọng Tố Linh Tú có khả năng coi trọng một cái. Mạnh Thư Thư cáo lui về sau, Lý Huyền cầm lấy lệnh bài màu xanh, tinh tế dò xét, trong lòng nghi ngờ, đây là vật gì? Lệnh bài chất liệu không đơn giản. Vẹn vẹn chất liệu mà nói, sẽ không thua linh vực thần khí, nhưng cũng không phải là thần khí. Trên lệnh bài hoa văn tự hồ không có được đặc thù hàm nghĩa, vẻn vẹn vẻ trang trí sử dụng. Lý Huyền trầm ngâm một chút, một sợi thần nguyên đưa vào lệnh bài bên trong. Lệnh bài màu xanh hiện ra nhàn nhạt thanh sắc quang mang, trên lệnh bài xuất hiện ba chữ: Thiên Quật Lệnh. Theo ba chữ này xuất hiện, Lý Huyền cũng nhìn thấy lệnh bài bên trong có mấy hàng chữ nhỏ. Lệnh ra: Thiên Quật hiện, cầm Thiên Quật Lệnh người, có thể nhập Thiên Quật, có thể trấn Thiên Quật. Lý Huyền thu hồi thần nguyên, không nhịn được rơi vào trầm tư bên trong. Thiên Quật Bí cảnh loại hình tồn tại. Đây là tiến vào thiên quật chìa khóa, hoặc là chấp trưởng thiên quật lệnh bài. Trong lòng của hắn nghi hoặc. Thiên quật là cái gì? Suy đoán đại khái là một loại nào đó bí cảnh. Linh vực, có loại này địa phương sao? Chưa từng nghe A, à, liền đại chu điển tàn các bên trong, đều không có gặp qua tương quan ghi chép. Đại khái là bí cảnh một loại đồ vật A, à, thiên quật xuất hiện, lệnh bài sẽ có biểu thị, đến lúc đó mới có thể đi vào. Lý Huyền thì thầm trong lòng. Giao cho tố linh tú là được rồi, lúc nào xuất hiện cũng không biết đây. Lắc đầu, không có tiếp tục xoắn suýt thiên quật lệnh sự tình. Cho dù là bí cảnh, với hắn mà nói, cũng không có quá lớn lực hấp dẫn, dù sao hắn tu luyện cũng không phải là phương thế giới này võ đạo, mà là chính mình biên đi ra. Tiếp tục ta võ đạo đại nghiệp đi. Lý Huyền lắc đầu, tiếp tục đầu nhập chính mình võ đạo đại nghiệp bên trong, một bên biên thần thông võ điển, một bên lĩnh hội thái thương thư thiên địa đạo tắc. Đưa đi hạng vi về sau, Trường Thanh Các cũng chuẩn bị rời đi tử vận lưu luyến không bỏ về tới thanh vương phủ. Kế tiếp chỗ cần đến đi nơi nào? Đi thiên lăng châu A, tìm xích miêu, lâu như vậy không gặp, ta đều có chút nghĩ cái này mập mèo. Tố Linh Tú lo nghĩ nói. Tốt, vậy liền đi thiên lăng châu. Trường thanh các trang viên thu nạp, hóa thành phi thuyền đằng không mà lên, chớp mắt biến mất ở chân trời. Vây xem đại chu chúng cường giả, không nhịn được cảm thán không thôi, cái này trường thanh các quả thật là thần khí, mà lại là chưa bao giờ nghe thần khí. Mà tại đại chu hoàng đô trên tường thành, một thiên lưu nhìn xem phi thuyền rời đi xa xa nhìn thấy một cái kia thiếu nữ thân ảnh hắn đủ hài lòng chật lộ ra vẻ phẫn nộ đường kim yến mạnh thư thư nói chuyện ẩn lâu tập sát sự tình hắn liền ý thức được việc này phía sau tất nhiên có khác nguyên nhân hắn đầu tiên nghĩ đến chính là chính mình cái kia chính cung đường kim yến người đáng xê, hết a à. một thiên lưu quay người rời đi không có đi gặp hạng vi bất kỳ cái gì một cái tình nhân hắn đều không đi gặp cuối cùng đi gặp một lần đường kim yến đưa nàng đi chết An mạnh thư thư cho đang dược về sau, một thiên lưu mặc dù không có triệt để khôi phục, nhưng cũng không tại hình thể khô héo, đã khôi phục trước kia bảy tám phần tuấn lãng thái độ. Thủy tinh cung, đường kim yến đóng cửa không gặp khách. Từ thiên vũ điện trở về về sau, trong nội tâm nàng liền ẩn dấu hoảng hốt, ý thức được sợ rằng ra một ít chuyện, thiên vũ điện chủ mới sẽ như vậy cảnh cáo nàng. Đường kim yến chỉ có thể ngốc tại bên trong thủy tinh cung, chuyện gì cũng mặc kệ, chỉ yên lặng tu luyện. Liền dê tố linh tú sự tình, nàng đều tạm thời từ bỏ làm nàng không nghĩ tới chính là, biến mất đã lâu một thiên lưu vậy mà đến thủy tinh cung tìm nàng, đường kim yến hưng phấn không thôi, vội vã ra nên tiếp chính mình cái này phu quân. Vài ngày sau, làm một cái thế gia tộc lão, đại biểu gia tộc trước đến thăm hỏi thủy tinh cung, muốn nịnh bợ thủy tinh cung, thu hoạch được tới gần thiên vũ điện cơ hội lúc, mới kinh hải phát hiện, thủy tinh cung lại bị diệt. Hắn cờ hờ kiếp sợ không thôi, đây chính là thiên vũ điện phụ thuộc Linh Tông A. Người nào như thế lá gan, cũng dám diệt thủy tinh cung, chẳng lẽ là vạn thế minh còn nếu là vạn thế minh tự hồ không cần thiết lén lén lúc lúc như vậy làm việc thông tin truyền ra lạc châu chấn động một gia cũng cờ hờ kiếp sợ điều động tộc lão tiến đến xem xét dù sao đường kim yến trên danh nghĩa vẫn là một thiên lưu chính cung một phen tra xét tự nhiên không thu hoạch được gì tất nhiên đường kim yến xê hết khách rồi một thiên lưu lại không có chút nào thông tin một gia tộc lão bọn họ vừa thương lượng liền đem một phi minh mẫu thân lập thành một thiên lưu chính cung một phi minh danh chính ngôn thuận trở thành thiếu gia chủ thủy tinh cung bị diệt, thiên vũ điện tự nhiên điều động cường giả đến tra xét, hơn nữa còn là một tên chí cường giả trưởng lão, càng là thả ra thông tin, nhất định bắt khiêu khích hát hung tê hủ. Có thế như vậy vô thanh vô tức diệt đi thủy tinh cung, không có bị ngoại nhân phát giác bột phát đại chiến, người xuất thủ, tất nhiên là chí cường giả. Thiên vũ điện chủ lạnh lùng cười một tiếng. Điện chủ, có hay không linh vực chi môn thông tin tiết lộ? Là cũng tốt, không phải cũng được, tìm kẻ xê hết thay lập cái uy là được rồi, thủy tinh cung sự tình như vậy bỏ qua, còn lại siêu nhiên linh tông không có mở ra linh vực chi môn động tĩnh liền mang ý nghĩa thông tin còn không có tiết lộ thiên vũ điện chủ cười lạnh nói một khi thông tin tiết lộ linh vực chi môn biến mất kinh sợ như vậy sự tình còn lại mấy cá siêu nhiên linh tông tuyệt đối sẽ đi tìm tòi hư thực xác định là thật hay không sau đó không lâu một tên cũng khá nổi danh luyện thần đỉnh phong thực lực tán tu bị thiên vũ điện bắt tại thủy tinh cung phía trước đang tại chúng võ giả mặt chém dê viết đem huyết nhục vẩy vào trong tông môn thủy tinh cung biểu thị công khai đã vì thủy tinh cung báo thù cho ra lý do là tên này tán tu mưu đoạt thủy tinh cung tài nguyên trải qua dài đến mấy chục năm ẩn nút ngầm hạ độc dược suy yếu một đám thủy tinh cung cường giả thực lực mới lặng yên không một tiếng động đem thủy tinh cung diệt lạc châu võ giả tất cả đều chấn động không thôi tên này tán tu thật to gan a à. mà còn lại linh tông thế gia lập tức sợ tại bên trong chính mình tới một tràng đại thanh tra bích hải mênh mông không biết phần cuối ở nơi nào cùng linh vực 18 châu so sánh mênh mông bích hải võ giả so ra mà nói tương đối thưa thớt, tông môn cũng thưa thớt, chỉ có một ít nổi tiếng hòn đảo mới tồn tại võ giả chỗ tụ học. Lấy Vân Thiên Bích Hải Thành làm trung tâm, Linh Tông, thế gia phân tán bốn phương, cái kia một vùng biển, được gọi là trời cao hải vực. Trời cao hải vực, không thể nghi ngờ là Bích Hải phồn hoa nhất hải vực, bất luận là nhân tộc võ giả, vẫn là hải linh tộc, phần lớn tại trời cao hải vực sinh hoạt. Mà tại trời cao hải vực bên ngoài, tự nhiên cũng tồn tại một chút Linh Tông cùng thế gia, cũng có võ giả ẩn hiện một chiếc thuyền lớn tại trên bích hải đi tới ngay tại tiến về vân thiên bích hải thành tiến hành giao dịch đổi lấy cần thiết đồ vật nghe nói một vùng biển này không bình tĩnh tất cả mọi người cẩn thận một chút trên thuyền lớn một tên võ giả trầm giọng nói bích hải bao la dù cho là luyện thần thiên nhân cũng thích đi thuyền mà đi dù sao toàn bộ nhờ thực lực bản thân phi hành thực sự là quá mệt mỏi mà còn một khi tiêu hao quá lớn gặp phải tập sát liền nguy hiểm sợ cái gì chúng ta nơi này luyện thần thiên nhân đều hai mươi mấy người chẳng lẽ còn sợ những cái kia đạo phỉ? Có võ giả kinh thường nói. Bích hải, có hải tặc, phần lớn tại trời cao hải vực ra ngoài không, ăn xê cướp lui tới võ giả. Những hải tặc này thân phận, hoặc là từ 18 châu trốn đến hung ác võ giả, hoặc là đã từng suy tàn linh tông, thế gia võ giả tụ tập mà thành. Thậm chí, có hải linh làm hải tặc. Toàn bộ bích hải, ngoại trừ trời cao hải vực bên ngoài, bất kỳ cái gì một chỗ, cũng có thể gặp phải hải tặc. Hai mươi mấy tên luyện thần thiên nhân liền có sức mạnh chẳng lẽ quên ba tháng trước thạch đằng đảo bê tỵ c cướp sạch sự tình toàn bộ trên đảo võ giả mới thoát ra tới bao nhiêu người đừng dọa người làm sao xui xẻo như vậy gặp phải hủy diệt thạch đằng đảo gia hỏa tóm lại cẩn thận là hơn trên thuyền lớn một đám võ giả nghe vậy thần sắc nghiêm túc không ít cảnh giác bốn phía một khi phát hiện tình thế không đúng lập tức bỏ chạy không tốt có đạo phỉ đột kích đột nhiên ở giữa trên thuyền lớn có người hoảng sợ nói mọi người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy bốn phương tám hướng, lần lượt từng thân ảnh hiện lên, cực tốc vây quanh mà đến. Đột kích người, tất cả đều mang theo mặt nạ màu đen, cầm trong tay một cái huyết sắc trường đao, đỏ tư chi khí lượng lờ. Là hủy diệt thạch đằng đảo huyết đao phỉ. Trên thuyền lớn võ giả lên tiếng kinh hô. Nhanh nhảy. Có luyện thần thiên nhân thân hình thoát một cái, liền từ trên thuyền lớn thoát ra, muốn thoát đi. Chạy chỗ nào? Oanh. Một đạo ánh đao màu đỏ ngòm, ầm vang mà đến, đem chuẩn bị trốn chạy võ giả, bước về trên thuyền lớn. Đều đứng ngay ngắn, chúng ta chỉ xê cướp tiền không dê thuyết người, người nào nếu là phản kháng, xê hết. Huyết đao phỉ đầu lĩnh cười lạnh nói. Trên thuyền lớn, võ giả phía dưới luyện thần thiên nhân, tất cả đều sắc mặt ảm đạm, đem túi đựng đồ giao ra, ném ở bông tàu bên trên. Rất tốt. Đại thiên nhân đứng bên này, tiểu thiên nhân đứng bên này, luyện thần thiên nhân ngồi sổng xuống. Huyết đao phỉ nhất đao điều khiển trên thuyền lớn võ giả sắp xếp tốt, mà cái kia hai mươi mấy cái luyện thần thiên nhân, sắc mặt tái xanh không thôi, nhưng chỉ có thế biệt khuất ngồi sổn xuống. Huyết đao phỉ thực lực quá mạnh, không có chỗ nào mà không phải là luyện thần đỉnh phong võ giả, mà còn người so với bọn họ nhiều. Đánh, là khẳng định đánh không lại, liền cơ hội chạy trốn đều xa vời. Xinh đẹp. Ta huyết đao phỉ, thích nhất phối hợp người. Đều giao ra túi đựng đồ, không được ẩn tàng. Cái này cô nàng không sai, ngươi cũng không cần giao túi đựng đồ, giao ra sắc đẹp của ngươi là được rồi, xê cướp sắc. Ta huyết đao phỉ, là nói nguyên tắc, hoặc là xê cướp tiền, hoặc là C cướp sắt, tất nhiên C cướp sắt, vậy liền không C cướp tiền. Tên kia nữ võ giả sắc mặt ảm đạm, trung rẩy bờ môi nói, đại ca, ngươi tha cho ta đi, C cướp tiền có tốt hay không? Ngươi không được chọn. Ngoan ngoãn qua bên kia nơi hẻo lánh bên trong nằm tốt, không phải vậy nào đó C cướp tiền cũng C cướp sắt. Huyết đao phỉ trường đao vỗ vỗ nữ võ giả hai gò má nói. Nữ võ giả mặt xám như tro, yên lặng đi nơi hẻo lánh bên trong nằm xuống. Tên kia huyết đao phỉ thỏa mãn gật đầu, bước phách lối bộ pháp đi tới, phối hợp thật tốt, nào đó sẽ còn thanh toán linh tinh. Kinh người quá đáng a. À. Cái kia nữ võ giả gần như tức nổ tung, chỉ cảm thấy khuất nhục vô cùng. Thuyền lớn phía sau, một chiếc màu xanh thẳm thuyền nhỏ, ở trên biển lao vùng vụt tới. Chương 337, một người ăn cướp một đám người. Hứa Viêm vừa vào Bích Hải, cả người đều có một loại tâm thần trống trải cảm giác, ngắm nhìn bát ngát mênh mông Bích Hải, lại có một loại chính mình bất quá là Bích Hải một hạt cảm giác. Vân Thiên Bích Hải thành tại Vân Thiên Hải vực, khoảng cách vụ châu ngoại hải thực sự quá xa. Động hải châu không có ở chân trời phi hành, mà là rơi xuống trong biển, trên mặt biển lao vùng vụt. Tất nhiên đi tới bích hải, nếu là tiếp tục giữa không trung phi hành, chẳng lẽ không phải đến không bích hải một chuyến. Ở trên biển đi thuyền mấy ngày, hứa viêm đột thực nhiên lòng sinh hứng thú, móc ra một cái cần câu tới. Sư phụ tại thương lan đảo thời điểm, liền thích đi sông thương thả câu, khẳng định là có thâm ý, đây là tại cảm ngộ thiên địa tự nhiên chi đạo. Hoặc là nói, là một loại tâm cảnh tu luyện. Ta cảm giác sư phụ là tại lấy hành động ám thị, thả câu là có thể cảm ngộ tự thân, thanh tịnh tâm thần, tu luyện tâm cảnh một loại phương thức. Hứa viêm càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Nhìn một chút trong tay cần câu, đây là hắn lúc trước tìm phương hạo rèn đúc đi ra, chính là tích trữ có một ngày, học sư phụ thả câu một phen, nhìn có hay không có thu hoạch. Dùng cái gì mồi đâu? Hứa viêm nói thầm một cái, lấy ra một viên đang dược treo lên. Dây câu, lưỡi câu đều là phương hạo luyện chế, linh khí cấp bậc, một khi cắn câu, cũng đừng nghĩ tránh thoát không chút nào khoa trương, cho dù là có thể so với luyện thần cảnh hải thú mắc câu rồi, cũng đừng hòng thoát khỏi. Bích hải bá chủ không thể nghi ngờ là hải linh tộc, nhưng ngoại trừ hải linh bên ngoài, còn có đông đảo hải thú. Theo Thải Linh Nhi lời nói, bích hải có mấy loại hải thú, thời điểm thành niên, thực lực có thể so với luyện thần võ giả, chỉ bất quá không thông hiểu võ đạo chi pháp, chỉ có mang lực mà thôi. Đồng thời linh trí chưa mở, chỉ có một thân mang lực, cho dù như vậy, bình thường luyện thần võ giả, cũng khó có thể đơn độc săn bắn hung mảnh như vậy hải thú mà còn, hải thú mặc dù linh trí chưa mở, nhưng gặp phải nguy hiểm, cũng sẽ có tránh né nguy hiểm bản năng, sẽ chui vào trong biển. Nhân tộc võ giả, một khi tiến vào trong biển, trừ phi thực lực mạnh rất nhiều, nếu không căn bản không làm gì được cường đại như thế hải thú. Mà luyện thần cấp hải thú, cơ hồ là hải linh tộc chuyên môn săn bắn đối tượng, cũng là hải linh tộc tại Vân Thiên Bích Hải thành cùng nhân tộc cường giả giao dịch chủ yếu vật phẩm. Động Hải Châu tại Bích Hải lao vùng vụt, mãi đến cách xa vụ châu gần biển, hứa viêm cái này mới hạ câu thả câu. Vừa mới hạ câu, hứa viêm liền phát hiện, có cá biển xuất hiện, muốn cắn câu, lúc này thần nguyên chấn động, trực tiếp đem cá biển đánh bay đi ra. Ta là đến câu cá lớn, không phải câu cá nhỏ. Hứa viêm nói thầm. Động Hải Châu tiếp tục tiến lên, một đường hướng về Vân Thiên Hải vực mà đi. Hạ câu hai ngày, cũng không có gặp phải có thể so với luyện thần cảnh hải thú, hứa viêm không nhịn được buồn bực. Nghĩ lại, ta cái này tâm tính không đúng, tất nhiên là thả câu, cần gì phải để ý cá lớn cá nhỏ đâu, cái này chẳng lẽ không phải làm trái thả câu bản ý. Như vậy suy nghĩ một chút, hứa viêm liền lại không quan tâm lưỡi câu bên trong, đến tục cùng hấp dẫn cái gì cá biển mà đến. Chỉ chốc lát sau, liền câu đi lên một đầu dài khoảng 3 thước cá, hứa viêm đổi mồi sau tiếp tục thả câu. Tại câu đi lên mấy đầu lớn nhỏ không đều cá về sau, lần này hứa viêm đem lưỡi câu, xa xa văng ra ngoài, tại mồi bên trên bao trùng một đạo thần nguyên cấm chế, không phải là luyện thần cảnh hải thú, không cách nào cắn câu ăn mồi. Khoanh chân ngồi tại trên độn hải châu, hứa viêm tiếp tục tu luyện, lĩnh hội võ đạo, động hải châu dựa theo cố định phương hướng đi tới, cần câu treo ở trên thuyền nhỏ, tùy duyên thả câu. Sau một ngày, đang tu luyện bên trong hứa viêm đột nhiên mở mắt, cần câu đang chấn động, một cổ to lớn lực kéo truyền đến. Mắc câu rồi. Hứa viêm lúc này đại hỉ, động hải châu phía trước, sóng nước lăn lộn, một đầu màu nâu to lớn hải thú đang nghịch nước dãy dụa lấy, nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào thoát khỏi lưỡi câu. Cái này hải thú thực lực, có thể so với luyện thần hậu kỳ. Hứa viêm chật chật cảm thán ngay tại dãy dụa bên trong hải thú đột nhiên quay đầu hướng về đồn hải châu đánh tới hứa viêm khẽ mỉm cười đưa tay đè ép một cổ lực lượng trấn áp mà xuống ấn xuống vọt tới hải thú đợi đến hải thú dãy dụa bất động cái này mới buông ra lực lượng như vậy ba phen mấy lần về sau hải thú ý thức được đồn hải châu nguy hiểm bắt đầu điên cùng thoát đi lôi kéo đồn hải châu tại trên bích hải lao vùng vụt cái phương hướng này đúng lúc là đi vân thiên hải vực liền để nó lôi kéo đi hứa viêm trực tiếp đóng lại đồn hải châu tùy ý hải thú lôi kéo ở trên biển lao vùng vụt. Hải thú sức chịu đựng kinh người, mà còn tốc độ cực nhanh, lôi kéo động hải châu lao vùng vụt, thỉnh thoảng muốn chui vào trong biển thoát khỏi, nhưng là không cách nào kéo động động hải châu lặn xuống, ba phen mấy lần về sau, hải thú chỉ có thể không ngừng hướng về phía trước trốn chạy. Hứa viêm ngồi tại trên động hải châu, tiếp tục tu luyện cùng lĩnh hội tự thân võ đạo. Một ngày sau đó, hải thú vẫn còn tại điên cuồng trốn chạy bên trong, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh, rất có mạnh mẽ đâm tới thế. Trên thuyền lớn, tên kia huyết đao phỉ hưng phấn đi tới nơi hẻo lánh bên trong nhìn xem nằm tốt nữ võ giả hưng phấn không thôi cái này mới nghe lời nha da cũng liền xê gướp cái sắt so tổn thất toàn bộ thân gia những tên kia so sánh người có thế may mắn nhiều nữ võ giả cắn môi nhắm mắt lại một câu cũng không dám nói trung nhẹ nhẹ thân thể mềm mại hiển lộ nàng giờ phút này nội tâm hoảng hốt mỹ nhân nhi da đến rồi huyết đao phỉ soạt một cái lập tức không đến mảnh vải liền muốn nhào tới đúng lúc này soạt một tiếng vang thật lớn nương theo mà đến một tiếng hí. Thình lình động tĩnh, dọa đến hắn tại chỗ liền mềm nhũng, sắc mặt tái xanh theo tiếng nhìn, lập tức giật mình, cuốn quyết mặt xong quần áo, cầm đao tại tay. Nữ võ giả cũng bị động tỉnh kinh hãi mở mắt, nàng giật mình nhìn thấy, thuyền lớn phía sau, một cái to lớn hải thú đằng không vọt lên, phát ra phẫn nộ hí thanh âm. Mà tại hải thú sau lưng, tự hồ lôi kéo một chiếc màu lam nhạt kỳ quái thuyền nhỏ. Nhanh chém hải thú. Huyết đao phỉ thủ lĩnh tức giận quát. Cái này hải thú, tự hồ ngay tại hướng thuyền lớn vac hạm mà đến biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho trên thuyền lớn chuẩn bị thúc thủ chịu trói luyện thần võ giả lập tức thần sắc vui mừng lẫn nhau truyền âm cho nhau một phen về sau đột nhiên ở giữa đằng không mà lên liên thủ hướng về một phương hướng nào đó trốn chạy mà đi cùng hắn đem mệnh giao cho huyết đao phỉ định đoạt không bằng thừa cơ trốn chạy hai mươi mấy tên luyện thần võ giả liên thủ xung phong mà ra cái hướng kia huyết đao phỉ lập tức biến sắc cuốn quýt tránh đi phong mang tự tìm xe tái xe hết Huyết đao phỉ thủ lĩnh giận dữ, vung tay lên nói, giết cho ta. Soạt. Một đám huyết đao phỉ cầm đao mà lên, muốn tê, truy ép các những cái kia trốn chạy luyện thần võ giả, đồng thời hai tên huyết đao phỉ nhất đao chính là một chém, ánh đao màu đỏ ngòm bổ về phía giữa không trung to lớn hải thú. Cái này một cái hải thú thực lực không yếu, da dày thịt thô, lực phòng ngự kinh người, một đao chưa hẳn có thể đem chém dê tiết. Tu luyện bên trong hứa viêm, mở mắt, kinh ngạc một cái, cái này hải thú vậy mà muốn -ta c hạm thuyền lớn, muốn dùng cái này thu hoạch được trốn chạy cơ hội. Ngược lại là hiểu được lợi dụng hoàn cảnh trốn tránh nguy hiểm. Hứa viêm nói thầm một cái. Mắt thấy hai đạo ánh đao màu đỏ ngòm chém về phía hải thú, hứa viêm rung lên cần câu, lúc đầu đằng không vọt lên, muốn nện ở trên thuyền lớn hải thú, lập tức bị hắn kéo trở về đi qua. Mà hai đạo đao qua nháy mắt thất bại. Xin lỗi, tại hạ thả câu hải thú đã quấy rầy chư vị. Hứa viêm ấy nấy mở miệng nói ra. Động hải châu lao vùng vụt mà lên, hắn đưa tay vung lên, một cổ thần nguyên tuôn ra, đem hải thú nâng ở giữa không trung, động hải châu từ trên thuyền lớn trống không bay qua. Ăn xe cướp, lưu lại hải thú cùng cái kia chiếc thuyền nhỏ. Đột nhiên ở giữa, một thân ảnh chặn đường đi của hắn lại, trong tay nắm lấy một cái màu đỏ máu trường đao. Theo một tiếng gầm này, một đám huyết đao phỉ, bao gồm chuẩn bê tị t, truy s các luyện thần võ giả huyết đao phỉ, tất cả đều trở về mà đến, đem hứa viêm vây quanh ở bên trong. Huyết đao phỉ thủ lĩnh hai mắt phát sáng, nhìn chầm chập động hải châu, cái này xem xét chính là bảo bối A. Tốc độ nhanh, còn có thể đằng không phi hành, nếu là thu hoạch được món bảo bối này, bọn họ huyết đao phỉ càng tới vô ảnh đi vô tung. Hứa viêm sững sờ, ăn xê cướp. Ngươi xác định là muốn đánh xê cướp. Hắn nhìn thoáng qua, vây quanh một đám huyết đao phỉ hỏi. Người thiếu niên, ta huyết đao phỉ từ trước đến nay nói nguyên tắc, lưu lại hải thú, lưu lại thuyền nhỏ, ngươi liền có thể đi, không thương tổn ngươi tính mệnh, nếu không, cái này trên biển xanh, lại sẽ nhiều một cổ tê khi tê thể huyết đao phỉ thủ lĩnh trầm giọng mở miệng nói hứa viên cười hải tặc cũng nói nguyên tắc hải linh nhi từng nói qua bích hải tồn tại một chút hải tặc bất quá gặp phải xác suất không cao phát sinh bị hải tặc xê cướp dê tiết sự tình một năm đều không có mấy vụ đương nhiên đối với hứa viên đến nói hải tặc tự nhiên là không cách nào y hát hiếp đến hắn hải linh nhi chỉ là giới thiệu bích hải lúc tiện thể giới thiệu một chút mà thôi không ngờ tới mới vừa vào bích hải không bao lâu vậy mà liền gặp phải hải tặc đánh xê cướp ta cũng là cái nói nguyên tắc người. Hứa phim nhìn hướng một đám huyết đao phỉ, lộ ra nụ cười, đem các ngươi túi đựng đồ giao ra, chỉ cần giao ra, có thể miễn xê hết, không phải vậy nghiền xương thành cho diệt hồn. Huyết đao phỉ đều sửng sốt, một mặt vẻ không thể tin được. Tiểu tử này có ý tứ gì? Ngược lại ăn xê trước bọn họ. Một cái người ăn xê cướp một đám người. Ai cho hắn lá gan? Tốt, 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 ta huyết đao cả đời này, đều chưa từng gặp qua ngươi như thế phách lối người, lẻ loi một mình, vậy mà ngược lại ăn xê cướp chúng ta một đám người. Đủ dũng khí, đủ cuồng vọng, mặc dù ta huyết đau rất thưởng thức ngươi dạng này người trẻ tuổi, nhưng... ba Hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên chỉ cảm thấy trên gương mặt chịu một bàn tay, cả người đều bay ngược ra ngoài, choáng đầu, mắt nổi đong đóm. Bớt nói nhảm, ăn xê cướp, giao ra túi đựng đồ. Hứa viêm cười lạnh một tiếng nói. Ừng ực. Một đám huyết đao phỉ sắc mặt hoảng sợ. Ngươi vừa rồi nhìn thấy hắn xuất thủ sao? không có a à, ta chỉ thấy lão đại bay ra ngoài ta cũng không có một đám huyết đao phỉ bí mật truyền âm một trái tim không ngừng chìm xuống dưới tiểu tử ta muốn ngươi xê hết huyết đao phỉ thủ lĩnh lung lay đầu nổi giận gầm lên một tiếng khí thế bộc phát huyết sắc đao mang nở rộ sát ý nghiêm nghị đồng loạt ra tay dê kiết hắn trong lòng của hắn mặc dù kinh hãi nhưng là không hề bối rối người đông thế mạnh thực lực đối phương tuy mạnh sao lại là bọn họ liên thủ địch phúc kết quả hắn vừa dứt lời trước mắt một đạo kiếm quan giáng lâm trong nháy mắt liền bị trảm diệt đang chuẩn bị xuất thủ còn lại huyết đao phỉ lập tức lạnh cả người lão đại trực tiếp liền bị một kiếm diệt sát cho dù đồng loạt ra tay cũng tất nhiên tử thương thảm trọng bọn họ là hải tặc không sai lại không phải kẻ liều mạng cho dù cuối cùng thắng đối phương người nào có thể bảo đảm trong chiến đấu n người c cái hết kia không phải chính mình huống hồ lão đại đều c hết rồi giờ phút này là rắn mất đầu đừng động thủ thiếu hiệp đừng động thủ chúng ta giao túi đựng đồ, giao túi đựng đồ. Một đám huyết đao phỉ mồ hôi lạnh chảy ròng. Vậy mới đúng mà, ta cũng không phải người hiếu sát, đều giao ra mua mệnh tiền đi. Hứa viêm nở nụ cười. Là, là. Một đám huyết đao phỉ, nhộn nhịp đem túi đựng đồ giao ra, một mặt vẻ nhức nhối. Thân là hải tặc, toàn bộ thân gia đều mang theo ở trên người, túi đựng đồ bên trong tất cả, đã là bọn họ toàn bộ tích lũy. Cái này một phát đi ra, lập tức liền biến thành một nghèo hai trắng. Hứa viêm vung tay lên, túi đựng đồ tất cả đều thu vào, ngón tay chỉ trong đó mấy cái huyết đao phỉ, nói, đem giấu đi túi đựng đồ giao ra, bằng không thì xê hết. Cái kia mấy tên huyết đao phỉ, một mặt khó coi chi sắc, lại chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra chính mình cái thứ hai túi đựng đồ. Tốt, đều có thể lăn. Hứa viên phất tay nói. Là, là. Một đám huyết đao phỉ điên cùng gật đầu, quay người liền chuẩn bị rời đi. Hứa viên vung tay lên, bị hắn khống chế lại hải thú, trực tiếp rơi vào trong biển, chuẩn bị tiếp tục để hải thú lôi kéo độn hải châu mà đi, linh tinh có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Cẩn thận huyết đao phỉ. Trên thuyền lớn một đạo nữ tử âm thanh truyền đến. xe Hết. Nguyên bản chuẩn bị thoát đi một đám huyết đao phỉ, phản phất nhìn thấy cơ hội, thừa dịp hắn buông lỏng một khắc này, đột nhiên nhất đao chém tới. Bọn họ sớm đã trong bóng tối ước định cẩn thận, đồng loạt ra tay, ánh đao màu đỏ ngòm chiếu rọi giữa không trung, cường đại công kích, mắt thấy liền muốn đem hứa viêm chìm ngập ở bên trong một đám huyết đao phỉ trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, từ trước đến nay chỉ có chính mình ăn xê cướp người, há có thể bị người ăn xê cướp. Trên thuyền cái kia tiểu nương môn, cũng dám lên tiếng cảnh báo, chờ dê tiếp tiểu tử này về sau, nhất định để cái kia tiểu nương môn biết huyết đao phỉ hung tàn. Vội vàng tự tìm xe đái xê, hết, cần gì chứ? Hứa viêm thở dài một tiếng, ngón giữa và ngón trỏ nâng lên về sau một chém, một đạo kiếm quan đột nhiên ở giữa hiện lên, ngang qua trời cao, trảm phá tất cả công kích. Đao mang tán loạn, kiếm quan thẳng chém mà đến, đột nhiên ở giữa, kiếm quan hóa thành hai mươi mấy đạo, một đạo kiếm quan đối ứng một tên huyết đao phỉ. Phốc. Tại từng người từng người huyết đao phỉ ánh mắt kinh hãi bên trong, kiếm quan chém xuống, hóa thành tro bụi tiêu tán. Trên thuyền lớn, một đám võ giả đều sợ ngây người. Nhất là vừa mới xuất thân cảnh báo nữ tử, nguyên bản vừa ra khỏi miệng về sau, nàng liền có chút hối hận, sợ rằng tiếp xuống, muốn bị huyết đao phỉ lăng nhục đến chết, nàng đều làm tốt từ rơi chuẩn bị. Kết quả, người kia chẳng những một người đánh xe cướp một đám người, càng là một kiếm trảm diệt huyết đao phỉ phải biết những này huyết đao phỉ đều là luyện thần đỉnh phong thực lực a à. vẫy tay một cái đạo phỉ diệt hết đây là cường đại cỡ nào thực lực phóng nhãn bích hải có thế có thực lực này người cũng sẽ không quá nhiều a à. nữ tử đột nhiên nghĩ đến một cái người cái kia trong truyền thuyết tồn tại kiếm đạo của hắn được vinh dự truyền kỳ được vinh dự đương thời đệ nhất hứa viêm vẫy tay một cái chém dê kiết huyết đao phỉ về sau liền phối hợp chuẩn bị để hải thú tiếp tục lao vùng vụt lôi kéo độn hải châu tiến về vân thiên hải vực huyết đao phỉ thực lực dĩ nhiên không yếu nhưng luyện thần đỉnh phong võ giả sớm đã không vào hứa viêm mắt vẫy tay một cái liền có thể diệt sát cho dù là ngưng luyện thiên địa linh cơ võ giả hứa viêm cũng không để vào mắt có khả năng cùng hắn giao thủ chỉ có như thiên vũ điện trưởng đao trưởng lão dạng này võ giả chân chính có thể làm cho hắn tận hứng xuất thủ một trận chiến chỉ có tân mộng nhu dạng này thực lực võ giả hắn cách thần nguyên cảnh viên mãn đã không xa thực lực sớm đã không phải mới vào thần nguyên cảnh lúc có thể so sánh cần câu rung lên đang muốn điều động hải thú kéo thuyền rời đi đột nhiên một đạo nữ tử âm thanh truyền đến ân nhân dừng bước hứa viên quay đầu nhìn lại vừa rồi chính là nữ tử này cảnh báo có việc nữ tử dung nhan tuyệt lệ dáng người ngạo nhân có một cổ quyến rũ thái độ luyện thần thiên nhân sơ kỳ thực lực nữ tử thần sắc có chút kích động không ngờ tới trong truyền thuyết kiếm đạo người thứ nhất vậy mà như thế tuổi trẻ tuấn lãng nhìn đến nàng đều phương tâm rung động. Ân nhân, có thể là kiếm vương. Nữ tử kích động hỏi. Chương 338, Bích Hải kiếm vương, vẫn là thiên kiêu. Kiếm vương. Hứa viêm ngơ ngác một chút, lắc đầu nói, ta không phải kiếm vương, ta là kiếm thần. Kiếm vương chi danh, chỗ nào xứng với chính mình. Nữ tử. Nàng có chút mộng, làm sao toát ra cái kiếm thần đến đâu. Ân nhân, ngươi không phải kiếm vương sao? Phóng nhãn Bích Hải, chỉ có kiếm vương, mới có như vậy kiếm đạo nữ tử có chút khó có thể tin nói hứa viên nghe xong lập tức đến hứng thú bích hải có một cái kiếm vương bích hải có kiếm vương hắn ở nơi nào thực lực làm sao chính mình danh xưng kiếm thần bích hải có cái kiếm vương ngược lại là muốn gặp một lần kiếm đạo của hắn đến tục cùng làm sao bất quá nghĩ đến nói chung cùng thiên vũ điện kiếm đạo không kém bao nhiêu đâu nữ tử vững tin người này cũng không phải là trong truyền thuyết kiếm vương trong lòng càng là cờ hờ kiếp sợ bích hải khi nào lại ra một vị cường đại như thế kiếm đạo võ giả kiếm vương tại vân thiên thành hắn một người một kiếm bại tận bích hải kiếm đạo võ giả quét ngang vân thiên thành kiếm đạo toàn bộ bích hải kiếm đạo võ giả đều tinh phục đều xưng kiếm vương kiếm mới thật sự là kiếm đạo nghe đồn kiếm vương là một cái rất ngạo người mặc dù ngoài miệng nói ta chi kiếm đạo bất quá mới nhập môn không lâu bất quá khó khăn lắm vào kiếm đạo chi môn chưa từng lĩnh ngộ kiếm đạo chân lý nhưng toàn bộ vân thiên thành kiếm đạo võ giả trong mắt hắn đều bị coi là phế vật. Hứa viêm càng nghe càng cảm thấy cái này hành sự tác phong có chút quen thuộc. Nhịn không được hỏi, trong miệng ngươi kiếm vương, tên gọi là gì? Nữ tử có chút lúng túng nói, ta chỉ biết là kiếm vương, nhưng là không biết kiếm vương tên là cái gì. Đúng lúc này, nguyên bản trốn chạy luyện thần võ giả bên trong, có một người bởi vì thực lực tương đối mạnh, bị huyết đao phỉ trọng điểm vây dê biết, không có ngay lập tức thoát đi. Mãi đến hứa viêm xuất thủ, diệt sát một đám huyết đao phỉ về sau, hắn mới thở dài một hơi giờ phút này, đi tới, mở miệng nói, kiếm vương tên là tạ thiên hoành. Hứa viêm bừng tỉnh, khó trách tác phong làm việc như vậy quen thuộc đâu, nguyên lai like là tạ thiên hoành. Không nghĩ tới A, à, tạ thiên hoành đều lăn lộn đến kiếm vương tên. Hứa viêm trong lòng cảm thán, như thế nói đến, tạ thiên hoành tiến vào nội vực mấy năm này, thực lực tất nhiên tăng lên cấp tốc, sợ rằng đã bước vào trí cường giả liệt kê. Có thế từng nghe nói tạ lăng phong. Hứa viêm mở miệng hỏi. Tạ thiên hoành đều xông ra kiếm vương tên, tạ lăng phong thiên phú cũng cực mạnh, kiếm đạo không thể so với tạ thiên hoành yếu, hẳn là cũng có thể xông ra một chút vi danh mới là. Có thể là kiếm vương chi tử. Tên kia võ giả trầm ngâm hỏi. Hứa viêm gật đầu. Kiếm vương chi tử, từng là vân thiên thành thiên kiêu, thay vào đó nhiều năm không có chút nào tiến thêm, ngược lại bị đã từng bại tướng dưới tay vượt qua, thiên kiêu chi danh đã long đong, hôm nay đã sớm yên lặng. Tên kia võ giả thổn thức cảm thán một tiếng. Thiên kiêu vẫn lạc A, à, kiếm vương chi tử, đã bị trào phúng là phế vật. Hứa viêm liếu lưỡi, tạ lăng phong lẫn vào thảm như vậy nghĩ đến cũng là tạ lăng phong thiên phú không kém sợ rằng đã sớm đem thần ý cảnh tu luyện tới viên mãn lấy hắn thiên phú lấy thần ý cảnh viên mãn chiến luyện thần sơ kỳ không thành vấn đề nhưng một mực không cách nào đột phá mà đã từng bại tướng dưới tay nhưng là không ngừng đột phá luyện thần hậu kỳ luyện thần đỉnh phong tạ lăng phong tự nhiên là không phải là đối thủ khó trách yên lặng chỉ là không ngờ tới lại bị cười nhạo là phế vật tạ huynh đợi thêm chút thời gian a ta tới tìm ngươi, nhất định có thể lại lần nữa cuộc khởi, trấn áp ngươi đã từng bại tướng dưới tay. Hứa viêm thì thầm trong lòng. Tạ gia phụ tử hai người, tại Vân Thiên Bích Hải Thành, hiển nhiên là phát sinh một chút sự tình, mà không phải là điều thấp làm việc, mới có cái này nổi danh. Hứa viêm lại hỏi thăm một chút liên quan tới tạ thiên hoành hai phụ tử thông tin. Tên kia võ giả biết rõ cũng không nhiều, chỉ biết là mấy năm trước, tạ thiên hoành lần thứ nhất dương danh, là khiêu chiến một tên luyện thần thiên nhân sơ kỳ võ giả lúc ấy tạ thiên hoành đúng là đại thiên nhân cảnh giới. Tất cả mọi người cho rằng, hắn thua không nghi ngờ lúc. Kết quả, tạ thiên hoành cuộc khởi mạnh mẽ, triển lộ ra phi phàm kiếm đạo, vượt biên đánh bại đối thủ, bắt đầu từ đó dương danh. Nghe đồn kiếm vương thê tử bối cảnh bất phàm, nếu không lấy kiếm vương lúc trước cùng vọng, sớm đã bị vây đánh đê đánh xê hết. Tên kia thổn thức cảm thán nói. Hứa viêm gật đầu, tạ thiên hoành thê tử là linh vực người, không ngờ tới có như thế không tầm thường bối cảnh, nhưng là không biết, Tạ thiên hoành một cái nội vực võ giả, là thế nào cưới được linh vực mà đến nữ tử? Lại hỏi một chút tạ lăng phong sự tình, tên kia võ giả biết không nhiều, gặp hỏi không ra đến cái gì, hứa viêm liền cáo từ rời đi. Hải thú lôi kéo động hải châu, tại trên bích hải bay đi. Kiếm thần Chẳng lẽ, lại muốn xem đến kiếm đạo tranh phong sao? Tên kia võ giả kích động không thôi, như vậy thịnh sự, không thể bỏ qua A. À. Nếu là kiếm vương nghe, có người cũng dám tự xưng kiếm thần, sợ rằng sẽ tức điên A. À. Vân Thiên Bích Hải Thành, Bích Hải siêu nhiên linh tông, thống ngự toàn bộ Bích Hải, liền Bích Hải bá chủ Hải linh tộc, cũng phải nghe khiến tại phủ thành chủ. Phó gia chính là Vân Thiên Thành thành chủ gia tộc, đến thế hệ này thành chủ Phó Thiên Hải, thực lực càng là vô cùng cường đại, nghe đồn đã vượt qua phía trước mấy vị thành chủ thực lực. Là hoàn toàn xứng đáng Bích Hải đệ nhất cường giả. Vân Thiên Thành tuy là phủ thành chủ thống ngự, nhưng cũng tồn tại rất nhiều thế lực, mà Hải linh tộc tại trong phủ thành chủ, cũng là đảm nhiệm chức vị quan trọng, địa vị hiển hách siêu nhiên vẫn luôn có nghe đồn, từ xưa đến nay, Vân Thiên Thành cùng Hải Linh tộc có khế ước, cộng đồng thống ngữ Bích Hải, mà Hải Linh tộc tại một số thời điểm cần phục tùng Vân Thiên Thành mệnh lệnh. Khế ước nội dung cụ thể cùng điều khoản, chỉ có Vân Thiên Thành chân chính cao tầng cùng Hải Linh tộc cao tầng mới hiểu. Vân Thiên Thành mấy thế lực lớn bên trong, Vạn Tinh Võ Đạo Viện là một cái trong số đó, từ khi thua chạy 18 châu, tại Vân Thiên Thành đặt chân, sáng lập Võ Đạo Học Viện đến nay, nuôi dưỡng không ít nổi danh võ giả. Mà Vạn Tinh Võ Viện viện trưởng nghe đồn cùng phó thành chủ giao tình thâm hậu, cho nên vạn tinh võ đạo viện cũng bị coi là có phủ thành chủ làm chỗ dựa. Cho đến ngày nay, vạn tinh võ đạo viện tại Vân Thiên Thành, thậm chí toàn bộ bích hải lực ảnh hưởng đã rất lớn. Võ đạo viện học sinh, có đến từ bích hải bốn phương thiên kiêu, cũng có một chút Vân Thiên Thành thế gia chi tử, nhất là sa súc thế gia tử đệ. Trong học viện cũng có hải linh tộc học sinh, hải linh tộc càng ngày càng thích, đem nhà mình hậu bối, đưa đến võ viện học tập tu luyện. Mấy năm trước, Vân Thiên Thành phát sinh một việc đại chu thanh vương phủ thế tử bị đưa vào vạn tinh võ đạo học viện học tập tu luyện là thứ nhất thứ hai là phó thiên hải cái này thành chủ đột nhiên nhiều một cái nữ tế cùng ngoại tôn càng kỳ quái hơn chính là nghe đồn con rể hắn đến từ nội vực cái này vân thiên thành phó gia ngọc lệnh mà đến toàn bộ vân thiên thành các đại thế lực đều trợn tròn mắt mà một mực hâm mộ thành chủ thiên kim những người kia cả người đều choáng váng chính mình vậy mà không bằng nội vực chi địa người trong lòng mình nữ thần vậy mà ủy thân nội vực người còn tại nội vực sinh một cái nhi tử. Việc này tại Vân Thiên thành thế lực lớn ở giữa truyền ra, không ít người cũng không khỏi nhớ tới lúc trước phát sinh một việc. Thành chủ Thiên Kim từng tiến về 18 châu, nghe nói là vì một gia phong lưu tử phong lưu sự tình truyền đến Bích Hải, thành chủ Thiên Kim cảm thấy một thiên lưu quá cạn bã, chuẩn bị đi đem hắn cho răng rắc rơi. Truy sát một gia phong lưu tử, theo tin đồn đuổi tới nội vực, qua rất nhiều năm mới trở lại Vân Thiên thành. Đến mức răng rắc một thiên lưu sự tình, liền rốt cuộc không có nghe đồn mà một gia phong lưu tử, tự hồ cũng đã biến mất, Vân Thiên Thành bên trong một lần nghe đồn, một gia cái kia phong lưu tử, chỉ sợ là bị thành chủ thiên kim dê kiết. Kết quả, đi một chuyến nội vực, vậy mà sinh một cái nhi tử. Hâm mộ người như bị sét đánh, đều muốn nhìn một chút, nội vực tên kia, đến tột cùng có gì xuất chúng chỗ, vậy mà đã động thành chủ thiên kim phương tâm. Có nghe đồn, Phó Thiên Hải thành chủ khi biết chính mình đột nhiên có một cái nữ tế cùng ngoại tôn về sau, hơi kém tức xê hết, nhưng ván đã đóng thuyền, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhịn, cũng không thể đem người dê giết a. À. Mà còn nữ tế tự hồ thiên phú tạm được, đi tới linh vực không bao lâu liền đột phá tiểu thiên nhân cảnh. Vừa mới bắt đầu vì để tránh cho phiền phức, thành chủ nữ tế đều là thâm cư phủ thành chủ, chưa từng ra ngoài, tùy ý tin đồng lưu truyền, biểu hiện rất điệu thấp, rất nghe theo thành chủ phân phó bộ dáng. Mãi đến, phủ thành chủ nữ tế đột phá đại thiên nhân cảnh về sau, bắt đầu lớn lối. Làm chuyện làm thứ nhất, chính là đem hâm mộ thê tử của mình, cái nào đó con em thế gia đánh tơi bời một trận. Đóng lấy, lại khiêu chiến một tên khác thế gia luyện thần sơ kỳ võ giả, mở miệng một tiếng phế vật, cực điểm khinh thường cùng cuồng vọng, đem nhân khí đến gần c hết. Kết quả, thành chủ nữ tế lấy đại thiên nhân cảnh giới, đánh bại luyện thần sơ kỳ võ giả. Cái này, các đại thế lực cũng không khỏi vài phần kính trọng. Đợi đến thành chủ nữ tế đột phá luyện thần thiên nhân cảnh, càng khoa trương, xem ai đều là phế vật bộ dạng, từng cái đem đã từng hâm mộ thê tử của mình người, tất cả đều đánh một lần. Mà thành chủ cái kia ngoại tôn, cũng dần dần hiện ra phong mang đánh bại cái này đến cái khác thế gia thiên kiêu. Chỉ là, hiện tại thành chủ ngoại tôn đã thuộc về vẫn lạc thiên kiêu, lúc trước có nhiều phong quan, hiện tại liền có nhiều nghèo túng, bị đã từng bại tướng dưới tay vượt qua, bị bại tướng dưới tay trào phúng. Thực lực không tiến thêm tất nào nữa, đã biến thành phế vật đại biểu. Vân Thiên Thành bên trong tại người hữu tâm đẩy mạnh phía dưới, thậm chí lưu truyền một câu nói như vậy, nhất thời thiên kiêu không phải thiên kiêu, cũng có thể là phế vật, tựa như kiếm vương chi tử. Kiếm vương chi tử thiên kiêu yên lặng, thế nhưng kiếm vương bản nhân, nhưng là càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng ngang, chính như tên của hắn đồng dạng. Thậm chí, còn từng xem thường nhạc phụ, kết quả bê kỵ đê ánh tơi bời một trận. Phủ thành chủ, một tòa đình viện nhỏ bên trong. Một tên thanh niên nam tử, khoanh chân ngồi tại đình viện ao nước bên trên, một thanh kiếm nằm ngang ở trên gối, kiếm ý vần quanh quanh thân, như thương lãng mãnh liệt, dòng nước lao nhanh thanh âm, từ trong kiếm ý truyền vang mà ra. Ngươi để phong nhi tu luyện cái gì võ đạo, hiện tại tốt, dừng bước không tiến thêm. Cửa đình viện, một cô gái xinh đẹp, một cái tay bóp ở bên hông tạ thiên hoành, một mặt bất mãn nói. Nàng, chính là phó thiên hải hòn ngọc quý trên tay phó vân. Tạ thiên hoành nhếch nhếch miệng, nói, là chính hắn lựa chọn, lại nói, dừng bước không tiến, chỉ là không có đến tiếp sau công pháp mà thôi, đây là việc nhỏ, đợi ta dành thời gian đi một chuyến 18 châu, đem công pháp mang về chính là. Ngươi nói cái gì đại hoang võ đạo, quả thật cường đại như thế. Đã như vậy, lúc trước vì sao không ghi lại càng nhiều công pháp. Phó vân vẫn như cũ bất mãn. Nhớ tới quá nhiều, không tốt cảm ngộ a. À. Tạ Thiên Hoành bất đắc dĩ nói. Yên tâm đi, qua vài ngày ta liền đi 18 châu, phong nhi mặc dù chưa từng đột phá, nhưng kiếm ý càng mượt mà, kiếm đạo cảm ngộ sâu hơn, một khi đột phá, thực lực tất nhiên càng mạnh. Phó Vân thở dài một tiếng, nói, ta đột nhiên phát hiện, lúc trước đi nội vực tại sao lại bị ngươi lừa đâu, đều tại ta quá trẻ tuổi. Tạ Thiên Hoành khóe miệng co quắp co lại, nói, phu nhân, ta cũng không có lừa ngươi, đáp ứng ngươi sự tình, ta đều là làm đến phóng nhãn bích hải kiếm đạo ta là tôn ngươi cũng liền tại bích hải khoe oai ta có thể là nghe nói 18 châu ra một cái kiếm thần bất quá hơn 20 niên kỷ đã trấn áp linh vực thiên kiêu càng là trắng thiên vũ điện cửa lớn kiêu chiến chém dê giết thiên vũ điện thiên kiêu đang tại một đám thiên vũ điện cường giả mặt xê cướp đi thần khí mà thiên vũ điện còn không làm gì được hắn phó vân lường hắn một cái nói tại thiên hoành kinh hải hỏi 18 châu ra như vậy thiên kiêu hắn tên gọi là gì thì thầm trong lòng sẽ không phải là Hứa Viêm a. À. Trực tiếp chắn siêu nhiên linh tông sơn môn khiêu chiến, như vậy điên cuồng tác phong, mà còn lại là danh xưng kiếm thần, hắn ngay lập tức liền nghĩ đến Hứa Viêm. Hứa Viêm, kiếm thần Hứa Viêm, tại 18 châu đại danh đỉnh đỉnh đây. Phó Vân mở miệng nói ra. Quả nhiên, Tạ Thiên Hoành trong lòng cảm thán, Hứa Viêm hoàn toàn như trước đây a, à, không hổ là tiền bối đồ đệ, ta còn kém xa lắm. Định cái mục tiêu nhỏ, lúc nào có đủ trấn áp nhạc phụ thực lực, ta liền có thể cùng hơn tạ thiên hoành thì thầm trong lòng. 18 châu, còn có cái gì nghe đồn? Ví dụ như dùng đao rất lợi hại, ví dụ như đang dược gì đó. Tạ thiên hoành hỏi. Phó vân nghi hoặc nhìn hắn một cái, nói, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Không biết, ta đều bận rộn tìm những cái kia xẹp tôn tử tính sổ sách đâu, nào có rảnh hỏi thăm những chuyện này. Tạ thiên hoành lắc đầu nói. Có một cái gọi là đao tôn mạnh sung, cũng là cường đại, gần với hứa viêm, còn có trường thanh cát, nghe đồn đang y tiên tử diệu thủ hồi xuân, có thể khởi tử hồi sinh, đang dược thần hiệu, càng là bất khả tư nghị. Nghe nói, căn cơ tổn hại, linh thể sụp đổ, lâu năm vết gây hương cũ, đều có thể nhẹ nhõm chữa trị khôi phục. Chuyện vô cùng kỳ diệu, cũng không biết thật giả, ta đều muốn đi 18 châu nhìn một chút. Phó Vân nói lên 18 châu tin tức truyền đến, một mặt vẻ khó tin. Tạ Thiên Hoành gật đầu, cái này đều tại dự đoán bên trong, chính mình tại Vân Thiên Bích Hải thành, đều xông ra như vậy uy danh, hứa viêm cùng mạnh xung sao lại yếu. Sẽ chỉ càng mạnh nhìn thoáng qua, tiếp tục mài vũ kiếm ý tại Lăng Phong, không nhịn được bất đắc dĩ, nhi tử mình ngược lại là ngừng lại đột nhiên tăng mạnh tình thế. Qua vài ngày, ta mang Phong Nhi đi 18 châu một chuyến đi. Tạ Thiên Hoành lo nghĩ nói. Là vì Phong Nhi công pháp sao? Phó Vân hỏi. Tạ Thiên Hoành nhẹ gật đầu, nói, Thiên Kiêu tranh Phong không phải bắt đầu sao, Phong Nhi đi 18 châu, mới có cơ hội tham dự, nếu không lấy thực lực của hắn bây giờ, không cách nào tham dự Thiên Kiêu chi chiến. Phó Vân thở dài nói, muốn tham dự thiên kiêu chi chiến, sợ rằng không còn kịp rồi, ngươi cũng biết, có khả năng tham dự thiên kiêu chi chiến quyết chiến thiên kiêu, thực lực ít nhất đều là ngưng luyện một sợi thiên địa linh cơ cường giả. Vậy nhưng chưa hẳn. Tạ Thiên Hoành cười nhẹ một tiếng nói. Ngươi ở đâu ra tự tin? Ngươi cũng bất quá mới có thể so với ngưng luyện một sợi thiên địa linh cơ võ giả, Phong Nhi kém đến càng xa hơn, khoảng cách thiên kiêu quyết chiến, không đến thời gian 3 năm, cho dù Phong Nhi thu hoạch được đến tiếp sau công pháp, chẳng lẽ còn có thế tại trong vòng 2 năm, tu luyện tới có thể so với chí cường giả. Phó Vân nhíu lại đôi mi thanh tú nói. Cho nên, muốn đi 18 vừa mới có cơ hội a. À. Tạ Thiên Hoành In vừa cười vừa nói. Đi 18 châu, có đang dược phụ trợ tu luyện, lại có thể được đến chỉ điểm, thời gian 2 năm đầy đủ. Đúng lúc này, một tên quản sự vội vàng mà đến. Chuyện gì? Là ai muốn tới kêu chiến phong nhi? Không thấy. Phó Vân gặp một lần quản sự, liền sầm mặt lại nói. Tiểu thư, phủ thành chủ bên ngoài có một cái gọi là hứa viêm, tự xưng là tiểu thiếu gia bạn cũ. Quản sự mở miệng nói ra. Chương 339, chưa từng tuân thủ quy của hứa viêm. Ha ha, ta tại Lăng Phong, cuộc khởi thời điểm đến. Ngay tại tôi luyện kiếm ý tại Lăng Phong, nghe đến quản sự lời nói, lúc này phá lên cười. Hứa huynh vậy mà tới tìm ta. Thân hình hắn đằng không mà lên, chạy thẳng tới phủ thành chủ bên ngoài đi. Tạ thiên hoành khẽ giật mình, hứa viêm tới. Như thế nói đến, không cần đi 18 châu hứa viêm. Chẳng lẽ là 18 châu hứa viêm? Phó Vân một mặt vẻ không thể tin được, chợt trừng tạ thiên hoành nói, phụ tử các ngươi có biết hay không hứa viêm? Tạ thiên hoành gật đầu nói, phong nhi kiếm đạo, chính là hứa viêm truyền, ta tu luyện kiếm đạo, cũng là đồng xuất nhất mạch, phong nhi tu luyện chính là hứa viêm võ đạo. Hứa viêm đứng tại vân thiên thành chủ phủ bên ngoài, không nhịn được cảm thán, cái này tạ thiên hoành thật có chút bản lĩnh, vậy mà là cái ăn cơm chùa, cũng không biết hắn đến tột cùng là thế nào cưới được tạ lăng phong mẫu thân linh vực siêu nhiên linh tông vân thiên bích hải thành thành chủ thiên kim vậy mà gả cho hắn cái này nội vực võ giả thật là bất khả tư nghị chớ nói phó vân năm đó người theo đuổi hứa viêm đi tới vân thiên thành sau khi nghe ngóng bích hải kiếm vương ngụ tại phòng nào liền bị báo cho tại phủ thành chủ người kia ngữ khí tràn đầy khinh thường mặc dù kiếm vương là bích hải đệ nhất kiếm đạo võ giả nhưng là người ăn bám đại trưởng phu xem thường hứa viêm nhưng là nhìn ra được đối phương trong ánh mắt tràn đầy ghen tị một đường đi tới vân thiên thành chủ phủ Hứa Viêm nhìn xem hùng vĩ như một tòa thành lớn phủ thành chủ, không nhịn được cảm thán, không hổ là thống ngự Bích Hải siêu nhiên linh tông. Nói thẳng sáng ý đồ đến, Hứa Viêm liền chờ ở. Không bao lâu, một thân ảnh bay vê rút mà đến, chính là lâu ngày không gặp Tạ Lăng Phong. Hứa huynh. Tạ Lăng Phong lệ nóng danh trồng, chính mình cuối cùng có thể tiếp tục tu luyện đi xuống, cuối cùng có thể lại lần nữa hãnh diện, đem đã từng bại tướng dưới tay, lại lần nữa trấn áp xuống dưới. Tạ huynh, đã lâu không gặp. Hứa Viêm nở nụ cười từ biệt vài năm, thật là hoài niệm a." À. Tạ Lăng Phong thổn thức cảm thán. "Hứa huynh, nơi này không phải ôn chuyện địa phương, chúng ta đi vào lại ôn chuyện." "Tốt." Hứa Viêm gật đầu. Đang muốn cất bước theo Tạ Lăng Phong tiến vào phủ thành chủ, đột nhiên ở giữa, một đạo lạnh lùng chế dẻo âm thanh truyền đến, "Nha, đây không phải là kiếm vương chi tử, đã từng kiếm đạo thiên kiêu Tạ Lăng Phong nha, hôm nay cũng dám ra cửa." Đối phương đem đã từng hai chữ nhấn mạnh. Tạ Lăng Phong sắc mặt lập tức khó coi mà hứa viêm liền đầu đều chẳng muốn về, tiện tay một bàn tay liền hướng phía sau đánh ra. Kết nhất con rùi ở bên tai kêu. Ba. Lạnh lùng chế giễu người, lập tức bay ngược ra ngoài, hung hăng nện xuống đất, nửa bên mặt đều sưng phồng lên. Tạ huynh, đi thôi. Hứa viêm mở miệng cười nói, quả thật như đập một con rùi giống như. Tạ lăng phong ngơ ngác một chút, chật lộ ra nụ cười, đây mới là hứa viêm tác phong. Mời. Mang theo hứa viêm bước vào phủ thành chủ, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ mà nói, để hứa huynh chê cười người kia tại vân thiên thành bối cảnh không tầm thường đã từng thua ở ta thực lực bây giờ mạnh hơn ta liền lớn lối không sao tạ huynh rất nhanh liền có thế nghiện ép trở về hứa viêm cười nhẹ một tiếng tạ lăng phong thân là thành chủ ngoại tôn vậy mà còn có người dám châm chọc khiêu khích có thể thấy được tạ lăng phong cái này yên lặng thiên kiêu là có nhiều nghèo túng vân thiên thành bên trong quy củ tiểu bối sự tình bình thường trưởng bối không ra mặt phủ thành chủ cũng là như thế nhất là vân thiên thành mấy thế lực lớn ở giữa chỉ cần không nháo ra sinh tử sự tình, trưởng bối đều không ra mặt. Tạ Lăng Phong cười khổ một tiếng giải thích nói, vì không bị đã từng bại tướng dưới tay đánh, hắn đã thật lâu không có đi ra khỏi phủ thành chủ. Thân là kiếm vương chi tử, thành chủ ngoại tôn, đã là bối cảnh không tầm thường, cũng gánh chịu một chút áp lực, bị người đánh bại, sẽ chỉ ném phủ thành chủ mặt, mà sẽ không có phủ thành chủ cường giả đi ra lấy lại công đạo. Tạ Lăng Phong, ngươi thân là thành chủ ngoại tôn, vậy mà dung túng người công nhiên tập kích ta, ngươi quá cuồng vọng, ta muốn hướng ngươi khiêu chiến có gan liền đi ra đánh một trận. Đem người giao ra, phủ thành chủ phía trước, công nhiên tập sát thiên kiêu, phải bị tội gì? Khẩn cầu phủ thành chủ, bắt xuất thủ hôn nhân. Phủ thành chủ bên ngoài, gầm thét thanh âm truyền đến. Động tĩnh huyên náo cực lớn. Hứa viêm dừng bước. Hứa huynh, không cần phải để ý đến hắn, việc này ta mẫu thân sẽ xử lý. Tạ Lăng Phong có chút bất đắc dĩ nói. Việc rất nhỏ chính ta sẽ xử lý tốt, không cần làm phiền người. Hứa viêm nói xong, quay người đi trở về. Tạ Lăng Phong khóe miệng co quắp co lại, cũng quyết đuổi theo, hắn một mặt đau đầu chi sắc, nhìn bốn phía cha nương mình, làm sao không đến giải vây rồi. Lấy hứa viêm tính nết, tự nhiên sẽ càng ồn ào càng lớn. Đại thống lĩnh, có người tại phủ thành chủ trước cửa hát thành hát ung, công nhiên khiêu khích vân thiên bích hải thành, còn mời đại thống lĩnh chủ trì công đạo. Đúng, còn mời đại thống lĩnh chủ trì công đạo. Phủ thành chủ bên ngoài, tập hợp không ít người. Đều là lúc trước bại tướng dưới tay tạ lăng phong, cùng với cùng tạ thiên hoành có oán thế gia người, chính hưng phấn nắm lấy cơ hội tạo áp lực một phen. Các ngươi muốn tìm ta. Hứa viêm từ phủ thành chủ đi ra. Phủ thành chủ bên ngoài, đám người tập hợp, rộn rộn ràng ràng, đại bộ phận là đến xem náo nhiệt. Bị đánh tên kia thiên kiêu, giờ phút này chính một cái tay che lấy mặt sưng gò má, chỉ vào hứa viêm nghiêm nghị nói ra, chính là hắn, công nhiên tại phủ thành chủ trước cửa hát cành hát vung, còn mời đại thống lĩnh chủ trì công đạo. ba Vừa dứt lời, hắn bên kia gò má hung hăng chịu một bàn tay, đầu đều hơi kém đánh sai lệch, cả người đều mộng ngay tại chỗ. Những người còn lại cũng đều mộng. Đây là nơi nào đến hung nhân, vậy mà đang tại đại thống lĩnh mặt xuất thủ đánh người. Ngươi, ngươi làm càng. Tên kia thiên kêu hai tay bụng mặt, hắn cảm giác đầu của mình tự hồ cũng sưng tấy một vòng. Còn có ai không phục? Đứng ra. Hứa viêm lãnh đạm nhìn chăm chú lên kêu gào đám người nói. Phủ thành chủ bên ngoài vì đó yên tĩnh. Quá phách lối. Vân thiên thành chưa từng có qua lớn lối như thế người, vậy mà tại phủ thành chủ trước cửa cùng ngôn đại thống lĩnh, ngươi thân là phủ thành chủ giữ gìn trật tự thống lĩnh, người này như vậy cùng vọng, ngươi còn không đem hắn cầm xuống. Ta vân thiên thành uy nghiêm ở đâu? Tên kia bê vị đê tánh thiên kiêu trưởng bối, giờ phút này tức giận không thôi mở miệng nói. Phủ thành chủ đại thống lĩnh cũng là một mặt vẻ bất đắc dĩ, người trẻ tuổi này vì sao lớn lối như thế đâu, công nhiên đánh người thì cũng thôi đi, vậy mà còn như vậy khẩu xuất cùng ngôn. Nếu không phải gặp hắn cùng tạ lăng phong tiểu tử này cùng một chỗ, đã sớm xuất thủ đem tại chỗ dê tiết xê hết chỉ là chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể ra mặt đến mức làm sao trừng phạt giao cho thành chủ định đoạt đi dù sao cái này cùng hắn ngoại tôn có chút quan hệ ở bên trong vân thiên thành quy củ phủ thành chủ phía trước bất luận kẻ nào không được ở ngu đê cả không được động võ không được đã thương người người vi phạm vân thiên thành quy củ theo ta chạy một chuyến đi đại thống lĩnh đứng dậy một mặt nghĩa chính ngôn từ nói hứa viêm liếc đối phương một cái khinh thường nói quy củ đều là trói buộc kẻ yếu đối cường giả không có hiệu quả, cái này cái gì phá quy củ, không quản được trên đầu ta. Hiện trường lại là vì đó yên tĩnh. Người vây xem đều mộng bức, đại thống lĩnh ra mặt, đối phương vậy mà y nguyên như vậy cùng vọng. Chẳng lẽ liền ý vào cùng tạ lăng phong quan hệ? Đây chính là phủ thành chủ đại thống lĩnh A, trên mặt nổi giữ gìn vân thiên thành trật tự cường giả, vậy mà cũng dám như vậy khiêu khích. Tạ lăng phong cũng có chút cảm giác da đầu tê dại, hắn không nhịn được truyền âm hỏi, hứa huynh, thấu cái ngọn nguồn A, thực lực của ngươi làm sao, Khiên nổi hay không a. À. Mặc dù biết Hứa Viêm có lực lượng mới sẽ làm như thế, nhưng trong lòng ít nhiều có chút yếu ớt. Việc nhỏ mà thôi, ta thực lực tạm được, ấn ngoại công ngư tại trên mặt đất đánh tơi bời không có vấn đề. Hứa Viêm truyền âm trả lời. Vậy liền tốt, vậy liền tốt. Tạ Lăng Phong trong lòng thở dài một hơi. Đại thống lĩnh tức giận cười, người trẻ tuổi, quy củ chính là quy củ, há lại bởi vì thực lực mạnh liền có thể không tuân thủ. Quy củ là cường giả chế định để duy trì trật tự, có hay không tuân thủ? Nhìn cường giả tâm tình, chẳng lẽ các ngươi thành chủ cũng sẽ tuân thủ cái này quy củ? Hứa Viêm bình tĩnh nói. "Tự nhiên, chúng ta thành chủ vẫn luôn là dẫn đầu tuân thủ quy củ." Đại thống lĩnh trịnh trọng nói. Cho dù thành chủ có thể không tuân thủ quy củ, nhưng cũng không thể công nhiên nói ra. Hứa Viêm khinh thường nói, "Đó là các ngươi thành chủ, không có gặp phải khiêu khích, nếu là gặp, cũng có thể tuân thủ cái này cái gì quy củ, vậy cũng chỉ có một nguyên nhân." "A, à, nguyên nhân gì?" Đại thống lĩnh lông mày nhíu lại, tò mò hỏi. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là các ngươi thành chủ quá yếu, chỉ có thể hèn yếu trong coi quy củ. Hứa viêm lạnh nhạt nói. Đại thống lĩnh gia đầu có chút tê dại, tiểu tử này điên cuồng có chút không biên giới, ngay cả thành chủ đều không coi vào đâu, chẳng lẽ không biết thế hệ này thành chủ, là gần mấy đời thành chủ bên trong, thực lực tối cường một cái sao? Người vây xem trợn mắt há hốc mồm, người trẻ tuổi này từ đâu tới? Tại phủ thành chủ phía trước, như vậy cùng vọng, ngay cả thành chủ đều không để vào mắt. Ngươi làm càng thành chủ chi uy há lại ngươi có thế mạo phạm đại thống lĩnh gầm thét một tiếng khí thế bộc phát ngưng luyện thiên địa pháp tắc khí tức cường giả chi uy giờ khắc này lộ rõ không thể nghi ngờ hắn vốn định kéo dài một chút thời gian chờ tại lăng phong mẫu thân thành chủ hòn ngọc quý trên tay phó vân tới giải vây kết quả bóng người đều không thấy ngược lại người trẻ tuổi này ngay cả thành chủ đều mạo phạm cái này hắn không xuất thủ không được ngươi quá yếu ta khuyên ngươi vẫn là không nên động thủ tốt hứa viêm lắc đầu nói bản thống lĩnh yếu đại thống lĩnh tức giận đến đỏ mặt, đưa tay một trảo, một sợi thiên địa pháp tắt lực lượng, bị hắn ngưng tụ đến, hóa thành một cái cự thủ, chụp tới hứa viêm. Người trẻ tuổi, xưng tên ra, lại nhìn ngươi. Đại thống lĩnh lời còn chưa dứt, hứa viêm đưa tay một điểm, một đạo kiếm quang đột nhiên mà ra, một kiếm phía dưới, liền đem hắn cự thủ trảm diệt. Ngay sau đó, hứa viêm bước ra một bước, thân hình trong một chớp mắt, đã đến đại thống lĩnh trước mặt. Không tốt. Đại thống lĩnh thần sắc đại biến, người này thực lực vì sao cường đại như thế? nhìn niên kỷ của hắn, cũng bất quá hơn 20 tuổi mà thôi a. À. Nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền đánh ra, khí thế nhấp nhô, trên thân ba đầu huyền ảo khí tức vần quanh, thiên địa pháp tắc lực lượng tụ đến, hóa thành cường đại công kích. Hứa viêm nhưng là thần sắc bình tĩnh, bàn tay trực tiếp lộ ra, một chữ này giống như sơn hà bao trùng, trong một chớp mắt, một đạo sơn hà hiện lên mà ra, đem đại thống lĩnh công kích, toàn bộ bao phủ ở bên trong, ngay sau đó sơn hà trực tiếp đem đại thống lĩnh bao trùng. ầm ầm. Giờ khắc này, đại thống lĩnh hoảng sợ phát hiện chính mình không cách nào ngưng tụ thiên địa pháp tắt lực lượng mà đến rồi phản phất nhận lấy một tầng ngăn trở trừ phi đánh vỡ tầng này ngăn trở mới có thể tập hợp thiên địa pháp tắt lực lượng đây là cái gì công pháp còn không đợi hắn làm ra cách đối phó một cái tay đã dò xét tới bắt lấy hắn cổ áo nâng hắn lên ta đều nói ngươi quá yếu đại thống lĩnh sắc mặt đỏ lên toàn thân lực lượng bị triệt để giam cầm một điểm sức phản kháng đều không có hứa viên thỏa mãn nhẹ gật đầu ý nghĩ của mình quả nhiên không sai, trực tiếp dùng sơn hà kiếm ý, hóa thành một đạo sơn hà bình chướng, ngăn trở linh vực võ giả ngưng tụ thiên địa pháp tắc lực lượng, liền có thể cực lớn suy yếu bọn hắn thực lực. Cho dù chỉ có thể ngăn trở một nháy mắt, nhưng trong chấp nhoáng này cũng đầy đủ phân thắng bại, phân sinh tử. Đương nhiên, đây cũng là hứa viêm sơn hà kiếm đạo, đã phi thường cường đại cùng ngưng luyện, mới có thể làm đến một bước này, cũng là đại thống lĩnh kinh địch phía dưới, lại chưa từng ngờ tới thiên địa pháp tắc lực lượng, sẽ bị ngăn trở nguyên nhân. Từ đại thống lĩnh xuất thủ, đến bị hứa viêm bắt, bất quá trong nháy mắt. Đợi đến người vây xem lấy lại tinh thần, tất cả đều kinh hãi không thôi. Đại thống lĩnh lại bê kỵ bê tắt. Mà còn, tự hồ không hề có lực hoàng thủ A. Người trẻ tuổi này là ai, vì sao có như thế thực lực cường đại? Liền che lấy sưng tấy gò má tên kia thiên kiêu, giờ phút này đều sợ ngây người, mặt đều cảm thấy không đau, dù sao liền đại thống lĩnh đều không có lực phản kháng chút nào, hắn tính là gì? Có khả năng bảo vệ một cái mạng tại, đều là đối phương hạ thủ lưu tình các hạ người nào đại thống lĩnh mặt đen thui kiếm thần hứa viêm hứa viêm cười nhạt một tiếng sách theo đại thống lĩnh cùng tạ lăng phong cùng một chỗ tiến vào phủ thành chủ tiện tay liền đem đối phương thả ra tạ huynh đi thôi hứa viêm vừa cười vừa nói tốt tạ lăng phong gật đầu trong lòng cảm thán không hổ là hứa viêm a à, bất luận là tại nội vực vẫn là đi tới linh vực hoàn toàn như trước đây cường đại hoàn toàn không có trước đây đánh đâu thắng đó a à. kiếm thần hứa viêm đại thống lĩnh ngẩn ngơ, chợt tê cả da đầu, hắn nghĩ tới một cái người. Đã từng trắng thiên vũ điện sơn môn khiêu chiến, càng là công nhiên xê cướp đi thiên vũ điện thần khí lãnh tuyệt đao tuyệt thế thiên kiêu. Hắn, vậy mà đến vân thiên thành. Mà còn, trực tiếp tại trong phủ thành chủ đánh người. Cái này, ngược lại là vô cùng phù hợp đối phương hành vi tác phong, năm đó cũng dám trắng thiên vũ điện sơn môn khiêu chiến, mấy năm trôi qua, thực lực càng là cường đáng sợ, tại phủ thành chủ đánh người tính là gì? Giết người đều chỉ là chuyện nhỏ con a. À? phủ thành chủ bên ngoài, người vây xem đều là khẽ giật mình. Kiếm thần hứa viêm. Kiếm vương nếu là nghe đến hắn cái này tên tuổi, chẳng phải là muốn tức điên. Có người thầm nói. Người biết cái gì, kiếm thần hứa viêm, là 18 châu tuyệt thế thiên kiêu, năm đó trắng thiên vũ điện sơn môn kiêu chiến, đang tại một đám thiên vũ điện cường giả mặt, xê gước đi thiên vũ điện thần khí hung nhân. Ta nói đâu, làm sao sẽ có như thế điên cùng người, nguyên lai là hứa viêm A, cái kia bình thường. Kỳ thật ta đã sớm đoán được, phóng nhãn linh vực, có thế như vậy điên cùng người, ngoại trừ Hứa Viêm, ta nghĩ không đến cái thứ hai a. Hứa Viêm vậy mà đến Vân Thiên Thành, mà còn tự hồ cùng Tạ Lăng Phong cái này yên lặng thiên kiêu giao tình thâm hậu, cái này náo nhiệt. Các ngươi nói, Hứa Viêm như vậy khiêu khích, thành chủ có thể hay không xuất thủ trấn áp Hứa Viêm? Sẽ không, thành chủ xuất thủ trấn áp Hứa Viêm, thành công bị châm biếm lấy lớn hát, ghiếp nhỏ, thất bại, vậy liền mặt mũi mất hết, làm sao sẽ mạo hiểm đây? Ngươi lớn mật a, ngươi cũng dám chất vấn thành chủ thực lực? danh xưng thiên hạ kiếm đạo ta là tôn chắn thiên vũ điện sơn môn kiêu chiến đang tại thiên vũ điện chúng cường giả mặt xê cướp đi thần khí chưa từng tuân thủ quy của hứa viêm đến vân thiên bích hải thành thông tin nháy mắt càng quét bốn phương truyền khắp vân thiên bích hải thành dần dần càng có tin tức ngầm truyền ra hứa viêm là đến trấn áp bích hải thiên kiêu hắn phải nói cho linh vực thiên hạ thiên kiêu hắn là tôn thông tin truyền ra bích hải thiên kiêu sôi trào chỉ là hứa viêm xuất thủ bắt xuống đại thống lĩnh thực lực để vô số bích hải thiên kiêu nhục chí đánh không lại, thật đánh không lại a. À. Nhưng cũng có không phục thiên kiêu, muốn đánh với hứa viêm một trận. Chương 340, Bích Hải Thiên Kiêu kiêu chiến, tại Lăng Phong đột phá. Vân Thiên Bích Hải Thành, bởi vì hứa viêm đến, mà thay đổi đến ồn ào náo động. Phủ thành chủ một tòa trên nhà cao tầng, Phó Thiên Hải đứng ở trong hành lang, tại hắn tả hữu phân biệt đứng tạ thiên hoành cùng Phó Vân. Lúc đầu Phó Vân chuẩn bị đi giải vây, nhưng bị Phó Thiên Hải tự chế dừng lại. Không hổ là hứa viêm A. À. Tạ Thiên Hoành cảm thán một tiếng nói. Đóng lấy, liếc chính mình nhạc phụ một cái, nhìn thấy đi, không cho đi giải vây, hiện tại mất mặt chính là phủ thành chủ đi. Phó Thiên Hải mặt đều đen, đưa tay đặt tại trên bả vai Tạ Thiên Hoành, cười nói, ngươi dám chất vấn quyết định của ta. Ai cho ngươi dũng khí a? À? Đừng tưởng rằng ngươi có kiếm vương chi danh, đã cảm thấy chính mình rất lợi hại. Trong mắt ta, ngươi còn chưa đủ nhìn a. À. Tạ Thiên Hoành nghe răng trợn mắt, hắn giờ phút này giống như bị một tòa núi lớn đè lên, toàn thân đều nhanh muốn rời ra từng mảnh, cái này nhạc phụ thực lực là thật quá mạnh. Bất quá hắn không phục, hừ hừ nói, ta nếu là cùng ngươi cùng cảnh giới, ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Lấy cảnh giới đè người, cũng là bằng thực lực. Phó Thiên Hải cười lạnh. A, à, ta nếu là ngươi cái này niên kỷ, cảnh giới đã sớm vung ngươi bây giờ mấy con phố, có được nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, tu luyện thời gian dài như vậy, mới như thế chút thực lực, nếu là ta tuyệt đối sẽ cảm thấy mất mặt. Tạ Thiên Hoành y nguyên mạnh miệng. Phó Thiên Hải năm ngón tay nắm chặt, trầm mặt nửa ngày nói, ngươi quá bất hiếu. Oanh! Thảo! Lấy lớn hát cái íp nhỏ, ngươi mất mặt hay không? Nhạc phụ đánh nữ tế, ném người nào? Phó vân một mặt bất đắc dĩ, tạ thiên hoành vừa tới thời điểm, vẫn là rất điệu thấp, không một chút nào tùy tiện, đối nhạc phụ nói gì nghe nấy, các loại lấy lòng. Làm nàng đều một lần hoài nghi, tạ thiên hoành có còn hay không là chính mình lúc trước người quen biết. Vậy mà sửa lại tính nết. Kết quả, thực lực tăng lên đi lên về sau, cuối cùng lại khôi phục tùy tiện gián dấp, cha, ngươi hạ thủ nhẹ một chút. Phó Thiên Hải nghe xong, hạ thủ nặng hơn. Trong đình viện, Hứa Viêm cùng Tạ Lăng Phong ôn chuyện về sau, liền bắt đầu truyền Tạ Lăng Phong thần nguyên cảnh võ đạo chi pháp, đồng thời đem đang dược lấy ra, phụ trợ Tạ Lăng Phong tu luyện. Tạ huynh, ngươi tại thần ý cảnh viên mãn, đã mài dũa thời gian rất lâu, nội tình có một chút tích lũy, nhưng còn chưa đủ, lại tích lũy một chút nội tình, đột phá thời điểm, thuế biến thăng hoa bản thân, vừa vào thần nguyên cảnh, thực lực liền có thể càng mạnh. Hứa Viêm chỉ điểm lấy nói. Tiếp xuống nửa tháng, hứa viêm đều đang chỉ điểm tại lăng phong tu luyện, chỉ điểm kiếm đạo của hắn. Mãi đến tại lăng phong tích lũy đầy đủ nội tình, bắt đầu bế quan đột phá thần nguyên cảnh lúc, hứa viêm mới nhìn thấy xa cách từ lâu tạ thiên hoành, cùng với tạ lăng phong mẫu thân, thành chủ thiên kim phó vân. Chỉ là, tạ thiên hoành sưng mặt sưng mũi, phản phất bị người đánh tơi bời một trận. Hắn không nhịn được tò mò, bích hải kiếm vương bị người nào phá tan đánh. Có chữa thương đang dược nha, cho ta một cái, lão nhi kia hạ thủ quá độc ác. Tạ Thiên Hoành bụng mặt nói. Mấy ngày, một cỗ lực lượng quấn quanh ở trên mặt hắn, làm cho hắn không cách nào khôi phục thương thế. Như thế diện mạo, tự nhiên là không thể ra ngoài rồi, nếu không chẳng phải là có hại kiếm vương chi uy. Hứa viêm bừng tỉnh, nguyên lai là bị nhạc phụ đánh A. À. Đem một bình đang dược đưa cho Tạ Thiên Hoành. Lại là một phen ôn chuyện, Tạ Thiên Hoành giới thiệu Phó Vân, vừa nhắc tới Phó Vân, hắn liền đắc ý không thôi. Chính mình lúc trước tại nội vực, liền cưới được Phó Vân cái này thân phận tôn sùng linh vực thiên chi kiều nữ, phóng nhãn nội vực không người có thể so sánh, đây cũng là hắn ban đầu ở nội vực, xem ai đều là phế vật nguyên nhân. Kiếm đạo có chút dừng lại, ta luôn cảm giác kém một chút mới có thể đột phá. Tạ Thiên Hoành thở dài một hơi. Hắn là hướng hứa viêm thỉnh giáo kiếm đạo bên trên cảm ngộ. Hứa viêm tiếp xuống, dĩ nhiên là chỉ điểm tạ Thiên Hoành kiếm đạo một phen. Mới vừa chỉ điểm xong tạ Thiên Hoành kiếm đạo, một tên quản sự vội vàng mà đến, nói, tiểu thư, vạn tinh võ đạo viện Lê Thiệu, điểm danh muốn khiêu chiến hứa viêm hứa công tử. Lê Thiệu, phó vân kinh ngạc không thôi tạ thiên hoành hơi nhíu mày nói người này làm sao tới khiêu chiến hứa viêm lông mày nhíu lại tò mò nói lê thiệu thực lực làm sao lê thiệu được vinh dự vạn tinh võ viện đương đại thiên kiêu số một thậm chí có bích hải thiên kiêu số một danh xưng nghe nói đã ngưng luyện ba đạo thiên địa pháp tắc khí tức phó vân giới thiệu nói tạ thiên hoành nói bổ sung nghe đồn lê thiệu thân có linh thể hứa viêm hứng thú một mực làm nghe linh thể thiên kiêu nhưng thủy chung chưa thể một trận chiến cái này lê thiệu vậy mà là linh thể thiên kiêu khó trách đã ngưng luyện ba đạo thiên địa pháp tắc khí tức linh thể càng thân cận thiên địa linh cơ càng dễ dàng ngưng luyện thiên địa linh cơ cùng thiên địa pháp tắc khí tức nhìn hướng quản sự nói nó cho lê thiệu muốn khiêu chiến ta có thể đánh bại cái kia đại thống lĩnh nếu không hắn không có tư cách khiêu chiến ta mặc dù đối linh thể thiên kiêu hiếu kỳ bất quá cũng không phải người nào đều có tư cách khiêu chiến hắn đánh bại đại thống lĩnh về sau lại đến khiêu chiến hắn nếu là liền đại thống lĩnh đều không thể đánh bại, cũng đừng nghĩ kiêu chiến hắn. Cái này. quản sự nhìn hướng Phó Vân, được đến Phó Vân sau khi cho phép, cái này mới vội vàng rời đi. Không bao lâu, quản sự lại vội vàng mà đến. Tiểu thư, hải linh tộc hải ba, điểm danh muốn kiêu chiến hứa công tử. Phó Vân lại lần nữa kinh ngạc. Hải ba là hải linh tộc đương đại tối cường thiên kiêu, nghe đồn huyết mạch không tầm thường, là đương đại hải linh tộc trưởng tôn nữ, nghe đồn ngưng luyện ba đạo thiên địa pháp tắc khí tức, cùng Lê Thiệu cùng xưng là Bích Hải Song Kiêu. Phó Vân giới thiệu nói: "Quy củ củ, đánh bại đại thống lĩnh, ta liền tiếp thu kiêu chiến." Hứa Viêm vung tay lên nói. Quản sự lại vội vàng rời đi. Đại thống lĩnh sắc mặt rất đen, nhìn xem khí thế hùng hổ, tới kiêu chiến hắn một nam một nữ, hắn gần như muốn thổ huyết. Đối phương vốn là tới kiêu chiến Hứa Viêm, kết quả Hứa Viêm xếp đặt cánh cửa, chỉ có đánh bại hắn mới tiếp thu kiêu chiến. Cái này để hắn rất phiền muộn. Trong lòng thậm chí hối hận lúc trước liền không nên xuất thủ. Hiện tại tốt, ai cũng biết hắn đại thống lĩnh, không phải hứa viêm một hiệp chi địch. Đại thống lĩnh, xin chỉ giáo. Lê Thiệu trong tay cầm một cây thương, trầm giọng mở miệng nói. Đại thống lĩnh mặt đen lại, nhìn chầm chầm Lê Thiệu nói, ta nhận thua, hiện tại ngươi có thể đi khiêu chiến hứa viêm. Há biết Lê Thiệu lắc đầu nói, ta Lê Thiệu, sao lại làm loại này dở trò dối trá sự tình, thiên kiêu chi chiến, vậy liền đường đường chính chính giao phong, nếu là không cách nào đánh bại đại thống lĩnh, vậy liền nói rõ ta không có tư cách khiêu chiến hứa viêm. Đại thống lĩnh, còn mời ngươi tôn trọng một cái ta. Nhìn xem lôi thôi lết thích, tóc ngắn nồng đầm, giữ lại ngắn mũi sợi râu lê thiệu, đại thống lĩnh gần như muốn thổ huyết, có thể hay không đừng nghiêm túc như vậy. Mẹ nó. Hắn mặt đen lại, nhìn hướng hải ba, nói, ta nhận thua, ngươi đi khiêu chiến hứa viêm đi. Ngươi đánh rắm, ta hải ba nhưng là muốn làm hải linh vương người, sao lại dở trò dối trá, ngươi đại thống lĩnh không muốn mặt, ta hải ba muốn mặt. Ta mẹ nó đại thống lĩnh sắc mặt càng đen hơn. Hải Ba là hải linh tộc bảo bối, cho dù nói năng lỗ mãn, hắn cũng không thể tránh được, nha đầu này tính tình cứ như vậy, toàn bộ bích hải đều nổi danh. Hít sâu một hơi, nói, đã như vậy, các ngươi ra tay đi. Hải Ba trong tay nắm lấy một thanh màu xanh thẳm cái nĩa, đây là hải linh tộc thần khí một trong phân hải xoa, chỉ thấy nàng xinh đẹp trên mặt, lộ ra vẻ giận dữ nói, đại thống lĩnh, ngươi đây là xem thường ai đây? Ngươi có tư cách, để ta cùng Lê Thiệu liên thủ sao? Lê Thiệu gật đầu, bày tỏ tán đồng. Đại thống lĩnh cái mũi đều kém chút tức điên, tay hắn vừa nhất, một thanh đao tại tay, mặt đen lại nói, người nào xuất thủ trước. Lê Thiệu nhìn thoáng qua Hải Ba, ta xuất thủ trước, đánh bại hắn, ngươi lại ra tay, phần thắng liền cao. Ngươi đánh rắm, ta Hải Ba, sao lại lấy người tiện nghi? Nhưng mà, bởi vì ai xuất thủ trước vấn đề, Lê Thiệu cùng Hải Ba trước đánh. Đại thống lĩnh gần như thổ huyết, cái này mẹ nó trong mắt, còn có hay không ta cái này đại thống lĩnh. Tự hồ, từ khi Hứa Viêm sau khi đến chính mình cái này đại thống lĩnh chi uy duy trì liên tục trượt bên trong tạ lăng phong đột phá thần nguyên cảnh hứa viêm không có chờ đến lê thiệu cùng hải ba khiêu chiến cũng không có quan tâm hai người này nói chung tựa hồ không thể chiến thắng đại thống lĩnh đi đã như vậy vậy liền không có tư cách khiêu chiến chính mình tạ lăng phong đột phá lúc cũng thuế biến thăng hoa bản thân võ đạo căn cơ chân chính triệt để chuyển hóa thành đại hoang võ đạo căn cơ đồng thời thu được linh cốt mới vào thần nguyên cảnh tạ lăng phong mặc dù còn lâu mới có được hứa viêm lúc trước lúc thực lực, bất quá chiến thắng luyện thần đỉnh phong võ giả, nhưng là không có vấn đề gì cả. Dù cho là ngưng luyện một sợi thiên địa linh cơ võ giả cũng có thể một trận chiến. Thực lực của hắn bây giờ, đã không thua bởi tạ thiên hoành bao nhiêu. Thần nguyên cảnh huyền diệu không chỉ như thế, tạ lăng phong thực lực, sẽ càng ngày càng mạnh, có thể lại lần nữa đem đã từng bại tướng dưới tay, lại lần nữa dẫm tại dưới chân. Theo kiếm đạo cảm ngộ tăng lên, tạ lăng phong một khi đột phá thần nguyên cảnh viên mãn, thực lực sẽ không thua vân thiên thành chủ, thậm chí càng cường một chút. Bất luận làm sao, tạ lăng phong cũng là thiên kiêu, thực lực không thể lấy võ giả tầm thường mà nói. Hứa viêm bắt đầu truyền thụ tại lăng phong thần thông cảnh võ đạo chi pháp, cái này cần một chút thời gian kỹ càng giảng giải, để tạ lăng phong chẳng những có thể khắc ghi hạ công pháp, càng có thế minh ngộ công pháp. Truyền thụ xong thần thông cảnh võ đạo chi pháp về sau, hứa viêm đem thần tướng cảnh công pháp cũng truyền thụ cho tạ lăng phong, đến mức phá hư cảnh võ đạo chi pháp, hắn cũng không có tìm hiểu ra đến, tự nhiên không thể nào truyền thụ huống chi đối với tạ lăng phong mà nói thần thông cảnh đều có chút xa xôi càng không nói đến thần tướng cảnh đầy đủ hắn tu luyện thời gian rất lâu về sau lại truyền phá hư cảnh công pháp cũng không muộn truyền thụ xong tạ lăng phong công pháp chỉ điểm kiếm đạo lưu lại đang dược về sau chuyến này vân thiên bích hải thành chuyến đi liền đã qua một đoạn thời gian hứa viêm sau đó muốn đi thăm dò bích hải tìm kiếm bích hải thần vật phó vân đem một phần bích hải hải đồ đưa cho hứa viêm phía trên có quan hệ với Bích Hải một chút hung hiểm chi địa, bảo địa, thậm chí khả năng xuất hiện thần vật hải vực. So với lúc trước Hải Linh Nhi giới thiệu muốn kỹ càng nhiều lắm. Đang lúc Hứa Viêm chuẩn bị cáo từ rời đi, thăm dò Bích Hải, tìm kiếm thần vật thời điểm, Lê Thiệu cùng Hải Ba vậy mà tới khiêu chiến. Hai người đều phân biệt đánh bại đại thống lĩnh. Cái này khiến Hứa Viêm rất ngạc nhiên, một phen giải mới biết được, ngày đó Lê Thiệu cùng Hải Ba bởi vì ai xuất thủ trước đánh bại đại thống lĩnh vấn đề phát sinh xung đột, kết quả hai người đánh lên, lẫn nhau đều thụ thương chỉ có thể tỉnh dưỡng mấy ngày, lại phân biệt đánh bại đại thống lĩnh, hướng hắn khiêu chiến. Vậy liền để ta gặp một lần, Bích Hải Thiên Kiêu bản lĩnh đi." Hứa Viêm cười nhẹ một tiếng. Chiến đấu chi địa, tuyển chọn tại Vân Thiên Bích Hải thành bên ngoài trên biển, thông tin truyền ra, Vân Thiên Bích Hải thành oanh động. Vô số võ giả tập hợp tại quyết chiến hải vực, chờ đợi Thiên Kiêu đại chiến tiến đến. Một phương, là Bích Hải tối cường Thiên Kiêu, một phe là đến từ 18 châu kiếm thần Hứa Viêm, đều là thanh danh hiển hách tồn tại. Hứa viêm ngạo nghễ mà đứng ở trên mặt biển, nhìn hướng đối phương hai người. Lê Thiệu cho người một loại lang thang thanh niên cảm giác, lôi thôi lết thích, tóc ngắn mà lộn xộn, tích trữ ngắn mũi sợi râu, trong tay nắm lấy một cây thương. Hải ba dung nhan xinh đẹp, dáng người hơi có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng bộ ngực ngạo nhân, cầm trong tay một thanh phân hải xoa. Các ngươi hai cái xuất thủ một lượt đi, ta thời gian đang gấp. Hứa viêm cầm kiếm tại tay, lạnh nhạt nói. Hứa viêm, ngươi quả nhiên rất ngông cuồng, nhưng ta lê thiệu, khinh thường cùng người liên thủ, thắng liền thắng được quang minh lỗi lạc, bại cũng muốn bị bại quang minh lỗi lạc, ta cũng không phải 18 châu những cái kia linh tông đồ vô sĩ. Lê Thiệu cầm thương lướt sóng mà đến, theo hắn không ngừng tiến lên, khí thế không ngừng khuấy động. Oanh! Sóng biển dâng lên, giống như hóa thành một thanh đại thương. Lê Thiệu trên thân linh quang hiện lên, thiên địa pháp tắt lực lượng tập hợp, cùng hắn linh thể dung hợp lại cùng nhau. Đây chính là linh thể A. Hứa viêm cảm thán một tiếng, linh thể thân cận linh khí, thân cận thiên địa linh cơ, Đồng dạng càng cùng thiên địa lực lượng phát tắc phù hợp, cho nên càng dễ dàng ngưng tụ thiên địa pháp tắc lực lượng, đồng thời có thể cùng thiên địa lực lượng phát tắc dung hợp lại cùng nhau. Đồng dạng ngưng luyện ba đạo thiên địa pháp tắc khí tức, đây cũng là Lê Thiệu thực lực mạnh tại đại thống lĩnh nguyên nhân. Hứa Vi một kiếm chém ra, bích hải hóa sơn hà, sóng lớn biến thành vô số thanh kiếm, trong một chớp mắt, sơn hà vạn kiếm khoái động mà ra. Zé. Lê Thiệu thần sắc cứng lại, trường thương vung vẩy ở giữa, không ngừng bắn bay sóng biển biến thành kiếm, nước sóng tiến lên thẳng tiến không lùi, một người một thương, phản phất muốn dê viết xuyên sơn hà, tan vỡ vạn kiếm. Oanh! Hứa viêm đưa tay nắm chặt, bốn phía sóng biển dâng lên, hóa thành từng chui cự kiếm, trong nháy mắt, cự kiếm vần quanh, kiếm trận hiển uy. Bất quá trong một chớp mắt, Lê Thiệu liền bị vây ở kiếm trận bên trong, đỡ trái hở phải, không cách nào lao ra. Ngươi không xuất thủ sao? Hứa viêm nhìn hướng hải ba mới nói. Hừ, vậy liền gặp một lần ngươi. Hải ba vẻ mặt nghiêm túc, trong tay phân hải xoa một điểm, sóng biển tách ra, chợt một cổ sóng to gió lớn lực lượng, từ bích hải bên trong hiện lên mà ra. Hải linh tộc, trong biển bá chủ, bích hải là hải linh sơn nhà. Hải ba mượn bích hải chi uy, cả người bị bích hải bao phủ ở bên trong, che giấu tự thân vết tích, hướng hứa viêm phát động tiến công. Hứa viêm khẽ mỉm cười, đạp chân xuống mặt biển, ầm vang một tiếng, một đầu hoàng kim cự long đang sóng lớn bên trong hiện lên, trong một chớp mắt, hải ba liền bị bức ra bích hải. Thậm chí, nàng mất đi mượn bích hải lực lượng phản phất, một vùng biển này, đã đổi chủ nhân. Người quan chiến tất cả đều hoảng sợ, đây là thủ đoạn gì, triệu hoán chân long sao? Chân long hình ý, đã có đủ một chút chân long năng lực, ngự hải chi có thế, hải linh tộc lại như thế nào có thể cùng chân long so sánh đâu? Tại Hoàng Kim Cự Long xuất hiện một khắc này, cuộc chiến đấu này thắng bại đã không có huyền niệm. Thắng bại đã phân. Phó Thiên Hải cảm thán nói. Tại bên cạnh hắn chính là hải linh tộc tộc trưởng, giờ phút này thần sắc hắn bất đắc dĩ, thở dài một tiếng nói, hứa viêm công pháp này, quả thật thần diệu a, à, mô phỏng theo chân long chi uy sao. Linh vực thiên kiêu hứa viêm là tôn, dù ai cũng không cách nào rung chuyển. Phó Thiên Hải cười nói. 18 châu siêu nhiên linh tông những người kia, cũng vô pháp rung chuyển. Hải linh tộc trưởng kinh ngạc nói. Ngươi cảm thấy Lê Thiệu cùng Hải Ba, sẽ thua bởi những người kia sao? Phó Thiên Hải cười nhẹ một tiếng nói. Siêu nhiên linh tông nhiệm vụ là cái gì, hắn cái này thành chủ sao lại không biết được. Vân Thiên Bích Hải Thành, cũng là thuộc về siêu nhiên linh tông liệt kê hải linh tộc trưởng nhẹ gật đầu đổi một cái đề tài nói thiên kiêu chi chiến bích hải tham dự sao để người trẻ tuổi chính mình quyết định có tham dự hay không thần kiều mở ra sắp đến cơ duyên lại tới người ta cũng nên đăng lâm thần kiều đi hướng thần kiều bờ bên kia phó thiên hải vừa cười vừa nói hải linh tộc trưởng nhẹ gật đầu ánh mắt một lần nữa nhìn hướng chiến trường